Hello mọi người. Quần mặc bao nhiêu? 119.000 em ơi. Em còn chị Vũ Phương Thảo nhá. Gọi Ngọc ạ, em đi hết rồi, ngày hôm nào gọi đi hàng ngày đấy nhá. Bây giờ gần Tết em không giữ đơn đâu ạ. Các chị mặc dù là mình hơi tốn tiền ship nhưng mà em đã xả rẻ rồi nên là các chị cố gắng là không giữ đơn nhá. Nhà em ngày hôm nào gọi điện là đi hàng ngay trong hôm đấy luôn để cho nó gọn hàng ấy. Chứ gần Tết nhà em không giữ đơn đâu. Chị nào muốn dồn đơn thì để có thể là cứ đặt bình thường, xong rồi hỏi nhân viên là đã đi hàng chưa. Nếu mà đi rồi thôi, mà chưa đi em gộp cho sau nhá. Áo LV cổ lông sao bao nhiêu rất là rẻ được từ đã. Mọi người chia sẻ live stream lên, mọi người ơi, đầu live em sale rất là rẻ luôn. Hôm nay cực kỳ nhiều hàng luôn nhá. Từ em xem cái máy nào. Hôm nay rất là nhiều hàng khoác ấm này. Năm nay có vẻ năm nay lạnh đấy. Ngọc Anh bạn dồn mẫu gì cứ ấy đi, cứ đặt bình thường đi. Xong rồi mai đợi nhân viên gọi điện. Nếu mà chưa đi hàng thì tớ dồn cho, mà đi hàng rồi thì thôi. Con làm cái gì đấy chị ơi? Hôm nay nhiều hàng xinh lắm, mọi người lại áo lụa quên, hai cái áo là quên chưa bóc. Ba cái áo mới là quên chưa bóc. Chân váy bò, hôm nay là rất là nhiều hàng áo ấm. Đẹp lắm, áo em mặc rất là rẻ các chị ơi. Hàng lót lông nhá, da lót lông. Chưa bao giờ rẻ như hôm nay luôn. Con áo này trước em nhập vào bán ra toàn hơn 500 đấy các chị hiểu không? Nhớ như cái mã áo này trước em bán toàn hơn 500 đấy. Chia sẻ like đầu like các chị ơi, đây áo em mặc đây con khác LV đây. Đẹp lắm ạ. Nó chỉ nói thật con áo này bình thường là các chị mua hơn 600. Nhưng mà hôm nay xem mọi người có hơn 400 nghìn một tí thôi. Bên trong toàn bộ là lót lông hết nhá. Nó lót lông hết hàng. Ngoài ngày hôm nay Tết lạnh đấy. Các chị mua áo khoác đi. Sơ mi bán rồi. Đây hôm nay áo len này. Tất cả những áo len này em xả đồng giá các chị hết là 129 nghìn nhá. Đây len thổ cẩm này. Đây, len Chanel này. Đồng giá 129 hết. Đây rất là nhiều mã xinh luôn các chị ơi. Rất là nhiều mã xinh. Đây nhá. Hình như vẫn thiếu thiếu đấy. Thiếu cái màu áo nào nhở, vẫn thì thiếu một màu. Đây Gucci các chị này, rất là nhiều hàng nhé mọi người ơi. Nhanh tay đi mọi người, chia sẻ live stream đi ạ. Đầu live em tặng cho các chị tất cả những khách nào chia sẻ live. À áo gấu nữa, quên, à đâu áo gấu đâu. Áo gấu à. Em tìm đến nhận đây, áo gấu này các chị này. Len gấu này. Hôm nay sale rẻ lắm các chị ơi. Hôm nay em bán len nhá, len và khoác da. Chia sẻ live stream đi, LV lông lúc nãy bao nhiêu. Cái đấy của em là 450 chị ơi, 450, nhưng mà các chị biết là hàng da xịn nhá. Tất cả những mã áo khoác anh em mà đều là hàng cao cấp, hàng loại một hết. Các chị mua mình đầu tư một vài mã hàng đắt một tí đi để mặc Tết. Rồi ok, cứ hiện lên danh hiệu người chia sẻ là em chốt, nhưng cái mã này em không có chốt ngẫu nhiên đâu. Em cứ chốt cho ai hiện lên danh hiệu người chia sẻ là em sẽ ưu tiên chốt đầu tiên. Bởi vì hàng em số lượng rất là ít các chị nhá. Đây con LV khoác LV lông kia đẹp, siêu đẹp luôn. Các chị mua bên ngoài nếu mà dưới 600 nghìn cho các chị hoàn hàng luôn. Riêng quần áo đấy nhá, tại vì hôm nay là hôm qua em hỏi vẫn là giá buôn vẫn là 500. Thế sau này nó sale rẻ quá, các chị nó sale xuống như thế nào còn có 400 mấy thôi. Thế này em bán lấy em ôm cho các chị. Chị Bùi Quỳnh á, em đóng rồi nhưng mà shipper chưa đi, thì chị có lấy thì để em gộp cho. Mọi người chia sẻ like đẩy video cho em đi rất là nhiều, em có thấy ạ. Chia sẻ live stream nhá các chị nhá. Chứ không ai băng dính được. Để băng dính làm gì? Rồi ạ, chia sẻ đi, đẩy view cho em trên 200 người đi. Hôm nay nhiều hàng lắm các chị ơi. Áo phao, phao ấy này, chân váy này, nhiều lắm. Em bảo rồi chỉ có like khoảng 1-2 like nữa là hết hàng mới. Là sẽ chỉ có xả hàng xả thôi. Bây giờ tranh thủ cái nào đẹp các chị chốt ngay đi nha các chị nhá. Ai không muốn, ai muốn giữ đơn phải chuyển khoản nhá. Không giữ đơn đâu nhá mọi người nhá. Ngày hôm nào gọi điện đi hàng ngay hôm đấy. Đi vào. Đây sơ mi này. Các chị nhìn sơ mi cao cấp nhà em đây. Rẻ lắm mọi người ơi. Bao giờ chia sẻ like em giảm giá so với giá ngoài like là từ 5 đến 10 nghìn, thậm chí 20 nghìn đấy. Áo mặc của em là 300 nghìn. Các chị nhá, áo mặc là 300. Da cổ lông sau có hai màu là màu đen, màu nâu em ơi. Lại không mặc quần ạ. Đi vào nhà con ơi, thằng này nhà em nó chuyên thế mà. Nó béo, nó mặc quần, nó tức bụng, nó có mấy khi nó mặc quần đâu mà. Đây sơ mi các chị, sơ mi cao cấp này. Hôm nay là em thời gian mà anh đang ảnh hôm nọ rồi, nhưng mà hôm nay là mới về hàng. Quần đang mặc là 119 nghìn nhá. Không, nhà trong nhà em ấm lắm, trong nhà nó ấm, nó không lạnh. Thằng đấy chuyên cởi chuồng. Thằng cu em nó chuyên cởi chuồng, nó có mấy khi mặc quần đâu mà. Chị nào theo dõi like em biết ngày nào lên like thấy nó cũng thấy nó cởi chuồng. Nó không thích mặc quần. Đây sơ mi cao cấp đấy các chị ơi. Đấy, rồi áo phao, áo mặc là 300.000, áo mặc là 300.000 size ML các chị nhá, size ML. Áo mặc của em có 4 mã đấy ạ. À có 5 mã, 5 mã tất cả. À 2 mã và 5 màu cái gì nhỉ? 5 kiểu khác nhau. Áo mặc là 300, cái thứ em đọc mã nhá. Áo mặc các chị yên tâm đi, hàng bên ngoài các chị mua không được giá này đâu. Không bao giờ bằng giá em bán này đâu. Em bán có bảo hôm nay cuối năm em xả hàng thôi các chị ơi. Vớt vát được vài ngày Tết thôi mọi người ạ. Quần mặc là 119.000.
quần mặc là size SML nhá, áo da mặc là size ML, đây áo rất là nhiều mã xinh luôn. Không có dồn đơn đâu các chị nhá. Ngày ngày mai gọi điện là phải nghe máy và cho địa chỉ em đi hàng, nếu mà không cho địa chỉ là em xả hàng đấy, vì hàng số lượng các chị biết hàng nhanh hết rất là nhanh. Đấy, hôm nọ áo len hoa xanh hủy đơn ba cô chị đấy, bởi vì nào các chị không chia sẻ, là thứ hai là không nghe máy. Đến ngày hôm sau gọi lại thì cứ bảo không được chốt đơn, không nhắn tin hết hàng rồi còn đâu. Nên các chị nhá, nên là hàng Tết em sẽ không giữ đơn đâu, tranh thủ chốt đơn ngay và luôn đi hàng luôn cho em. Áo này chưa cắt khuyết à? Nhiều lắm, màu nhiều mã đẹp lắm luôn các chị ơi. Rồi bắt đầu lên, mọi người bắt đầu lên nhá, mã áo đầu tiên. Quần năm mặc nhà em là size SML, quần nhung cạp mà cạp D nhá, SML dưới bao nhiêu nhỉ? Dưới 55 cân thôi, quần này không có size to đâu ạ. 55 cân quay đầu thôi, hai màu ở nâu và đen, các chị ghi là quần nhung cặp chữ D nhá, cặp cùng nhung cặp D đi. 119.000 co giãn. Chia sẻ livestream thì ai cũng phải chia sẻ nhá, không chia sẻ không chốt đâu, gần Tết rồi. Áo mặc á, không, cái này lông là lông liền luôn rồi. Đây các chị nhìn nhá. Nó cái đai da này. Áo mặc của em có size ML dưới 60 cân các chị ơi. 300.000 một áo. Đây, nó có cái da thế này. Nói chung là nó kiểu khoác ấy, nhưng mà nó rất là ấm, bên trong là nó lót lỉ mọi người nhá, bên trong lót lỉ. 300.000 áo đang mặc nhá, không bắt cọc. Cứ nhận hàng, cứ thanh toán, kiểm tra hàng thanh toán cho em. Mã này các chị ghi mã này cho em là áo gì nhỉ? Nó khóa à? Em đọc mã nhá, nó không. Mã 8160 chị ơi, 8160 nhá. Ai lấy mã này comment cho nó mã 8160. 300.000 một áo nhá. 300.000 một áo. Cái này bên ngoài đẹp hơn trong mai, nên nó hơi trong mai nó hơi nhờ đấy. Chân váy nhung ong bao nhiêu? 169.000 hàng đẹp chị ơi. Em không bán cái hàng mà trăm mấy đâu nhá, trăm hai đâu. Cái hàng đấy nó là hàng cắt xưởng, hàng em là hàng kiểu hàng cao cấp thì nó mắc đi ô, nó xịn lắm mà không như cái hàng kia đâu. Ok, quần nhung cặp D có hai màu, 119.000 SML. Quần em mặc là 119.000 size SML các chị nhá. Quần em mặc là 119.000 size SML, cân nặng là dưới tầm khoảng 55 cân thôi. Quần em mặc không có size to các chị lùi, không có size to, em mặc là em mặc size M này. Nó đã ôm nhà rồi, size L nó không rộng hơn được đâu. Nó hơn được khoảng 2 phân thôi. Gọi rồi nhưng mà không nghe máy đấy các chị ơi, em gọi hết rồi. Bình Yên á, em không rõ đâu, nhân viên chốt đơn cho chị chưa ạ? Đây ạ, mã này các chị ghi mã hàng là 88 gì nhỉ? 8160 các chị ơi. 8160 nhá, 300.000 một áo. Các chị yên tâm, con áo này em sale rất là rẻ đấy ạ. 8160 kèm màu kèm số điện thoại. Ok, quần nhung rồi chị, ở đây bên trong lót lỉ này. Trấn bông lót lỉ siêu ấm luôn. Những cái hàng này em là da pha lộn nhá. Một cái mã nữa các chị này. Cái này còn nó đai bên này, nó còn đai sườn, nó còn có cái con đỉa đây này. Đây các chị này, con đỉa này. Hàng rất là ấm nhá, size M và size L. Cái mã này thì chỉ có hai màu thôi. Đây các chị ơi, mã này đây. Mã này của em gọi là gì nhỉ? Đẹp lắm các chị, bên ngoài trước em bán các chị toàn là hơn 400 mấy. Em bán ở shop là hơn 500 đấy. Cái này là 8825 nhá, 8825. Ok chị Hải Hưng rồi. À, thấy á, chị Bình Yên inbox cái kiểm tra đơn, áo mặc là áo da da phối áo gì nhỉ? Áo da trần bông nhá chị nhá. Đây cái da bên ngoài là chất liệu da mọi người ơi, chất liệu da nhá. Cái mã mặc các chị ghi là 8, cái đấy lại quên mất rồi, cái gì 8 nhỉ? Cái mã rồi. 8160, size ML dưới 60 cân các chị vừa. 300.000 áo đang mặc nhá mọi người, 300.000. Ở chân váy nhung đi ạ. Em có chân váy nhung mã mới này, con này 165 này. Đây chân váy nhung mã mới các chị ơi. Ghi là chân váy nhung đai da mọi người, chân nhung đai da cho em tặng kèm cả đai luôn. 165.000 nhá. 8125 ok chị, có hai màu, nó không phải trắng đâu, nó kiểu hơi kem kem nhá mọi người. Đúng rồi, form bé chị ơi, quần này form bé lắm. Em mặc này nó đắt. Nói chung là em mặc size M này. Form nhỏ mọi người nhá, form hơi nhỏ một tí, nó không được to lắm đâu. 55 cân quay đầu thôi. Đây ạ, các chị ơi, chân váy nhung đai da nhá. 165.000. Chân nhung đai da 165 cho em này. Có cả quần nhung đấy. Đây em mặc là các chị ghi là 8160. Ba màu nhá mọi người, ba màu 300.000 một áo. Đây thiết kế em cho mọi người xem này, bên trong toàn bộ là rất là ấm luôn thật. Năm nay là lạnh mọi người, lạnh muộn. Năm nay các chị mua áo ấm là không có hàng đẹp vì là nó rét muộn, thứ hai là nó tắc biên, nó đóng biên sớm nên là nhiều khi hàng người ta ở các shop người ta các chợ buôn ấy nó không về không kịp dịp Tết luôn ấy các chị. Bên trong lót lỉ rất là ấm các chị nhá. Trần bông, bên ngoài là chất liệu da nhá, hàng xịn nhá. Hàng chuẩn loại một các chị luôn. Giá sale mọi người trên live giá là 300.000 một áo. 8160, đây là 88 gì nhỉ? 8825 ạ. Chia sẻ live mọi người, chia sẻ live mới bán giá này. Đây 8825 chị ơi. Con kia là khoác lông LV, tí em lên tí em mặc thử cho, khoác đấy là 450, có phải hơi đắt tí nhưng mà nó là hàng xịn nhá. Bây giờ gần Tết rồi các chị muốn tìm cái shop live nào để mà bán mua hàng đẹp không rất là hiếm, không phải là đâu cũng có đâu. Nha các chị, phải ai phải có shop cơ, chứ còn nếu mà bán livestream không mà không dám ôm những cái hàng đắt tiền này về bán đâu. Em bảo thật luôn ấy. Em bán các chị trên live em chỉ bán xương xương thôi. Em để dành cho Tết em bán ở cửa hàng em mà. Em bán không mời có giá 350 với cả 400 mấy đâu. Cứ phải 500-600 nghìn chứ không mời bán rẻ trên live đâu các chị ơi. Thấy có thấy nhá chị ơi. Len đi, có len chị ơi, đem tí. Lên số điện thoại đi các chị ơi.
Zalo em mặc, em mặc size M chị nhá. Đây. Đây cái này của em là nó kiểu cúc cúc bấm này. Đây kia là cúc khóa, đây là cúc bấm. Đây là 8825 mọi người nhá. 8825 chỉ có hai màu là màu màu trắng kem với cả màu đen thôi. Sắt lê, di lê chám vàng bao nhiêu? Áo di lê là 155, còn áo len bên trong là 69.000 nhá. Áo da lờ về sau, ok em đợi em tí nhá. Em không rõ đâu, nhân viên chốt đơn em không rõ đâu chị ơi, có gì mình liên hệ trực tiếp với cả số chốt đơn cho em với. Khoang nhung nâu đợi tí bạn ơi, đợi tí. Chân váy dài qua gối chị nhá, di lê đợi em tí, hôm nay nhiều di lê mới lắm. Hôm nay có như thế các chị là hai mã di lê mới. Đây cái này các chị mặc cái hết cúc vàng xinh luôn, đây này. Nó có hai con đai này, cái đai điển đây này, đây này. Các chị mặc này mà khoác được, mặc cài cũng được nhá, ấm lắm luôn ý. Năm nay các chị lạnh mọi người ạ, năm nay Tết lạnh, rét muộn. Đấy, con này của em là 8860 nha các chị nhá. Đây, mình không thích mà mặc ấy mà các chị mặc có thể mình mặc khoác cũng được. Khoác thì mình bỏ cúc ra cho em. Áo mặc là 300.000 em ơi, 300.000. Chân váy nhung ngắn cặp chun em không có. Thanh Thư bạn hỏi cái gì tôi có nhìn thấy. Mặc size gì cứ để lại cân nặng bên em, là dưới 60 cân là có size vừa nhá. Đây là 8860 cho em mặc khoác đẹp hơn, đi đâu lạnh các chị cài vào. Còn đi đâu mà các chị mặc kiểu mình khoác này bên này thì cho nó nhẹ nhàng, mặc này nó đẹp hơn nhá. Còn mặc cài vào khi nào nó lạnh đi đường hãng cài vào thôi. Đấy thì cứ dưới 60 cân là có size vừa. Không nghe máy á, nhân viên thì em làm đến 8 giờ là nghỉ rồi. Nên các chị dự ngoài gọi muộn quá là không ai chốt đơn đâu. Buổi sáng bắt đầu gọi điện lúc 9 giờ các chị nhá. 9 giờ hãng gọi nhá, các chị gọi sớm là không có ai trực điện thoại đâu ạ. Đấy, ai lấy mã này các chị ghi là cho em mã hàng là 8825 nhá. Hai màu đen với cả trắng, 300.000 một áo, hàng loại 1. Các chị lưu ý là hàng này của em là hàng cao cấp nhá mọi người, chia sẻ like bán giá này em có như thế mỗi màu 15 cái. Không hơn không kém nhá, cứ ai không chia sẻ là em để ưu tiên cho khách chia sẻ trước. Bên trong là lót trần bông các chị không? Nên là 300.000 cái áo hàng da xịn như thế này. Đây mọi người nhá, được kiểm tra hàng thoải mái. Kể cả hàng này hàng hơn 300 em không mắc cọc đâu. Thật ra những cái áo này em để các chị có hoàn về Tết em càng được hàng em bán, bởi vì là Tết rất là khan hàng. Năm nay Tết nhà em nó thật là quanh xốp quanh đây này, em thấy nó không có nhập hàng mới đâu. Chỉ có bán livestream giống như em thì hàng vẫn mới về liên tục, thì may ra có mẫu mới thôi. Comment một lần thôi chị ơi, đừng comment nhiều. Cái con điên nào đấy? Long Trần, à bọn điên này nó comment linh tinh này, cái gì này? Kéo tương tác cái gì đây này? Cái này chặn kiểu gì nhỉ? Sao lại toàn cái bình luận gì này nhỉ? Mọi người chặn kiểu gì nhỉ? Cái bọn này nhá, comment linh tinh vào bài like ta chặn hết. Cứ bảo sao cái gì hiện lên nắm thế. Long Trần là cái thằng nào đây? Phạm Văn Thảo này. Đang bán hàng bình luận cái linh tinh cái gì không biết nữa. Quảng cáo vớ va vớ vẩn. Đợi em tím chặn hết cái lũ bọn vớ vất dậy để mẹ vào bình luận lãng hết cả bản tin người ta. Nó bị lát rồi này các chị này. Sao đâu lắm bình luận này nhở? Các chị ơi, mọi người có thấy em like của em không? Tự nhiên lại lắm bình luận này nhở? Toàn bình luận gì này này? Cứ share like với cái gì đấy? Mẹ cái bọn điên này. Chỗ ta bán hàng cứ vào bình luận tinh tinh tinh. Lẫn cả bảng tin, nhiều khách người ta bình luận xem comment của khách mà nó lẫn lộn hết cả vào. Có xem được livestream của em không chị? Có mấy cái bọn thần kinh này vào, mẹ cứ vào pha đám à? Ta bình luận cái gì á? Em chặn hết rồi, em tím chặn hết để cho nó các chị bình luận em còn nhìn được của mọi người. Ồ, sao lại thế nhở? Vô duyên. Đây các chị ơi, mã này của em là 8825 nhá. 8825. Đúng không? 8825 cho em ạ. Ui các chị ơi, mặc khoác đẹp lắm luôn ý. Quần em mặc các chị ghi là quần nhung cạp chữ D nhá. Một con quần nhung rất là xịn sò luôn, có túi hai bên. Đấy, quần nhung cạp chữ D của em là bao nhiêu nhở? Xả các chị trên live với giá là 119.000. Canjian á, em lại không lại gọi em đếm, chỉ bán toàn di lê là nhiều thôi chị ơi. Cái da nâu đây rồi. Đây nhá, các chị lấy mã này các chị ghi là gì nhở? Em nay có áo len rất là nhiều len em xả các chị ơi, len nhiều lắm. Đây mấy con len thổ cẩm các thứ này em xả đồng giá 129.000 hết nhá. Đồng giá hết luôn. Các chị hôm nay len thổ cẩm này em xả rất là sốc luôn đấy, các chị cố gắng là mình theo dõi like cho em nhá. Chân váy nhung á, đây chân váy nhung đây chị ơi. Spam là bọn nó làm sao mà bình luận kiểu gì nhỉ? Nó cứ hiện lên đây lại con điên rồi đây. Vào lãng hết cả bản tin này, bán hàng comment của khách không thấy, toàn comment thấy cái kiểu comment tinh tinh. Chân váy nhung đai da chị ơi. Chân váy nhung đai da 165.000 chị nhá, 165. Rất là rẻ luôn các chị nhìn này, hàng xịn như thế này. Bây giờ gần Tết em chỉ bán xả thôi. Cái giá này là giá xả các chị nhá, còn da xốp nhà em mua có phải 200.000, 250 một cái em không bán giá đây đâu. Chân váy nhung ong bao nhiêu 169, hàng loại đẹp chị ơi. Đây.
chân váy nhung đai da cho em tặng kèm cái đai như này. Các chị nhìn mặc lên người này, đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, mặc cái này khoác cái áo da như này cho em, đi bốt lên là rất là xinh. Sơ mi đi em, ok chị sơ mi đợi em tí chia sẻ livestream hộ em với các chị ơi. Áo khoác trên tường rồi, đấy là khoác LV. Đây các chị mặc này, mặc một cái chân váy này mặc cũng kết hợp với áo len nhá, kết hợp với khoác da như này cho em được một set đồ gọi là sang chảnh, vừa là sang vừa là kiểu điệu đà mọi người nhá. Đi bốt lên cho em cực kỳ xinh luôn. Chân váy nhung đai da cho em ạ, 165.000, tặng kèm nó gắn luôn cái đai này luôn rồi, rất là đẹp, rất là sáng nhá. Đai bản to này thề luôn, con chân này các chị mua ngoài không dưới 300.000, à không dưới 200.000 em đi đầu đất luôn. Đợt trước em hỏi giá buôn là 18, thế xong bây giờ nó sale quá rẻ luôn các chị, đều gần Tết mà toàn là được ôm được hàng sale rẻ thôi các chị nhỉ. Áo này cũng thế, buôn 500.000 giá buôn, bây giờ nó sale quá rẻ luôn, còn 300.000 bán giá bán lẻ các chị đã có lãi rồi đấy. Nhanh tay tranh thủ đi, bây giờ bên kia ta xả gọi là xả kinh khủng luôn ý. Thổ cẩm đợi em tí chị ơi. Áo dê vàng là sau 155 ạ, chân váy nhung đai da chứ, comment đúng là CV nhung đai da cho em 165.000, dáng dài qua gối cho em mọi người ơi, dáng dài qua gối. Cái mã này là 8825 cho em nhá. Khoác da 8825 chỉ cần comment nào. 8825 kèm số điện thoại. Là có đơn nhá. Chia sẻ livestream nữa là có đơn. Đây các chị ơi. Sale các chị trên live với giá là 300.000 một áo nhá. 300.000 một áo nhá các chị ơi. Chân váy đai Dio phía sau á. Cái đấy em đấy là hàng 301, em chỉ bán đai thôi, chân váy không ấy. Chân váy nhung đai da là hàng 165 nhá. Vũ Kim Dung ở thật, hôm nay thật bên ngày nào cũng sẽ live đấy, nên là các chị cố gắng theo dõi livestream của em đi. Gần Tết rồi em cố gắng em cày lốt mấy ngày nữa, em nghỉ rồi. Nên là xả lốt, xả bao giờ hết hàng thì thôi. Khoác LV đây rồi, khoác LV đây rồi chị ơi. Áo em thề các chị luôn à. Ngày trước giá buôn em phải bán tại cửa hàng em phải bán là 650, đây vẫn còn nguyên cái mã nhập ban đầu nhập vào 500.000 đi kìa. Em thấy cửa hàng em bán toàn hơn 600 mà. Đây khoác LV này mọi người, con này là 450 nhá, hơi đắt một tí. Nhưng mà nó là da xịn luôn. Ra xịn luôn các chị ơi, đẹp lắm. Các chị nhận hàng không bắt gặp nhá. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận, cảm thấy đẹp thì các chị lấy, không đẹp thì các chị trả phí ship hoàn hàng cho em. Riêng những mã này em không sợ tồn, bởi vì là Tết em không có hàng mà bán cơ. Tết không có hàng mà bán, các chị bom hàng về của em vẫn để em bán ở cửa hàng, bán tốt luôn. Nên là em không cần các chị phải cọc tiền, cứ ưng là đặt hàng thôi. Mua hàng văn minh là nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái và thanh toán phí ship cho em. Đây là màu nâu, kiểu nâu rêu mọi người nhá, nâu rêu em mặc là đen. Ghi mã này ghi là khoác cổ khoác lông LV cổ lông nhá, siêu đẹp luôn, năm nay lạnh đấy các chị, năm nay lạnh đấy. Đây bên trong nó là trần bông hết này, da cực kỳ xịn luôn. Con áo này là 450.000 nhá, con này hơi đắt 450. Ok em qua mẫu trần trám vừa dơ là chất gì, chất da mơ, da đót lông nhá. 56 cân mặc size L chị ơi, nhà em cái này nào là chất da ấy, toàn bộ chất da hết mọi người, chất da hết nhá. Nhưng mà nó da gì, da nhung các chị ạ, da xịn lắm, nó không như kiểu da các chị mặc mua cái hàng nó nổ lổ đâu. Không, áo da mọi người đừng giặt máy, áo da này ra tiệm giặt cho em và mỗi một vụ các chị giặt 1-2 lần, một lần thôi. Đừng nên giặt nhiều vì cái hàng này nó có bẩn đâu các chị. Cái da này nó có bám bẩn như là hàng len với cả hàng phao với cả mấy cái chất vải khác đâu ạ. Chất da này mỗi năm giặt một lần thôi, ra tiệm giặt mất khoảng tầm 30-40.000 thôi các chị ạ. Đây. Khoác da LV cho em lại cái con điên nào đây. Dung ơi em vào trong tương tác bên em chặn hết cái bọn điên đó chị. Đang bán hàng mà vào cứ kiểu spam linh tinh. Đây là 88 em 300.000. Đúng không ạ? Chất da này. Em bảo rồi các chị cứ đặt đi, không lấy thì trả em phí ship hoàn hàng về, em không sợ tốn mã này luôn. Em để bán đến Tết em bán tốt luôn đấy các chị nhá. Đây, bên trong này. À bên đằng sau lưng này, đẹp cực 300.000 nhá, hai size ML. Đây màu nâu rêu đây em ơi, nâu rêu. Em mặc các chị ghi là chân váy nhung nhá. Chân váy nhung đai da con này đẹp lắm. CV nhung đai da cho em ạ. Cái này cắt ngắn được 165.000, hai màu là nâu và đen. Cái này là tặng kèm luôn các chị nhá. Đai bản to gọi là mặc lên người cực kỳ là điểm nhấn luôn ấy, mặc lên đẹp cực luôn, 165.000 chân váy nhung thôi ạ. Khoác da lông LV 450. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, riêng mã này em không mắc cọc, bởi vì hàng em là em đang lấy về em ôm là bán Tết cơ. Các chị có bom hàng về đi chăng nữa thì em vẫn để em bán Tết, gọi là không gọi là không có hàng mà bán luôn ấy. Tết các chị gọi là tâm lý, mọi năm em hay bán là thấy là các bạn đến tận 30 Tết, 29 30 Tết bắt đầu đi sắm đồ quần áo. Vì người ta đi làm cả năm, người ta bận không có thời gian mua, các chị mua online khác nhưng mà người ta đến cửa hàng rồi làm không có mua trên mạng nhiều ấy, thì gần cận Tết người ta mới đi sắm hàng thì lúc đấy không có hàng đẹp nữa rồi. Em thì em cứ ôm hàng em để bán, không em không hết bán, năm sau bán chả sao hết. Đây các chị nhá, đây là LV màu nâu cho em. Các chị lấy mã này ghi là chân váy nhung đi ạ. 45 cân mặc vừa, nói chung là từ 40 cân đến khoảng tầm 60 cân. Cái form này của em da có độ co giãn và dáng là dáng bomber lung thun các chị nhá, cứ dưới 60 cân là có size vừa nha mọi người. 60 cân không vừa đâu, hơn 60 cân không vừa đâu, 60 cân thôi chị ơi. Nói chung là cứ dưới 60 cân các chị chốt đơn, còn mặc size gì mai sẽ có nhân viên tư vấn nhá. Khoác lông LV của em mặc size M, size bé nhất đây này.
size M, size bé nhất này. Nó là dáng khoác mà, nên là các chị mặc không phải là dáng ôm ship vào người đâu. Nên là dễ mặc lắm, hầu như ai mặc cũng vừa. Đây dáng khoác như này mà. Đi mặc với cả quần bò hay mặc với cả chân váy da, quần sau da đi bốt lên cho em. Đấy, khoác lông LV cho em, cổ lông tháo được các chị nhá. Cổ lông tháo được, không thích cổ lông mình tháo cái lông này ra thành một cái dáng khoác mới, khoác da mới. Đấy các chị nhá, bên trong lót lỉ rất là ấm luôn. Bên trong toàn bộ là trần bông lót lì hết, 450.000, con này đắt nhất 450 nhá. Giá gốc của nó phải hơn 600 đấy các chị ạ. Phải hơn 600 đấy ạ. Chân váy nhung đai da của em là 165.000, hai màu là màu đen và màu nâu. Ok chị, bây giờ khoác da LV đi các chị ơi. Cổ lông tháo được mọi người nhá. Mọi người tháo cổ lông ra nó sẽ như này, em tháo thử một cái màu nâu mọi người xem này. Thôi tháo thử hai lớp thôi nhá, không thì bà hết ra các chị lại hỏi này. Đây tháo lông ra thành một cái áo khoác dáng thường như này. Đấy các chị nhá, rất là đẹp luôn, mặc được hai kiểu. Các chị nào thích cổ lông mình gắn gô lông vào, lông các chị nhìn cái lông biết là hàng lông xịn, các chị nhìn cái lông này. Có phê không các chị ơi, nhìn này. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nhá. Nhớ và chia sẻ livestream vì số lượng mỗi màu có 15 chiếc. Em chỉ ưu tiên cho khách chia sẻ thôi, để các chị biết những người mà bị hụt cái áo len xanh ấy. Em bảo rồi không chia sẻ là các chị có tiếc thôi. Không mất gì lượt chia sẻ cả nhá các chị nhá, chia sẻ không mất gì cả đâu. Nó miễn phí mà, nên các chị cứ một hai lúc chia sẻ cho vui vui thôi. Thế là được chốt đơn nhá các chị nhá. Lông rất là xịn luôn, bỏ cái lông ra thành một cái áo giáp khoác da như này. Và quan trọng là bên trong nó trần lông rất là ấm. Năm nay là lạnh đấy các chị ạ, năm nay rét muộn. Lạnh đấy. Bây giờ mấy bà khách đi ra nhà em toàn hỏi áo phao với áo ấm thôi, này lấy đấy đâu ra. Nhà em toàn sơ mi là nhiều, nhưng mà thấy lạnh nên phải nhập thêm ít hàng khoác ấm về cho các chị đấy. Khoác da LV có hai màu là nâu và đen, 450.000, không bắt cọc, nhưng các chị phải là mua hàng văn minh. Nhận hàng không ưng phải trả em phí ship nhá. Phải trả em phí ship. Còn nếu mà các chị mà còn kiểu cứ đòi miễn ship cái gì đấy em miễn, em hủy đơn luôn nha các chị nhá. Nhiều khách buồn cười lắm. Mua một cái áo có hơn 100.000 cũng đòi miễn ship. Không hiểu luôn. Các bà muốn miễn ship ra shop mua hộ em nhá. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Váy nhung đen phía sau á, đấy là 301, còn áo Gucci cao cổ không á? Em hết rồi chị yêu ơi. Gucci 75.000. Cháy hàng luôn. Đây khoác giờ khoác lông LV các chị chốt đi. Màu nâu và màu đen cho em, quần mặc các chị ghi là quần nhung đai D, dưới 55 cân thôi nhá, con này form bé. 55 cân quay đầu thôi ạ. Quần nhung đai D của em là 119.000. Rồi ok chị, khoác lông LV có hai màu ạ, 8825 có hai màu là màu đen và màu be, còn cái mã 88 cái gì nhỉ? 8160 thì nó có ba màu. Đây ạ, khoác lông LV mọi người chốt đi. Đẹp lắm luôn, nó là màu nâu rêu nhá. Nhớ chia sẻ like được giá này các chị nhá. Nhớ là phải chia sẻ like cho em ạ. Còn mẫu tiếp theo mọi người, áo nhung hôm nay về rất là nhiều mã siêu phẩm luôn, áo nhung của em này. Hôm nay về cực kỳ nhiều mã siêu phẩm, tí lên áo nhung các chị nhá. Nhiều mẫu đẹp lắm, đây nhung này xinh này. Nhiều mã nhung đẹp lắm, hôm nay nhiều hàng hot cực luôn. Em bảo rồi chỉ like khoảng tầm 2-3 like nữa là em sẽ dừng mã mới, là chỉ có xả hàng thôi. Bây giờ các chị muốn mua hàng đẹp các chị đặt hàng ngay vào luôn đi. Đây là chân váy nhung đai da mọi người chốt đi ạ. Hàng này của em 165 các chị nhá, nhớ chia sẻ like, 165.000 một chân. Tạm đây rồi, màu kem đây, màu nâu, màu kem, màu đen đi các chị ơi. Cái này của nó bên này em không đọc tên đâu nhá, các chị có đơn, có số điện thoại là có đơn, không đọc tên. Khoác LV kia, khoác lông LV là 450, còn khoác này là 300.000 chị ơi. Cái LV đắt tiền hơn, nó là da nhung mà, nó xịn hơn, sở chất sướng lắm các chị ạ. Em bảo các chị không mua là tiếc đấy, em thật luôn ấy. Hàng đấy của em á, bây giờ em khan cực kỳ luôn. Em thật, Tết năm nay em biết là lạnh, chắc chắn là nó sẽ kiểu rét muộn mà, nên là kiểu gì, ô cái này bị lỗi rồi, cái bị lỗi rồi. Kiểu gì là các chị cũng phải mua áo ấm mà mặc thôi nhá. Đấy các chị, lấy mã này các chị ghi là gì ạ? 8160. Đây là 8160 cho em nhá mọi người. Ok, LV màu đen, áo nhung đi, áo nhung đợi em tí. Đợi tí, áo nhung còn nhiều lắm, đợi em tí nhá. Chia sẻ livestream mọi người ơi, chia sẻ livestream cho em. Khoác lông bao nhiêu á? Dưới 60 cân vừa chị ơi. Chân váy nâu đấy là chân váy nhung đai da mọi người. Chân váy nhung đai da cho em ạ. Sale các chị trên live vừa giá 165. Đây các chị nhìn xịn không ạ? Nhìn cận chất nhá, mọi người thấy xịn không? 165.000 một chân nhá. Ra ngoài cứ phải hơn 200 là chuyện bình thường. 64 cân không vừa chị ơi, dưới 60 cân thôi. Khoác lông, khoác LV hoặc là khoác cái mã này của em là 8160 nhá các chị nhá. Em mặc các chị ghi là khoác 8160. 300.000 một áo nhá. Em mặc cái size M này. Size M tầm dưới 50 cân, 52 cân, 50, 51 cân gì đấy. Size L dưới 60 cân nhá các chị nhá. Ok rồi, mà đặt hàng cứ lên số có đơn, không bắt các chị phải cọc, nhưng các chị phải ý thức nhận hàng. Phải có ý thức nhận hàng em mới ship, em mới chốt. Còn nếu mà kiểu cứ mà kiểu không muốn lấy hay là còn lăn tăn thì em sẽ hủy đơn ngay và luôn nhá. Em không đợi phải gọi là không đợi tư vấn nhiều đâu. Nhiều chị cứ em ơi mặc thì nó có đẹp hay không, liệu da nó có lổ hay không, hay là gọi gì, mặc lên người nó có gọn người không, toàn hỏi anh câu vớ va vớ vẩn ấy. Em sẽ không có tư vấn những cái kiểu đấy đâu các chị nhá. Mặc trên live như nào rồi em nói, em tư vấn luôn trên live rồi. Tí mai cho đơn thì hỏi là cân nặng bao nhiêu cân, mặc vừa gì thôi. Đẹp hay không thì là tùy dáng người.
Còn chất da em khẳng định các chị là hàng loại 1 nhá. Cái này nó đang bị lỗi một tí. Cho nên mai em mang đổi em lấy trên móc cho là nó bị lỗi. Đấy các chị nhá. Đây cái mã này của em là gì nhỉ? 8160 các chị ơi, toàn bộ bên trong trần lông hết và chất liệu là vải da mọi người nhá. Vải da cho em. Hàng da xịn luôn, 300.000 một áo. Ok chị, chân váy nhung đai da của em có hai màu là đen và nâu mọi người ơi. Áo nào sẽ có set chân váy nâu đấy không á? Áo này, chân váy riêng chân váy này mặc với cái gì cũng được các chị ơi, mặc với áo len này. Áo len trơn hay mặc cho em với những cái mã kiểu sơ mi cũng được. Nó dễ mặc lắm mọi người ơi, cái này dễ mặc cực kỳ luôn. Có hai màu nâu và đen. Chân váy nhung đai da cho em ạ, sale các chị trên live với giá 165.000. 165.000 nhá. Em qua mẫu này. Đây. 8160 nó là dáng khóa, còn 8825 nó là dáng cúp nha các chị nhá. Đây màu nâu đây. Đây váy nhung đấy. Chia sẻ livestream đi các bạn ơi, rất là nhiều khách không chia sẻ đâu, em bảo rồi các chị không chia sẻ các chị có thiệt thôi. Nhiều khi là hàng nó số lượng có ít, em ưu tiên khách chia sẻ nhá. Vì là có hệ thống nó lọc máy tính mà, em có máy tính lọc đơn chứ không phải là không có đâu. In đơn lọc đơn đều máy tính làm hết. Còn là gọi điện thì mà mới là người làm thôi. Đấy các chị ơi, lên số điện thoại đi ạ. 8160 màu nâu đi, đây màu nâu đây. 8160 nâu đi mọi người. 300.000 một áo nhá. 300.000 một áo, đây là màu đen cho em. Đây là màu đen. Hai bên này nó có cái đai da này. Điểm nhấn là đai da đấy, chất da siêu đẹp. Bên trong của nó là hàng lót lỉ đó chị nhá. Lót lỉ cho em. Các chị thấy không ạ? Lót lỉ lót bông cực kỳ ấm luôn. Thì cần mặc áo 2 dây cộng với cái áo này là đủ ấm rồi. Áo này siêu ấm luôn đấy các chị ạ. Ờ không, thật ra bình thường mà không, nếu mà like mà không follow nó tăng mà không có mắt xem thì nó gọi là có vấn đề. Em bây giờ mỗi lần kết thúc like là khách follow nhiều nên là dần dần là sẽ có khách quen thôi. Tại vì bây giờ chặn like rồi chỉ có gây dựng bếp em bán rất là rẻ, thế em mới bảo cần nhất là tương tác mọi người. Chia sẻ like để tiếp cận với khách hàng với em mà em sẽ sell rất là rẻ các chị nhá. Đây của em là 8160 300.000. Còn con này là 8825, được chưa các bác? 8825 nó là dáng cúc nhá mọi người, dáng cúc bấm. Đấy ạ, 300.000 một áo, thật rẻ bèo luôn, rẻ thối luôn đấy các chị. Chân váy nhung đen đằng sau là hàng 301, hơi đắt một tí chị nhá. Có tất cả nhà em áo phao đều áo này em đều có size ML hết ạ. Em lên Zile nhá mọi người. Hôm nay Zile có vài mã mới, em lên Zile nhá. Mọi người chia sẻ livestream hộ em nhá các chị ơi, chia sẻ livestream mỗi người lúc chia sẻ không mất gì đâu mọi người ơi. Chia sẻ là miễn phí mà. Miễn phí đổi lại các chị được giảm giá từ 10 đến 20.000 một sản phẩm, không sướng à? Đúng không ạ? Không sướng à mọi người? Em bán ở shop thậm chí giá liên miết bên ngoài, bao giờ trên live em giảm hơn từ 5 đến 10.000 thậm chí 20.000 một sản phẩm. Nên các chị chia sẻ like là không gọi là không mất gì đâu, chỉ được lợi thôi nhá. Ta 60 cân vừa không á, 60 cân vừa size L chị ơi. Nhà em là cứ dưới 60 cân là có size vừa, lên áo len mọi người nhá, lên áo len đi. Con này là 8825 này. À cái gì nhỉ? Thôi chết rồi, định nói cái gì em quên rồi. Thôi nha, em qua mẫu nha các chị nhá. 8160 và 8825 để ai lấy chốt đi. Lên áo len đi mọi người, lên áo len và lên các chị mấy con áo di lê nhá. Đây di lê mã mới này. Để cực kỳ luôn, di lê nhà em hôm nay nhiều mã mới xinh lắm. Chia sẻ livestream nhiệt tình đi mọi người ơi. Thôi em treo đây cho nó dễ nhìn. Đấy. Đây di lê hôm nay nhiều mã mới lắm, di lê cúc này các chị này. Di lê cúc này, rồi là áo len thổ cẩm, hôm nay cực kỳ nhiều hàng luôn các chị ơi. Lên áo len thổ cẩm đi mọi người. Áo len thổ cẩm, len gấu đi, lên này len gấu đây. Len gấu 150.000. Đầu tiên mã len gấu nhá. 150.000. 8160 và 8825 các chị ơi, 300.000 một áo size ML dưới 60 cân. Còn 60 cân là phải tùy thuộc chiều cao nữa, bên em ngày mai sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể nha các chị nhá. Chị nào mà cứ hay mặc size đến size L sẽ vừa. Còn nếu đã đến XL thì sẽ không vừa đâu. Nên các chị cứ để ngày mai em tư vấn cho các chị sau. Bây giờ các chị việc đặt hàng và chia sẻ like thôi. Đồ bộ không có chị ơi, quần xóc ra đi, xóc ra hết hàng rồi chị ơi. À có mỗi mã 910 nhưng mà còn mỗi L thôi các chị ơi. Còn mỗi hai mã này thôi ạ. Mã 910 là chỉ có size ML, hết S rồi. Và cái mã này của em là chỉ còn SM, 130.000. Em mặc các chị chốt đơn mã ID là áo len gấu cho em đi mọi người. Áo len gấu sale mọi người trên live rất là ấm luôn nhá. Sale mọi người trên live với giá là 150.000. Nha mọi người, ok rồi, cứ đặt hàng có mã là có đơn. Áo nhung có luôn, áo nhung tím lên cho. Áo nhung hôm nay rất là nhiều hàng mới. Hôm nay áo nhung em nhiều hàng mới lắm. Nhung đây này. Nhung mã mới nhá. Cái đây hôm nay có đặt mã gì nhỉ? Nhung hoàng gia đúng không? Nhung hoàng gia các chị ơi, nhìn này. Gen hoa văn rất là điệu đà luôn. 240 các chị nhá. Đây, nhung cổ ngọc tay gen mới về đấy ạ. Cổ ngọc tay gen về bổ sung hàng các chị nhá, 280.000. Cổ ngọc tay gen bổ sung hàng 280, chia sẻ like còn 270. Ok chưa mọi người? Rẻ hơn giá cũ 10.000 luôn. Chỉ cần chia sẻ like giảm ngay 10k các chị xem giá liên miết đấy ạ. Chia sẻ like giảm ngay 10k một sản phẩm luôn đấy các chị ơi. Áo len gấu là 150.000 mọi người nhá. Len gấu cho em 150, dáng kiểu dáng dài trúng mông ấy.
Đấy ạ, len gấu 150 cho đôi mã hàng là áo len gấu cho em. Cái phần nơ này nó thắt tạo kiểu này. Đấy, áo len gấu 150.000 nhá. Tiếp mã tiếp theo. Áo da nhà em mấy cái da cổ lông kia đồng giá mọi người là 300.000 ạ. Di lê đợi em tí chị ơi. Đặt hàng lên số đi mọi người ơi, đặt hàng lên số. Áo nhung em dưới 65 cân. Áo nhung 2 size SM dưới 65 cân. À thế áo bờ ram em còn, nhưng mà em chỉ còn cái loại màu be thôi chị ơi. Ok rồi chị nhá. Bò ra không, đừng ghi mã thế, ghi đúng mã cho em đi ạ. 8160 và 8825 nhá. Cái mã này của em là 8160 này. Các chị comment đúng mã cho em. 8160 các chị nhá. Nó là đai ở bên sườn này. Nó đẹp cực luôn, có màu đen, màu be với cả màu nâu các chị nhá. Bên trong lót lỉ. Bên trong là lót lỉ rất là ấm, 300.000 một áo, 2 size ML cho em ạ. 300k một áo, 2 size ML, chốt đơn mã hàng là 8160. Đấy, đây màu đen này các chị này, 8160 màu đen này. Còn đây là 8825 nhá. 8825 nó là cái mã này, là cái mã màu cúc bấm. Đây là 8825 cho em. 300.000 đồng giá hết, len gấu là hạ là 150.000. Ok, bra em đang còn cái bra đi ôm còn mỗi màu một chiếc này các chị này. Bra đi ôm còn nót lỉ bên trong nhá. 80k một áo chị ơi. 80.000 một áo, đây bra đi ôm đây. Còn hai cái màu nâu, màu be be với một cái hai cái màu đen chị ơi. Bra đi ôm xả các chị 80.000 một áo nhá. 80.000 này em bán gọi là bị hớ đấy, nhưng mà đánh ra là phải bây giờ nhập đắt hơn đấy, nhưng mà em cũng xả luôn đây. Bra đi ôm còn có mỗi hai đen hai nâu là hết rồi. 80k chị ơi, bra đi ôm nó nỉ. Con này của em là 8825. Em bảo rồi, cứ dưới 60 cân là chốt đơn, còn mặc size gì sẽ có nhân viên tư vấn sau các chị nhá. Cứ chốt đơn trên like dành phần trước đi. Còn ngày mai các bạn không thích hủy đơn cũng được, nhưng mà bây giờ còn cứ lăn tăn hỏi gọi là vẫn còn suy nghĩ là đến suy nghĩ đến ngày mai là hết hàng đấy các chị nhá. Ok rồi, bờ ra nhà em. Ok chị Hư, chị mùa hè này. Di lê sau bao nhiêu rất là rẻ, đợi chị tí 149.000 em ơi. 149.000 thôi. À 149 155 nhỉ. Để em nghĩ lại đó. Thì em quên bố nó giá. Nhiều hàng quá em lại quên mất giá rồi các chị ơi. Từ từ để em tí lên áo len nhá. Lên áo len tôi đấy từ tí nghĩa. Nó chỉ giá dao động tầm 150 155.000 thôi, không hơn không kém đâu. Đây con này của em là các chị ghi bạn này ghi là áo len gấu nhá, 150. Len gấu 150. Rồi bờ ra hết rồi chị ơi. Chân váy đen hay còn mã gì á? Không, hôm nay không like có gì inbox rồi, tớ xem còn mẫu gì nhân viên sẽ báo nhá. Còn những mẫu nào tớ like thì mới hãng chốt thôi, còn hãng hỏi trên like thôi. Còn những mẫu nào không like đăng ảnh thì các chị inbox riêng nhá mọi người. Khoác lông LV là 450 ạ. Em lên áo len nhá. Đây khoác lông LV của em đây. 450.000. Hàng xịn lắm mọi người, hai màu đen và nâu nhá, hai size M và L cho em. Hàng cực kỳ xịn luôn, các chị nhìn chất da này. Đó là da kiểu màu nâu rêu mọi người nhá. Đen tắt đèn like cho mọi người nhìn rõ màu, cái màu nâu này phải tắt đèn like nhìn nó rõ màu. Đây là màu như này các chị, màu nâu rêu mọi người ơi, nâu rêu nhá. Không thì trong like bao giờ nó cũng sẽ kiểu sáng hơn so bên ngoài. 450.000 các chị nhìn nhá, hàng xịn nhá mọi người. Được kiểm tra hàng thoải mái. Không tháo lông được chị ơi, cái mã LV này mới tháo được lông, còn những cái mã kia không tháo lông được ạ. Đẹp cực kỳ luôn ạ. 450.000 khoác lông LV cho em. Khoác lông LV 450.000. À khoác da LV chứ nhỉ? Khoác da LV cổ lông, đây màu đen đây. Màu đen đấy các chị ơi, nhìn xịn nhưng màu đen các chị nhìn lét không ạ? Nó là da nhung mọi người nhá, xịn cực kỳ luôn. Thôi em mặc rồi, em mặc nốt cái này thôi nhá, em sẽ lên áo len nhá. Rồi ok, di lê nhà em thật ra là vẫn mấy mã cũ, hôm nay có về được 2 3 mã mới thôi. Len LV Chanel ok, ok luôn, đợi em tí. Đây. Khoác LV các chị cho đi quần, nhưng mà các chị đi là quần sóc nhung cặp chữ D nhá. 119.000 dưới 55 cân. SML 55 cân quay đầu form hơi bé. Đấy ạ. Đẹp cực luôn các chị ơi, nó là dáng bomber. Đằng trước đằng sau kéo khóa lên rất là xinh luôn. Khoác da LV cho em, khoác da LV cổ lông 450.000 hàng xịn. Không bắt cọc tiền, nhận hàng thanh toán ship, thanh toán trả phí ship nếu không ưng. Được chưa mọi người? Yên tâm là con này chỉ có ưng thôi. Có quan trọng là vừa hay không thôi, chứ còn nếu mà đã là hàng em bảo hàng đẹp. À cái là túi trên thì các chị không cần phải lo luôn. Cái này nó chỉ là túi ngực thôi nha, nó không có túi eo đâu các chị nhá. Ừ không có túi eo, nó chỉ có túi ngực thôi, đẹp lắm. 450 các chị ơi, 450. Bây giờ các chị muốn mua livestream một cái mã hàng hàng đẹp hàng chuẩn. Giá phải là gọi là giá không bị đắt. Đấy thì với cả thứ hai là mẫu đẹp thì các chị phải ra shop mua. Nhưng mà nhà em là hàng nhà em bán ở cửa hàng, nhà em có shop nên là em mới dám nhập những cái hàng đắt như này về. Còn các chị đi xem mấy cái shop bán livestream khác mà người ta không có cửa hàng. Không bao giờ có hàng đẹp hàng đắt đâu ạ. Các chị yên tâm nhá. Các chị đi mua tầm này mới có hàng đẹp. Chỉ đầu khoảng tầm sang tuần sau là đã hết hàng mẫu đẹp rồi, chỉ có hàng sale thôi các chị ơi. Nhanh tay chốt đơn đi, bên trong lót lỉ rất là ấm nha các chị nhá. 450.000 khoác da LV cho em. Khoác da LV 450 kèm số điện thoại nhá. Siêu xịn luôn. 450.000 em qua mẫu tiếp theo. Cái kèm màu đi size ML dưới 60 cân. Không đọc tên nhé, em không đọc tên, cứ có số là có đơn chị ơi.
Ok, lên áo xanh đằng sau, ok luôn, lên áo len nhá. Lên áo len sau đó lên gi lê nhá các chị nhá. Lên nhung nữa. Hôm nay là chỉ có like nhưng mã đấy thôi, sơ mi không lên nữa, hôm nay không bán sơ mi. Hôm qua bán sơ mi rồi. Đấy, khoác da LV cho em kèm màu, kèm số điện thoại. Màu đen, màu nâu. Áo xanh là cái áo gì? À đây, chân váy này, thôi chết rồi. Chân váy này rồi là có chân váy này kèm đai xinh không các chị này. Nhưng mà cái này size hơi to, cái này đưa nhầm size cho em. Các chị mua chân váy đi mọi người ơi, em lên áo len đi, lên áo len. Chân váy nhá, 165. Chân váy nhung đai da cho em 165.000. Chân váy nhung đai da 165 kèm số điện thoại nhá. Hoặc sóc da cúc đây, sóc da 910 em chỉ còn. Tất nhiên là hàng Quảng Châu rồi, hàng len thì nói chung là hàng len Việt Nam nó chỉ có may được những cái hàng hàng dạ, những cái mã hàng kiểu vải vải thôi. Còn không đến trình độ len đâu các chị ơi. Len chỉ có hàng Quảng Châu thôi các chị ơi. Lấy đâu ra hàng Việt Nam mọi người. Việt Nam là sao mà được hàng đẹp như này, nó không có trình, Việt Nam của mình chưa có trình độ làm len đâu các chị ơi. Len không có hàng kiểu len len đẹp len theo này đâu. Chỉ có nhập Quảng Châu thôi nhá. Các chị bảo em bảo rồi, mình cứ được kiểm tra hàng mà. Đây là hàng Quảng Châu nhá, hàng Việt Nam không có hàng len đâu các chị, không có hàng len kiểu như này đâu. Em lên mấy con áo này đi. Ghi mã này các chị ghi là gì ạ? Ghi mã hàng là len xả đi mọi người. Ghi đúng mã là len xả kèm hình kèm số điện thoại 129.000 đồng. 129.000 đồng một áo nhá. Len xả LV này, con này là dáng form rộng. Len len lông thỏ mọi người nhá, len lông thỏ. Form rộng, dáng dấu quần. Free size dưới 65 cân các chị vừa nhá. Em là 52 cân. 40 cân mặc nó rộng hơn, nói chung là con này là dáng oversize nên là nó rất là che khuyết điểm, rất là giấu dáng. Gầy béo mặc được hết, gầy mặc thì không không bị lộ gầy, béo mặc không bị lộ béo. Nha các chị nhá, khoác da LV là 450. Hàng đẹp, hàng xịn các chị, gần Tết rồi, mình nên sắm hàng đẹp đi, bây giờ đừng có mua cái hàng gọi ham hàng thanh lý, hàng rẻ nữa. Gần cuối năm rồi đầu tư hàng đẹp mà mặc Tết các chị ơi. Nó chỉ hợ nó thật là 450, nó quá rẻ luôn ý. Các chị mà biết ra shop mua bao nhiêu tiền các chị biết ngay. Nhá, em qua mã tiếp theo. Áo mặc các chị ghi là gì nhỉ? Len xả LV. Len xả LV 129.000. Ok, có số có đơn không đọc tên. Không đọc tên Huyền Sukiu lên số hộ tớ bạn ơi. Nhung của Ngọc là 208, chia sẻ like giảm ngay còn 207. Các bạn, các chị yên tâm là chia sẻ like không mất phí. Chia sẻ like là mình được miễn phí, mình nó thật là chỉ 1-2 thao tác, chỉ mất khoảng 1-2 giây thôi. Nó giảm ngay, tiết kiệm mỗi cái buổi live stream mọi người giảm được 10.000 sản phẩm, mình mua 2-3-4 cái tiết kiệm được 3-4 chục rồi. Nha các chị nhá, ok, Phương Thùy rồi, áo da nhung, đấy cái khoác LV là da nhung đấy chị. Khoác LV là da nhung đấy ạ. Áo nhung cổ có chả đấy ạ, đấy là áo cổ Ngọc Tây Gen chị ơi. Cái mã này ghi là cổ Ngọc Tây Gen cho em 280, chia sẻ like giảm ngay còn 270. Các chị biết là cái giá này Liêm Yết em đăng Facebook ở 280 không bớt nhá. Chốt ngoài like là cứ 280, đừng thắc mắc là sao trên like bán 270 cho em. Và thứ nhất là đừng có thắc mắc là nhiều chị mà tại sao livestream mà chị chốt vẫn được phải giá 280 bởi vì các chị không chia sẻ nhá. Mọi người, áo màu đen bao nhiêu? Áo màu đen đấy là khoác da LV chị ơi, 450.000. Len thổ cẩm ok em, lên bây giờ len thổ cẩm đấy ạ. Cổ Ngọc Tây Gen cho em mọi người ơi. Con này hàng cao cấp mọi người biết, bên ngoài bán hơn 300 đấy ạ. Đây nhá mọi người nhìn này. Đấy, bên ngoài nó bán toàn 350 và rồi 360, 380, rất là nhiều mức giá hàng mác y hệt như này thì mới là hàng nhà em, còn ngoài ra là không phải hàng nhà em các chị nhá. Các chị đi so chỗ khác và so từ cái chi tiết và từ mác, từ form, từ chất vải, từ kiểu dáng thì mới biết là hàng một loại hay không nhá. Đây các chị hàng loại 1 cho em 280, chia sẻ like còn 270. Tiếp mã tiếp theo các chị ơi. Em mặc các chị ghi ở len xả LV nhá, 129.000, mặc đôi với chồng. Mặc đôi với chồng, mặc đôi với cả người yêu, mặc đôi bạn thân, rất là dễ mặc luôn. Di lê vịt ngũ sắc còn không á? Vịt ngũ sắc là cái vịt gì ta? Còn màu trắng hay sao ấy? Áo nhung đợi em tí ạ, quần nhung đang mặc là 119.000. Khoác lâu cổ lông là khoác lâu cổ lông á. Khoác lâu đấy là 300.000 bạn ơi. Nó là khoác da nhá. Đây em lên các chị lên thổ cẩm này. 129.000 một áo. 129.000 một áo các chị nhá. Giá gốc năm ngoái em bán là 178 đấy các chị ơi. Ok rồi. Len xả LV cho em, LV có hai màu là màu nâu với màu đen. Con này các chị ghi là len xả thổ cẩm ạ. Len xả thổ cẩm cho em, áo nhung sau con này là hàng 200 bao nhiêu nhỉ? Con này của em là 240 chị ơi, 240.000 nhá. Đẹp lắm mọi người ơi, nó đẹp, nó là giống cái dạng cổ ren đấy nhưng mà cái này nó kiểu họa tiết nó điệu đà hơn mọi người nhá. Xinh lắm luôn ấy, con này là 240 cho em. Ghi mã hàng là áo len hoàng gia cho em, áo len hoàng gia, còn áo len trớn vai cũng xinh này. Hai cái mã này nó la lá nhau. Cái này em chỉ còn có 1-2 cái thôi. Đây là con cổ ren. Còn con này nó cổ điệu hơn, đẹp hơn đấy ạ. Cũng bằng tiền nhau hết. Đấy, áo nhung hàng loại 1. Đây này các chị này. Nhiều mã lắm. Đây nữa là hàng này còn chưa bóc. Nhưng mà mẫu này em hết rồi, còn có 2 cái thôi. Áo bomber không? Em có áo thể thao không? Có bomber. Len xả LV kèm màu đi các chị ơi. Đây con này mã áo nhung này, áo nhung cổ tơ các chị này. À baby doll, áo nhung baby doll này xinh không? Ôi các chị ơi. Nhưng mà còn có 2 cái thôi. Khách inbox đặt hàng hết rồi. Còn 2 cái nó cũng là tay gen này. Nhưng mà cái phần này nó sẽ là cổ nơ như này. Con này em là hàng bao nhiêu nhỉ? 250 sao nhỉ? Em lại quên mất giá rồi. Cái con này xinh quá các chị, 250 24 ấy.
Đây là nhung baby doll nữa chị nhá. Len xả LV kèm màu kèm số, em mặc là len xả thổ cẩm. Áo len hoàng, à đấy không phải len hoàng gia, đấy là áo nhung chị ơi. Áo nhung hoàng gia mọi người nhá, 240. 240 nghìn. Nó có gãy này. Em len xả thổ cẩm em có các màu đấy các chị này, các màu nhá. Từ em kiếm đây. Cái này vẫn là thiếu, em nghĩ vẫn bị thiếu một màu. Em lấy có một cái màu gì nữa cơ? À đây đây, khổ đi tìm. Đây. Cái màu này các chị eo ơi, thật sự luôn. Bảng màu phê không các chị ơi. Rồi nha, em qua chị con này là len xả thổ cẩm, các chị chọn màu nhá. Từ em chưa đọc màu. Em mặc là màu đỏ á, 129.000 các chị ơi. Ok, áo nhung hoàng gia của em là 240. Áo nhung đây, hoàng gia 24 đây chị này. Con này các chị ghi là len xả thổ cẩm, thổ cẩm đỏ cho em. Đây là thổ cẩm màu be, thổ cẩm be mọi người nhá. Em đọc màu như nào các chị comment màu như thế, thổ cẩm be, không có bộ. Khoác len LV bao tiền? 450.000 chị ơi. Nó là khoác da nhá, khoác da lót lông, lót trần bông, cổ lông, hàng cao cấp cho em đây. Con này các chị ghi là thổ cẩm màu chả màu be cho em ạ, thổ cẩm be nhá các chị nhá. Len xả thổ cẩm kèm số điện thoại. Len xả thổ cẩm nhá, màu đỏ này. Em mặc là màu be này. Đây của em nó là màu màu đen mọi người nhá, màu đen. Màu đen nhá các chị nhá. Đây là màu hồng. Màu hồng này. Đấy, con này là màu màu nâu các chị nhá. Đây là màu nâu cho em. Len xả thổ cẩm kèm màu kèm số điện thoại 129.000. Nhớ là phải kèm màu, mọi người chốt đơn các chị ơi, phải kèm màu luôn đi ạ. Và chia sẻ like nhá. 129.000 rất là nhiều màu cho em. Màu đỏ này, màu đen này, em gọi là màu đen nhá. Màu xám được, gọi là xám đi. Cái này màu xám chuẩn hơn. Màu xám đi các chị ơi. Màu đen thì nghe vẻ nó hơi kiểu hơi lệch tông. Màu xám các chị nhá. Màu xám màu ghi ý mọi người. Đấy, màu đỏ màu xám này. Màu hồng này, màu hồng nó màu viền này. Màu hồng này. Đây là màu nâu các chị nhá. Và em mặc nó là màu be. Đây là màu be cho em. Len xả thổ cẩm kèm màu kèm số điện thoại các chị ơi. Cái này là len xả LV 129.000 đồng giá hết. Len xả LV 129.000. Len xả Chanel này. Và len xả GC. Len xả Chanel và GC cho em 129.000 đồng giá hết luôn. Thổ cẩm cho em rất là nhiều màu chị ơi. Màu đó mà các chị ghi là màu be nhá. Các chị nhớ màu ạ, em đọc lại bảng màu nhá. 129.000. Màu be này, màu đỏ các chị ơi, màu đỏ cho em. Đấy, cái này của em nó là màu xám nhá, màu xám. Đây là màu hồng này. Đây của em là màu nâu. Len xả thổ cẩm kèm số điện thoại. Một cái mã tiếp theo, hai mã này cũng là 129.000 hết. 129.000 hết luôn. Đây các chị ơi, con này gọi là gì nhỉ? Cái này là bông tuyết cơ, gọi là len gì nhỉ? Đây thế này. Đây là len họa tiết cho em, len họa tiết. Và đây của em là len gì nhỉ? Nó là cổ lọ các chị ơi, đồng giá hết 129.000. Thật sự luôn, quá rẻ, nhớ chia sẻ like cho em nhá. Các chị ơi, một người có đi có lại. Cho em xin 1-2 nút chia sẻ, đổi lại em bán cho chị giá rẻ. Được chưa? Các chị ủng hộ em 1-2 nút chia sẻ để người mua hàng giá rẻ nhá. Ok, mặc là màu be đi mọi người ơi. Em mặc là màu be 129.000, đẹp lắm luôn mọi người nhá. 129.000, các chị yên tâm là mình nhận hàng vẫn được kiểm trang thoải mái. À quên, từ khoan, đây nhá, áo em mặc là hàng oversize. Tức là nó không phải là dáng rộng, đây là dáng nó thế, nó là dáng suông, dáng oversize hợi, nó kiểu giấu dáng các chị nhá. Nó kiểu len giấu dáng, các chị mặc là ai gầy mặc lên nó cũng không nhìn rõ là bên trong mình bị gầy. Và ai béo mặc nó cũng giấu dáng, nó không bị béo, không bị lộ béo nhá. Nên là cái dáng này rất là dễ mặc, hầu như ai mặc được. 40 đến khoảng tầm 65 cân, 70 cân thoải mái vừa. Mặc đôi nam nữ được. Riêng những con áo như em thì các chị hầu như là ai mặc được hết. Nam nữ mặc được hết. Nha các chị nhá, yên tâm là mua cho chồng mặc cùng chồng. Ví dụ mình mặc màu be, chồng mặc màu đây, ví dụ đây. Em mặc màu be, chồng em mặc màu nâu, thế là được một cặp. Để các chị mua cho chồng đi, mua mặc Tết nhá. Con này các chị ghi là gì nhỉ? Áo len mùa đông đi, len mùa đông cho em đi. Em đặt mã để cho nó đỡ bị nhầm. Len mùa đông cho em, len mùa đông kèm số điện thoại. Cái này là dạng cổ lọ các chị nhá, đồng giá hết 129.000. Con này comment là len mùa đông cho em 129.000. Phao ngắn em không có chị ơi, em chỉ có phao em chỉ có gì nhở, khoác da kia thôi. Nhà em len mùa đông đi ạ. Áo phao chám đấy là áo da, không phải phao đâu, chất da chị nhá. Thổ cẩm kèm màu đi các chị ơi, kèm màu cho em. Khoác màu xanh rêu ý bạn đó, mặc khoác màu xanh rêu để làm gì có khoác màu xanh rêu đây ạ. Cái này là khoác da LV chị ơi, khoác da LV nó là chất da các chị nhá, chất da nhung không phải chất phao đâu ạ. Đây chất da nhung lót lỉ bên trong. Bên trong lót lỉ này, hàng cực kỳ xịn luôn. Bên trong lót lỉ các chị nhá, trần bông siêu ấm luôn ạ, 450.000. Không bắt cọc. 40 đến 65 à 40 đến khoảng tầm 60 cân, hai size ML cho em. Được chưa mọi người? Đây có chị này, mã này các chị ghi là áo len mùa đông. Áo len mùa đông cho em ạ.
dạng cổ lọ năm nay lạnh đấy các chị ơi, mua dần đi ạ. Mua dần mà còn còn có áo mà mặc không thì Tết năm nay là không có gì mặc đâu. Em bán sơ mi em bán để bán sớm để mà ra Tết các chị mặc luôn. Còn vì là mẫu mới mà ra Tết là mới bán thì không có mẫu, không có là không còn hàng nữa. Nên em bán trước thôi. Đấy, còn những cái hàng len này các chị mua mặc Tết đi ạ. Len mùa đông cho em ạ. Ui ấm lắm luôn các chị ơi, len đó là len lông thỏ nhá. Mặc bầu thoải mái cho em. 40 đến 65 cân thoải mái vừa nhá. Len mùa đông ạ. Con này các chị ghi là gì nhỉ? Len họa tiết nha mọi người, 129.000 đồng giá hết, 129.000 hết. Khoa da LB 450 kèm màu ấy chị ơi. Da be treo sau á, da be treo sau là có da gì? Cái này à chị ơi, cái này của em nó là mã hàng là áo da trần bông nhá, áo da trần bông nhưng mà các chị đọc theo mã cho em. Đây là mã 8825 này. Size M và L nhá các chị nhá, 300.000 một áo. 300.000 một áo các chị nhá. Nó có cả mấy loại cơ. Đây. Hai màu cho em ạ, màu đen với cả màu be, các chị ghi mã này ghi là gì nhỉ? 8825 kèm số điện thoại 300.000. Được chưa mọi người? Còn mấy cái mẫu kia để đâu rồi? Chứ đâu rồi? Mấy cái mã 8860 các thứ đâu rồi nhỉ? Thôi em tìm lại nhá. À đây đây, bên dưới. Đây rồi. Đây 8160 đây các chị ơi. 8160 cho em, nó là dạng kéo khóa. Cũng là 300.000 nốt, size ML với 60 cân các chị vừa nhá. Nó có hai size là M và L các bác ơi, hai size ML cho em. Con này là khoác da LV 450.000, tất cả đều là lót bông trần bông lông hết. Em mà các chị ghi là áo len mùa đông mọi người nhá, 129.000. 129.000 siêu ấm luôn, các chị mặc cái này kết hợp với là chân váy nhung cho em. Kết hợp với chân váy dập ly cho em nhá các chị nhá. Đây là chân váy dập ly này, được một set đồ mặc đi bốt lên rất là đẹp luôn. Đây có đôi bốt này, đôi bốt em để góc kia nhưng mà từ năm ngoái sợ là đi nó chật rồi. Ok rồi, cứ đặt hàng lên số là có đơn chị ơi. 8825 và 8810 chị ơi. Con này của em là 88 tả cái gì nhỉ, lại quên rồi. 8160 ạ. 8160 các chị nhá, là con áo dáng khoác dáng cài. Đấy ạ, đằng sau đằng này nó có đai. Nó có đai ở phần eo các chị nhá. 300.000 một áo ạ. Đây có màu nâu các chị này. Đây là 8 tôi em hay quên là 8160 chị ơi. 8160. 300.000 hai size ML dưới 60 cân. Mã đen đầu tiên đi, em đọc theo mã chị, các chị nhớ mã chị comment dưới mã cho em nhá. Len mùa đông 129.000. Cái này của em các chị chốt đơn mã hàng là gì nhỉ? 8160 các chị ơi. 8160 cho em. Đằng sau lưng đằng sau này là nó sẽ kiểu điểm nhấn ở phần đai đỉa này. Đấy, cái này của em là màu nâu các chị nhá. Xả các chị trên line là 300.000. Bên trong là trần lông toàn bộ luôn, siêu ấm luôn các chị ơi. Trần lông toàn bộ hàng Quảng Châu nhá, chuẩn hàng Quảng Châu, các chị mà phát hiện hàng may xưởng hay là hàng không chuẩn quay lên tiền thì các chị 100 triệu luôn. Riêng hàng này nhà em các chị yên tâm là hàng chuẩn luôn nhá. Đó là áo da chám các chị nhá, da chám trần lót lông bên trong siêu đẹp luôn ạ. 300.000 một áo nhá. 300.000 một áo. Rồi ạ. Em qua mẫu tiếp. Đây là len mùa đông đúng không? Len mùa đông, em lên con len họa tiết nhá. 129.000. Cảm ơn chị Thanh Hoa nhá. Đây à quên, từ em định bảo mix với cả chân váy dập ly. Đây các chị mặc chân váy dập ly cho em. Đấy, cái này hợp với chân váy dập ly này các chị mặc này. Sau đó đi bốt lên mọi người nhá, đi bốt lên. Nếu mà lạnh đến phong cách này em thấy nhiều chị hay mặc kiểu này. Đấy, kết hợp với chân váy dập ly mọi người nhá, đi bốt lên. Em lại không có đôi bốt đây, em có đôi bốt em đi lên nó sẽ nhìn dáng đẹp hơn đấy. Lên mùa đông 129.000. Tiếp qua mẫu tiếp theo các chị ơi. 129.000 bao rẻ luôn. Con này của em là len họa tiết 129.000 luôn, len họa tiết. Trà xanh tranh thủ đi, em thật em cũng tranh thủ lắm ạ. Em tranh thủ em ôm hàng về em bán Tết, các chị có hàng đẹp đấy, chứ còn nếu mà bây giờ các chị ra shop mua là không có nhập hàng mới đâu. Bây giờ từ giờ đến Tết là còn như thế là còn 3 tuần nữa. Thì nó em chỉ like đến tầm 20 âm lịch thôi. Em like tầm khoảng 1 tuần nữa em nghỉ rồi. Đó, và các chị bây giờ mới có hàng mới thôi, còn mấy hôm nữa thì sẽ không. Đây là hàng em săn được hàng sale. Em lấy lên bán rẻ các chị nhá. Ban đầu những con này phải hơn 200.000 đấy ạ. Đây là len họa tiết cho em ạ. Đây là chân váy nhung đai da nhá, 165. 8160 và 8825. Để các chị nhớ mã chưa? Ôi, xuống ở đầu. Đây, con này con len họa tiết cho em ạ. 129.000 nhá, 129.000. Đây em giơ lại một lần nữa các chị ngắm nhá. Con này của em là mã này các chị ghi là 8160. 300.000 một áo, size M và size L, là cân nặng ở dưới 60 cân các chị vừa. Còn 60 cân tùy thuộc chiều cao các chị, mai để nhân viên tư vấn cho các chị sau. Cứ dưới 60 cân các chị chốt đơn đi, còn mai không vừa em hủy đơn sau nha các chị nhá. Đây, bên trong các chị nhìn lót lông, các chị nhìn cái phần lông trần đúng không ạ? Hàng Quảng Châu, phát hiện hàng may xưởng đền 100 triệu. Ghi âm cái lời nói em vào nhá. Nếu mà phát hiện hàng may xưởng đền các chị 100 triệu luôn. Các chị nhìn hàng, biết là hàng xịn các chị nhìn biết nhá. 300.000 một áo ạ, đang xả đi ạ. Em ôm được hàng lô sale 300.000 nhá. Con này của em là 8825 này. Đó là con áo dáng cúc bấm. Còn đây là 8160, nó là dáng khóa cài các chị nhá. 300.000 đồng giá hết, size M và size L cho em các chị ơi. Size M và L nhá mọi người.
hàng xịn lắm luôn các chị ơi. Này, tam mác sườn này, đây đằng sau lưng này. Đấy ạ, riêng cái mã này chỉ có màu đen và màu be, màu kiểu màu trắng kem ấy, 8825. Còn cái mã này có 3 màu, màu nâu, màu đen, màu be cho em, 8160. Size M và size L các chị nhá, size M và size L cho em đây, 8825 màu đen đây. Con này của em là 8160 màu đen đấy ạ. 300.000 một áo các chị ơi, 300.000 một áo các chị nhá, rất là rẻ, các chị tranh thủ mua đi. 300.000 một áo, hàng Quảng Châu, hàng xịn như thế này, ở đâu ra các chị ơi. Ra shop nhà em không mời bán giá này, thề luôn. Ra Tết thì phải bán, tức là bao giờ em xả Tết mà em bắt đầu mở cửa hàng ấy. Bây giờ là em còn không tiếp khách ngoài cơ, bởi vì là em sợ dịch. Em phải cố gắng em giữ sức khỏe để em livestream hết cái thời gian mà để em bán online trước đã, sau đó em mới tiếp khách ngoài. Chứ bây giờ Hà Nội ngày nào cũng 3.000 ca, sợ lắm. Em không dám tiếp khách ngoài luôn. Bây giờ mà em đã mở cửa em bán nhá, các chị phải mua con này 450 em mới bán nhá, không mời có giá 300.000 đâu nha mọi người. Đây ạ. 88160 ạ. 8160 cho em nhá. 300.000 một áo size M và L. Đây là 8825, được chưa? Em qua mẫu tiếp theo. À, lấy bán mà các chị ghi là len họa tiết cho em ạ. Len họa tiết 129.000, len mùa đông cũng là 129.000, đồng giá hết, tất cả len này đồng giá hết cho em. Đồng giá hết 129.000 các chị nhá. 129.000 áo phao, không có áo phao chị ơi. 62 cân thì em chỉ các chị vừa len thôi. Còn những cái áo kia em là dưới 60 cân thôi các chị nhá. Rồi ạ, ai lấy mã đây là len họa tiết cho em. Len họa tiết, len mùa đông rồi là len thổ cẩm. Đây em treo áo len các chị chốt này. Di lê hôm nay có rất là nhiều di lê mới mọi người ơi. Đợi em tí lên di lê nhá. Di lê hôm nay nhiều hàng mới xinh lắm. Đấy, treo cái hàng này các chị để mọi người chốt nhá. Thổ cẩm này, LV này. Lên lên con Gucci với Chanel các chị nhá. Đấy mọi người chốt đi. À cái này treo ngược à? Cái này treo ngược. 129.000 đồng giá len các chị ơi. 129.000 đồng giá nhá. Còn con này của em là chân váy nhung. Đây của em là chân váy nhung đai da. Chân nhung đai da 165 ạ. 165. Cứ lên số là có đơn các chị ơi. Bây giờ tranh thủ mua đi chứ còn sang Tết thì không bây giờ gọi là mấy hôm nữa là không có hàng đẹp đâu mọi người. Bây giờ tranh thủ mua đi các chị ơi. Mic với cái này được đấy nhỉ. Rồi ạ. Chia sẻ livestream nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em đi mọi người ơi. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em đi ạ. Để được săn hàng giá sale nhá. Đấy mặc này là chân váy nhung cũng xinh này. Các chị thấy không? Mix rất là đẹp luôn. Con này của em là len xả Gucci mọi người ơi, len xả GC đi, 129.000. Áo len xả GC cho em ạ, 129.000. Chân váy nhung 165 lên số các chị ơi, đặt hàng tất cả lên số điện thoại cho em nhá. Khoác nhung ạ, em chỉ ở đây khoác da hoặc khoác nhung chị ơi, có khoác da thôi. Len xả kèm màu, kèm hình, kèm số điện thoại. Con này của em là ghi là len xả GC này. Len xả GC cho em nhá. Mix với 1.3 em. Nhiều hàng lắm, nhà em hai bên này không có hàng chỗ để luôn. Đây, các chị mặc, mình có túi, mình đeo cái túi cho em. Mặc cái quần sóc da này, đi đôi tất cho em. Đi một đôi tất đi bốt lên, em có bán tất nhá. Tất 6S mọi người ơi, 69.000 một quần. 69.000 một quần, để các chị mặc đi tất lên cho em. Lạnh đi tất 3D 6S. Còn nóng đi tất siêu dai, để các chị mặc đi tất lên cho em. Mặc với một cái quần da, một quần nhung. Đi đôi bốt đến đây. Quá đẹp luôn các chị ơi, nó thật là rất là dễ mix đồ. Mua cái áo này có 129.000 mọi người nhá. Cái ghi là len xả GC cho em ạ. Len xả GC 129 kèm số điện thoại nha mọi người. Đây sơ vin, có thể mình sơ vin mình tạo kiểu là hơi lộ cái đai quần ra một tí. Đấy các chị mặc đi chơi nhá. Đi bốt lên rất là xinh luôn. Len xả GC 129.000. Len xả GC 129.000 kèm số điện thoại. Len gấu nữa này. Len gấu 150.000 nha mọi người ơi. Rẻ quá rẻ luôn. Được chưa ạ? Rồi ạ, tiếp một mã tiếp theo, len xả Chanel. Len xả CL đi. Viết tắt để tránh cái chữ Chanel ra cho em. Ok mọi người, chốt đơn lên số điện thoại có đơn. Len xả GC cho em, 129.000 đồng một áo các chị ơi. Đấy, mix đồ rất là đẹp luôn mọi người thấy không. Một set đồ đơn giản, áo 129, quần 119. Cái túi này em không bán. Cái túi này em thôi, còn một chiếc em xả lốt 150 này. Túi này em còn một chiếc thôi. Đấy các chị ghi mã này, ghi là mã này cho em ghi nào. Len xả GC mọi người nhá. Đấy kèm màu, kèm số điện thoại. Quần là 119.000 dưới 55 cân. Con này là con len mùa đông này. Len mùa đông cho em. Len mùa đông 119.000, à 129.000 hết. Nói chung đồng giá hết 129.000 tất cả mã len ngày hôm nay. Các chị tranh thủ mua nhá. Đây ạ, đây là len mùa đông 129.000. Ok, tiếp mã tiếp theo các chị, lên mã tiếp theo. Len xả Chanel đi. Rồi. Đẹp lắm luôn ấy, GC nâu và GC be mọi người nhá. 129.000 một áo thôi các chị ơi, 129.000. Len mã kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá. Quần nhung của em các chị ghi là quần nhung đai D ạ. 100 bao nhiêu nhỉ?
119.000 các chị nhá. Đây Chanel này mọi người ơi. Chanel nhá. Len xả Chanel cho em. 129.000 hết luôn. Đây con này con Chanel. Những cái hàng thương hiệu này các chị biết không? Bán mấy năm liên tiếp luôn, không ở lỗi mốt. Các chị tranh thủ năm nay người ta dịch bệnh người ta xả rẻ nhá. Mọi năm là em bán là 165 đấy ạ. 165 có địa thời điểm bán đến 180. Giá suất mua là 200.000, 220. Đấy năm nay là dịch bệnh nên là người ta bắt buộc người ta phải xả hàng mới được giá này. Riêng cái mã áo này các chị mua từ năm này qua năm khác vẫn chỉ là mẫu này thôi. Không bao giờ có chuyện lỗi mốt luôn. Các chị không tin em các chị xem những mã năm sau kiểu gì cũng lại bán tiếp cho mà xem. Tại những mã này em bán 3 4 năm rồi nó vẫn cứ về những cái mã như này. Đấy chị nào chưa mua mọi người chốt nhá, 129.000 đồng giá hết luôn. Len mùa đông cũng là 129.000 luôn các chị ơi. Em qua mẫu tiếp theo nhá, len áo nhung nhá. Đấy ạ, Chanel có mẫu hai màu là màu nâu với màu be, các chị mua hai cái hoặc là các chị mua theo cặp ấy. Mình là vợ mình mặc màu be, chồng mình mặc màu nâu. Thế là được một set đồ cặp mặc đôi nhá các chị nhá. Mặc đôi với nhau. Mặc với bạn bè là có người thân, bạn bè với cả người yêu. Đấy, con này các chị ghi là len xả GC cho em, 129.000 một áo. 129.000 đồng một áo thôi các chị nhá. Còn đây là con gì nhỉ? Con LV. Đây là LV cho em. Mua em bảo rồi, mua mặc đôi với cả chồng ấy là các chị được một set đồ mặc tết đơn giản đẹp nhá. Đấy. Mặc đôi mặc cặp với nhau. Đây là LV các chị nhá. Rồi em qua các chị một cái mã tiếp theo. Lên một người áo nhung đi. Đây. Len xả mùa đông đấy ạ. Mùa đông là cổ lọ các chị ơi, đẹp lắm. Thật sự luôn. 129.000 không thể tin được luôn nhá mọi người. Cảm ơn chị Ngọc Thúy nhá, để không ghi được bình luận nhỉ. Em cảm ơn chị yêu nhá mọi người. Chia sẻ livestream chấm bài nhiệt tình cho em đi ạ. Chia sẻ like được để mua được hàng giá sale nhá. Đơn giản thôi ạ, một hai nút chia sẻ được mua ngay với những cái mã hàng em xả giảm đến tận 50-60.000, các chị không có tội gì mọi người không chia sẻ cả nhá. Được giảm ngay từ 5 đến 10k một sản phẩm, còn những cái mã này giảm phải thậm chí giảm như thế này là coi như các chị bớt tiết kiệm được thấy ra tầm 30-40 rồi đấy ạ. Chia sẻ like cho em với các bác ơi, chia sẻ livestream chấm bài nhiệt tình cho em nhá. Ok rồi mọi người nhá. Em cảm ơn mọi người. Em lên các chị mã tiếp theo, lên gilê đi. Lên gilê, lên áo nhung các chị ơi. Áo nhung hay là gilê nào? Đấy LC, LV này. Em mặc là Chanel này. Rồi là GC này các chị này. Gucci, GC cho em. LV, Chanel. Đấy 3 màu nhá, 3 hình các chị. Thổ cẩm này. Đồng giá hết 129.000. Đồng giá các chị hết 129.000. Thổ cẩm màu nâu này. Thổ cẩm màu hồng này. Thổ cẩm này của em là màu xám nhá các chị nhá. 129.000, đây là màu be. Và cái màu kia là màu đỏ cho em nhá. 129.000 một áo thôi ạ. Hôm qua các chị tiếp mã tiếp theo lên gilê à? Lên mã gì đấy ạ? Lên gilê, lên mã gì đấy các chị ơi? Lên áo nhung nhá, em lên áo nhung đi. Lên xả kèm màu kèm số điện thoại. Ok, chị lên áo nhung. Chia sẻ live stream hộ em với. Ai? Chia sẻ live stream cho em với nhá các bác nhá. Cho máy nó chú xuống một tí. Em lên áo nhung nhá các chị nhá. Quần em mặc là 119.000, hai màu. Quần mặc là 119 ạ. Gilê thoi đi á. Lên gilê, lên áo nhung à mọi người. Đây gilê thoi đây. Em lên gilê nhá mọi người. Gilê lên nhanh bởi vì là những mã này là em chỉ bán nốt ngay online ngày em nghỉ rồi. Gilê em sẽ không bán nữa đâu. Lên xả kèm hình đi mọi người ơi. Con thổ cẩm lần nữa. Em dơ thôi mà các chị ơi không. Chị Quỳnh Trang lên số áo mặc của em 129.000 đồng giá hết mọi người. Tất cả những mã lên đằng sau lưng đồng giá 129.000 đồng. Đồng giá 129.000 các chị ơi. Len chữ nổi màu hồng không á? Len chữ nổi là cái nem gì nhỉ? Hết hồng em ơi, chỉ còn màu xanh thôi. Ok, Chu Kim Yến này, đặt hàng lên số đi các chị ơi. Thổ cẩm cho em 129.000. Đây là thổ cẩm màu đỏ này. Thổ cẩm đỏ các chị ơi. Em đọc lại bảng thổ cẩm nữa, mọi người chốt ngay nhá. Bởi vì là số lượng hàng không có nhiều. Đây là hàng xả rồi, xả kho rồi. Không phải là hàng mới, không có sẵn số lượng nhiều đâu ạ. Em chỉ có chốt cho khách chia sẻ like thôi. Và thứ hai là các chị phải đặt mã đúng cú pháp nha mọi người. Quần jean em không có chị, em chỉ có quần đấy thôi. Ok, thổ cẩm trắng luôn chị ơi. Đây là số điện thoại, em chỉ có quần skin thôi ạ. Quần bò giấy mọi người. Ok rồi chị nhá, thổ cẩm 129.000. Thổ cẩm này của em là màu gì nhỉ? Màu nâu ấy chị nhá, màu nâu này. Đây là màu hồng này. Đây của em nó là màu xám mọi người nhá. 129.000 đồng hàng chuẩn loại 1. Đây là màu be các chị ơi, đây là màu be cho em nhá. Và cái màu kia là màu đỏ. Là áo len thổ cẩm kèm màu kèm số điện thoại cho em 129.000. Em lên con gilê này nhá, gilê thoi ấy mọi người. Gilê thoi đây, lên con áo này đẹp này, con này con mã này xinh quá này. Con mã gilê cúc này đẹp này. Rồi là gilê chéo đây. Đấy, hôm nay nhiều mã xinh lắm các chị ơi.
À đây thôi chết rồi, con áo này con chưa bán rồi. Khoác nhung túi da các chị ơi, 300.000. Khoác nhung túi da 300.000 luôn này. Toàn là hàng đẹp, hàng hàng sale rẻ quá luôn các chị ơi. Chờ mãi gì đây, em đang lên gì lê rồi chị ơi, lỉ bông em không có. Em chỉ bán bây giờ bán hàng đẹp mặc Tết thôi, em không bán những cái hàng lỉ lỉ đâu. Em mà chuyên mã kiểu gần dành rất là hay dành cho chị đi làm nên là không không có kiểu thổ cẩm hút đi như là sinh viên đâu. Nhung tiểu thư là 240 em ơi, 240 nhá. À lấy mãi các chị ghi là gì lê, à quên, gì lê thoi cho em ạ, gì lê thoi mọi người nhá. 155.000 ạ. Gì lê thoi 155 kèm màu kèm số điện thoại. Thoi nhá, áo len bên trong các chị ghi là len 3 phân. 65.000 nhưng mà riêng màu đen là 69. Em lên bảng màu áo len 3 phân mọi người chốt này. Em có quần bò jean thôi, à quần kiểu quần bò giấy thôi các chị ơi. Cái gì nhở, áo len thổ cẩm beo ok chị nhá. Di lê sọc đen vừa cầm là 149.000 nha các chị nhá. Ok chị Thanh luôn, len xả nhà em có không phải lâu trắng mà là các chị đặt hình đi ạ. Mọi người lấy hình nào các chị comment hình đấy đi. Em có hình hình LV này, em có hình gì nhở, hình Gucci, hình Chanel đấy, các chị comment hình đi mọi người, đừng comment màu. Nhiều hình lắm mọi người ơi, đây Chanel này 129.000 đồng, cái hàng là len xả Chanel nhá. 129.000. Len xả LV 129.000 các chị nhá. Len xả GC này, GC 129.000 hai màu luôn. Được chưa các chị? Đây ai lấy mã này các chị ghi là di lê thoi ạ, di lê thoi cho em 40-65 cân, à 60 cân các chị vừa. Di lê thoi xả các chị like với giá là 155.000. Được chưa ạ? Em mặc nó là thoi vàng. Đấy, đây các chị mã mấy mẫu hình thoi, đây thoi hồng này. Áo len 3 phân là 65.000, áo len cổ lọ là 75.000. Ok các chị đặt hàng cứ có số điện thoại là có đơn. Ok chưa mọi người? Có số là có đơn thôi. Em không bán váy, em chỉ bán chân váy thôi. Chân váy nhung này của em các chị ghi là gì nhỉ? Chân váy nhung đây đúng không ạ? Chân váy nhung đai da chị ơi. Chân nhung đai da 165.000, áo nhung hoàng da 240.000 nhá. Ok các chị nhá, nãy giờ cứ like mẫu len xả vậy em hỏi. Di lê, đây em đang đi di lê rồi mà chị ơi. Em đang like di lê đây còn gì mọi người? Đây đây không là di lê, đây là gì ạ? Đây chả là len di lê thì là cái gì hả chị? Chân váy dập ly kèm đai, cái là chân váy nhung dập ly đai da các chị nhá. Nhung dập ly đai da cho em. Ok mọi người, qua chân váy nhung là chân váy nhung dập ly đai da, à chân váy nhung đai da chị ơi. Chân nhung đai da cho em nhá. Con đấy có hai màu là nâu và đen. Theo các chị với giá là màu nâu không nhỉ? Đây. Ui nhiều lắm, đây còn em còn sơ mi các thứ nhiều mã lắm mọi người ơi. Đây này, rất là nhiều mã đẹp luôn. Con này em xả các chị trên live với giá là 165.000, hai màu cho em nhá, là màu nâu với cả màu đen. Đây là dáng dài qua gối các chị ơi. Em mặc nó dài qua gối rồi. Lên các chị mặc dài nó sẽ dài qua gối đấy ạ. Em cao 1m62 đã dài qua gối rồi. Nên chị nào mình mặc dài quá về cắt ngắn đi nhá. Đây là hàng không có đường may, các chị ra tiệm may cắt đều phát là xong nhá. Nó không có đường may đâu ạ. Các chị thấy nó hơi dài cắt đi cho em nhá. Em cao 1m62 đã dài qua gối rồi. Đây là các chị nó thấp hơn em là sẽ dài hơn em rất là nhiều đấy ạ. Ok chị nhung hoàng da là 240 SM dưới 65 cân nhá. Ok mọi người. Di lê hồng bao nhiêu ạ? Đây, em mặc các chị ghi là di lê thoi cho em. Em mặc các chị ghi là di lê thoi 155.000 nhá các chị nhá, 155 thôi ạ. Đẹp lắm, trẻ trung nhá. Mà nó rất là dễ mặc, hầu như ai mặc được. Các chị chọn màu cho em đi, màu vàng này. Em mặc là màu hồng. Có màu đỏ nữa này. Màu đỏ cho em mặc với sơ mi cũng xinh luôn. Đấy màu đỏ cho em nhá các chị nhá. Đây của em nó là màu trắng này. Màu trắng này và đây của em nó là màu nâu các chị nhá. Di lê thoi kèm màu kèm số điện thoại 155.000. Áo len 3 phân là 65.000. Nhưng mà riêng màu đen là 69. Được chưa các chị, mẫu này em like nhiều rồi nên em sẽ qua mẫu nhá. Nhung hoàng ok rồi chị ơi, nhung hoàng da của em là size S và M. Áo nhung hoàng da của em là size SM rồi 65 cân các chị vừa. Đây nhung hoàng da đây mọi người. Chân váy nhung đai da của em đây ạ, chân váy nhung đai da các chị nhìn này. Hàng siêu xịn luôn mà có 165.000 một chân thôi ạ, số lượng có độ khoảng tầm 20 chiếc thôi các chị ơi. Áp dụng khách chia sẻ, cứ chia sẻ like được ưu tiên chốt đơn đầu tiên nha. Còn nếu không chia sẻ em sẽ nhường các chị tiếp theo bên dưới nhá. Em ưu tiên khách chia sẻ trước, các chị cố gắng chia sẻ like đi mọi người. Đây nhá. Chia sẻ like không mất gì lại còn được thêm, được giảm giá, được tiết kiệm tiền mua đồ các chị nhá. Đấy, chân váy nhung đai da cho em 165.000. Được chưa các chị? 165.000 một chân ạ. Hai màu là đen và nâu. Em mặc các chị ghi là di lê thoi 155. Thoi vàng này, thoi hồng này. Thoi vàng, thoi hồng này. Con này xinh này, mã mới này. Thoi màu be cho em này. Thoi màu đỏ này. Mặc phối với sơ mi cũng đẹp. Mặc phối với áo len cũng đẹp các chị nhá. Và đây là thoi màu nâu cho em. 155.000 một áo ạ. 155 các chị ơi. Em lên bảng màu len 3 phân và len cổ lọ nhá. Ok rồi chị ơi, quần nhung đai đây là 119.000, form hơi nhỏ dưới 55 cân. Len 3 phân của em là 65.000. Ừ nghe thế ghi là di lê thoi chị ơi. Di lê thoi cho em ạ, màu vàng này. Màu đỏ mặc thử chị xem nhá. Mặc với sơ mi cũng đẹp mà mặc với cả len 3 phân cũng đẹp luôn. Đây mặc với sơ mi nó sẽ trẻ trung.
Còn chị nào muốn mặc nó kiểu dễ mặc thì các chị mặc với len 3 phân cho em. 65.000 áo len 3 phân nhưng mà riêng màu đen là 69.000 nhá. Em nên mặc màu len 3 phân nhá. Ok, lên số là có đơn các chị ơi. Ok, Nguyễn Huê này. Chị Ngọc Nguyễn lên số điện thoại đi ạ. Áo nhung của em là giá từ 230, 24, 250 và 270. Nó có 4 mức giá tùy mẫu nhá chị nhá, tùy mẫu. Mẫu đắt nhất là mẫu cổ ngọc tây ren. Cổ ngọc tây ren đắt nhất này là 270.000 này. 280 giá liêm yết. Chia sẻ like giảm ngay còn 270. Đến cửa hàng là 350 nhá các chị nhá. Hàng em có size S và M. Và hàng của em các chị lưu ý này, mác như này mới là hàng chuẩn nha em nhá. Hàng thiết kế siêu cấp luôn. Còn nếu không phải hàng, không phải mác như này thì không phải hàng nha em. Các chị không nhận hàng, không phải hàng như này thì không nhận. Và đúng địa chỉ, đúng shop nha em, các chị nhận nhá. Đây các chị ơi này. Đấy, tay gen này, cổ ngọc tay gen 280, chia sẻ like còn 270. Rất là nhiều mã xinh các chị ơi. Đây, di lê đỏ đây, di lê thoi đỏ đây. Em lên di lê cúc nữa nhá. Em có di lê cúc cũng xinh luôn, 155 luôn các chị ơi. Cảm ơn chị Ngọc Anh Nguyễn nhá. Áo nhung thì em hàng chuẩn mà. Nó lặng tay, nó không phải kiểu bèo bèo nhéo nhéo như mấy cái hàng nhung khác đâu. Bên ngoài nó thật là nó nhiều loại hàng lắm mọi người. Cứ yên tâm mà mua hàng nhà em mà được kiểm tra hàng thoải mái. Mua hàng không ưng, mua hàng văn minh ưng không ưng trả em phí ship là được. Nên các chị mình cứ mua đặt thoải mái đi ạ. Cảm ơn chị Ngọc Anh nhá. Rồi em qua mã tiếp theo, di lê thoi cho em. Đây là thoi đỏ mọi người ơi, đây là thoi đỏ cho em nhá. Mặc với áo len 3 phân, mặc với cả sơ mi trắng cho em. Đây là sơ mi tay chữ các chị ơi, 115.000. Đây các chị mặc với sơ mi tay chữ này. Đẹp cực luôn, tay chữ rất là hot các chị nhá, 115.000. Em qua mã tiếp theo, di lê cúc ok luôn. Tất hàng em à không, cái hàng tất hàng len của em là hàng Quảng Châu. Còn cái hàng mà nhung của em là hàng Việt Nam nhưng mà nó là hàng thiết kế cao cấp chị ơi. Chị nào đã mua hàng nhung thì em cho em xin cái feedback đi mọi người. Nó không phải hàng Quảng Châu, đấy là hàng thiết kế chị nhá. Hàng thiết kế của Việt Nam nhưng mà nó thuộc hệ cao cấp. Nó giống như kiểu về các chị như kiểu hàng Việt Nam sản xuất ra kiểu HM rồi làm Zara các thứ đấy, nó cũng là hàng của mình nhưng mà nó là hàng một cái gọi là cái đẳng cấp khác chị ơi. Hàng cao cấp nhá, nó mới đắt như thế. Còn đẹp hay không, chị nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng thoải mái. Em không quan trọng là hàng Việt Nam hay hàng Quảng Châu, cứ đẹp rẻ là em bán. Quan trọng là phải chất lượng đẹp em mới bán các chị nhá. Rẻ nhưng mà nó xấu em sẽ không bán, rẻ phải đẹp. Hoặc là đắt, hàng đắt nó phải đẹp các chị nhá. Nó đẹp nhưng mà nó đắt cũng được nhưng mà nó phải đẹp nha các chị nhá. Yên tâm, của em là hàng chuẩn đẹp. Các chị mua áo nhưng em chưa mua bao giờ, các chị còn lăn tăn thôi, nhưng mà đã mua rồi các chị phải nhìn này. Hàng Việt Nam nhưng nó là hàng cao cấp chị ơi, 240, bên ngoài là bán toàn 300 mấy rồi. Các chị ra hỏi mấy kiểu shop của Giang Zozo này, shop của hai bạn chụp mẫu mà cái gì Phương gì đấy, rồi làm Quỷ Ngô Thanh Hoa các thứ ấy, các chị mua không được giá này đâu. Và các chị so sánh từ cái tem mác cho em nhá. Dạ, vào Giang Zozo so sánh từ cái tem mác cho em là các chị biết ngay nó là hàng gì rồi. Được chưa ạ? Là hàng chuẩn loại đẹp các chị luôn, hàng loại 1 nhá. Nó không phải hàng Quảng Châu nhưng nó là hàng thiết kế Việt Nam cao cấp chị ơi, hàng thiết kế cao cấp. 240.000 len gì nhỉ? Áo nhung hoàng gia chị ơi. Em mặc các chị đi là di lê thoi đỏ nhá. Thoi đỏ, thoi hồng, thoi vàng này. Đấy, thoi màu be và thoi màu nâu các chị ơi, thoi màu nâu cũng xinh này. 155.000 các chị nhá, 155. Ôi cao quá. Em lên các chị ơi thì con di lê chéo di lê cúc này cũng là 155 luôn. Hàng của em, thằng này hàng Quảng Châu, siêu đẹp, siêu dày luôn. Dày dặn cực kỳ luôn các chị ơi. Con này các chị ghi là di lê cúc cho em 3 màu nhá. À 4 màu, di lê cúc có 4 màu cơ. Đây màu này này. Màu gì? Em có 4 màu cơ, màu đỏ này. Màu đen. Đây ạ, di lê cúc nhá mọi người ơi. 4 màu nhá các chị, màu đen là màu hot nhất này, các chị đen mặc với là di lê với là sơ mi tay chun cho em. Em lên các chị di lê cúc mặc với sơ mi nhá. Áo nhung nhà em có size được 65 cân chị ơi. 65 cân là có size vừa, là sẽ vừa size M. Nhà em là form áo nhung là hàng form rất là to, rất là lặng tay nên các chị mặc là đây, các chị nhìn là to như này cơ mà. 65 cân bao vừa các chị luôn nhá. Khách nhà em là 65 cân đã mua rồi, đây size M này. 65 cân nhé, khách nhà em đã mua rồi, các chị đều là khách đều kêu là mặc vừa hết chứ không ai kêu chật, nên là em chốt đến 65 cân. Size M, size S và M các chị nhá. Áo nhung này các chị là nhung cổ ngọc tay ren. Em sale các chị trên live với giá là 208. Nhưng mà chia sẻ like giảm ngay còn 270 nha các chị nhá. Di lê thoi vàng ok chị luôn. Áo nhung cổ ngọc đây ạ. À không, không có áo lỉ nha, không bán áo lỉ đâu, chỉ bán hàng Tết hàng đẹp thôi. Đó, rồi làm nhiều mã xinh lắm mọi người ơi. Đây nhung cổ nơ này, 230 này. Nhung cổ nơ cho em này. Nhung chờm vai các chị này. Xinh lắm mọi người ơi, này, đây con này có nhung chờm vai cũng xinh này. Con nhung chờm vai này của em cũng xinh này. Nó cổ ngọc nhưng mà nó cổ ngang, ngọc ngang nó trễ vai, nó điệu đà ấy các chị, mặc rất là xinh luôn. Ok rồi, em qua các chị lên con mã tiếp theo, lên di lê cúc nha các chị nhá. Di lê cúc đi mọi người ơi. Em mặc các chị ghi là di lê thoi. Em sang mã hàng di lê cúc mọi người chốt nhá. 155 các chị ơi. 155.000 thôi ạ.
Rồi em qua mẫu nhá chị nhá. Đây là dê thoi đỏ, dê thoi vàng. Đỏ mặc tết, vàng mặc nó sẽ nổi da, trắng da. Thì các chị thích lấy màu nào mọi người chốt. 155.000 bao hàng, bao kiểm tra trước khi nhận luôn. Được chưa ạ? Em qua mẫu nhá. Còn dê lê cúc đây mặc thử. Đầu tiên mặc cái áo len trước, sau đó sẽ mặc với là sơ mi. Ok, dê lê cúc là 155 chị ơi. Hàng đẹp lắm, hàng dày dặn đẹp lắm luôn các chị ạ. Cái này của em là dưới 60 cân các chị vừa nhá, là mặc đẹp. Đây lên con áo này đi ạ. Nhung hoàng da 60 cân nhà em bảo rồi, 65 cân vừa, tất nhiên là 60 cân là sẽ vừa rồi chị ơi. Chị mặc size M nhá. Đây dê lê cúc em mặc đầu tiên này, đây là màu nâu các chị ơi, màu nâu nhá. Áo len 3 phân em dơ bảng màu này, len 3 phân em có những màu này. Màu rêu các chị ơi. Cổ lọ 3 phân bảng màu như nhau. Nó khác nhau nó cái phần cổ, đây là cổ lọ này. Nhưng em vẫn cho cùng một loại đảm bảo màu hết vì nó như nhau hết. Cổ ngọc tay gen là 280, chia sẻ like còn 270 chị ơi. Không có áo farm, chỉ có áo da chị ơi. Đây. 3 phân và cổ lọ bằng nhau hết, bằng tiền nhau hết. À quên, bảng màu như nhau hết. Nhưng mà cái 3 phân nó sẽ là 65.000, cổ lọ sẽ là 75.000 chị nhá. 3 phân em có màu đen, màu rêu này, màu be này, cổ lọ 3 phân bảng màu như nhau. Ai lấy cổ lọ các chị ghi là cổ lọ kèm màu. Ai lấy 3 phân ghi là len 3 phân kèm màu nhá. Đen, be, nâu, rêu các chị ơi, xám này. 65.000 một áo 3 phân và 75.000 một áo cổ lọ cho em. Được chưa các chị? Đây là màu vàng mọi người nhá, đây là màu vàng này. 3 phân cổ lọ bảo nó bảng màu như nhau. Bảng màu như nhau hết nha các chị nhá. Đây là màu nâu đất này. Màu trắng cho em này. Màu trắng các chị ơi, len 3 phân len cổ lọ nhá. 3 phân là 65.000, cổ lọ là 75.000. 3 phân là 65 chị ơi, nhưng mà riêng màu đen 3 phân nó sẽ là 69 nhá. Đấy con này của em nó là màu be đậm này, be đậm be nhạt cho em. Chất thì mọi người nhìn trên live mọi người đã biết như nào rồi. Đây mọi người nhìn chất này. Cận chất cho em nhá. Bao nhiêu nhỉ? 65.000. 65.000 đây là hồng đất chị này. Đây là hồng đất nha mọi người nhìn này. Nhìn chất vải mọi người thấy ok chưa, bằng hai bát phở. Không ai thì ông Hoài có thể thiếu cái áo len được đâu. Mùa đông ai cũng phải có lên có từ gọi là từ 3 đến 4 cái mặc thay đổi nhá. Gọi là nó thật là đủ lấy một vài màu đi, nó quá rẻ là 65.000 nhá. Riêng màu đen thì là 69, còn các màu còn lại là 65. Được chưa ạ? Đây ạ. Đẹp không các chị ơi, này. Màu chất vải. Đây nhá các chị nhá, đây giá 3 phân. Còn cổ lọ nó là cổ cao thôi. Cổ lọ 3 phân bảng màu như nhau hết nha các chị nhá. Giữ nhiệt đình đá. Đình đá em chưa về chứ chắc phải một tuần nữa. Chắc là tầm khoảng 3 ngày nữa. Tất cả cái live buổi cuối cùng em sẽ live giữ nhiệt nhá. Đây là cổ lọ cho em ạ. 75.000 cổ lọ và 3 phân là 65.000. Rồi em qua mã nhá. Ok. Nhung cổ nơ em chỉ có 2 cái thôi. 230.000 chị ơi. Mặc size M cho em là vừa. Nhung cổ nơ em có 2 cái rồi. Em hết sạch hàng rồi đây. Xinh lắm các chị ơi, hàng nó thật là y như hàng hot girl, là hot girl kiểu mấy cái mẫu mà người ta chụp ở Ngô Thanh Hoa các thứ thôi. Y hẹn luôn vào cái gì nhỉ? Lê Quỳnh, cái gì Lê Phương ấy, Lê Phương mà hay chụp ảnh mẫu ấy các chị nhá. Cũng là hàng này luôn nhá. Các chị xem ảnh trải sàn, chuẩn tem mác, chuẩn ảnh, chuẩn trên like luôn. Riêng cái mã này em khẳng định các chị là chuẩn ảnh luôn nhá. Ok rồi mọi người, em qua mẫu tiếp nhá mọi người. Em qua mẫu tiếp theo lên các chị gì nhỉ? Đây là dây lê chéo đúng không? Dây lê chéo màu nâu này, dây lê chéo màu đỏ, đây là cổ lọ đây các chị này. Màu chéo cam và màu chéo đen em sẽ mặc các chị sang với sơ mi. Ok rồi, chị Ánh Thiệp em chốt đơn rồi. Set váy đen đi á, nhà mình không bán set váy, tới chỉ bán áo kết hợp với chân váy thôi. Đây ạ, à, đây là cổ lọ cho em. Cổ lọ nó sẽ là dạng cổ cao nhá, 75.000 một áo. Đấy các chị mặc màu đỏ này, rất là xinh luôn các chị ơi. Mặc màu đỏ cho em. Em mặc thử màu đỏ nhá. Ai lấy mã này ghi là gì nhỉ? Di lê chéo kèm màu kèm số điện thoại nhá. Di lê chéo ạ. Em mặc quần bên trong ghi là quần cặp nhung đai đê, quần nhung đai đê 65.000. À quên, 119.000. Quần nhung đai đêm có hai màu là màu nâu với màu đen, con này là size form bé nhá, dưới 55 cân thôi ạ. Em qua mẫu tiếp theo, lên số là có đơn không đọc tên nhá mọi người ơi. Chân váy nhung đen treo sau kia là 301 chị ơi. Con đấy hàng hơi đắt, 301. Còn con chân váy nhung đai da mới là 165. Màu đỏ xinh cực. Màu đỏ này các chị không phải sợ già đâu, màu đỏ này nó kiểu màu nó theo một cái phong cách kiểu là màu nó lạ đặc biệt đi mọi người. Đây, em mặc màu đỏ mọi người xem này. Ok rồi, sơ mi nhung không phải sơ mi nhung, cái đấy các chị comment sai hết mã rồi. Cái này của em các chị ghi là di lê cúc mọi người nhá. Di lê cúc này. Đấy ạ, 165.000. À quên, 155.000 nhá mọi người. Màu đỏ này, màu nâu này, màu cam nữa. Mặc với cả sơ mi mới đẹp cơ các chị ơi. Mặc với sơ mi mới đẹp chuẩn. Đây ạ, con này của em nó làm màu cam này. Xinh lắm các chị ơi, chốt đơn ngay vào luôn đi ạ. 100 bao nhiêu? 155.000. Còn đây là di lê thoi. Đây là di lê thoi cho em. 155, quần mặc nó là quần như quần ống vừa em ơi. Nó vẫn hơi ôm đấy, nói chung là nó ôm hơn những cái dáng quần khác. Ok rồi các chị ơi. Còn những cái mã áo đằng sau lưng em kia là áo da trần trám, cổ lông lót lỉ. Nó làm không phải phao đâu, chất da chị nhá. Áo nhung mã gì em đọc mã, cái mã kia kia là mã nhung chườm vai chị ơi. Cái mã em sẽ treo mic với chân váy gọi là nhung chườm vai nhá.
Thế à, để mã này các chị ghi là gi lê thoi kèm màu này, rất là nhiều màu. Đây là cổ lọ này, cổ lọ 75.000 này. Rồi em qua mã tiếp theo các chị ơi. Em lên các chị sơ mi. Đấy, mặc sơ mi với cả áo gi lê các chị ngắm. Gi lê em có một mã nữa là mã chữ các chị nhá. Đây mã chữ này. Mã chữ này xinh. Rồi một cái mã nữa là mã này. Đây con mã này xinh này. Con mã gi lê chám này. Đây. Mã chữ gi lê chữ cho em. Em lên các chị con gi lê chữ mọi người nhá. Đấy gi lê chữ cho em 150.000. Rất là nhiều màu, chữ đỏ này. Chữ hồng này. Ôi cái màu hồng kết hợp với áo len đẹp nhờ các chị nhỉ, nguyên một set luôn. Đẹp quá đẹp luôn, áo 75. Áo gi lê là 150, len 3 phân, len bên trong là 75.000, len cổ là 75. 3 phân thì là 65, đây màu xanh kết hợp với áo len này. Đấy, áo gi lê chữ cho em. Con gi lê này cũng xinh này. Con này đẹp các chị. Gi lê logo. Em lên các chị con sơ mi mặc với áo gi lê mọi người nhá. Gi lê em là dưới 60 cân, 65 64 cân em sợ mà không đẹp chị ơi. Gi lê cúp cho em ạ, rất là nhiều màu, màu đỏ nha các chị nhá. Mặc với sơ mi em sẽ mặc các chị với sơ mi. Đây là mặc với áo len, em sẽ mặc các chị với sơ mi nhá. Đẹp lắm các chị ơi, không phải lăn tăn luôn. Đây. Thấy không ạ? Màu đỏ nhá. Màu này không gọi là không phải bị già đâu, màu này là cái màu gọi là nó hơi đặc biệt một tí. Nó kiểu làm kiểu nhiều chị cứ gọi là các chị nhiều khi các chị sợ già đấy, nhưng mà em thật cái màu này quá đẹp luôn. Mặc tết nó kiểu màu nó rất là trầm nhá, rất là dễ mặc. Các chị cứ mặc chọn màu đỏ là các chị thích nhá, không thể lấy những cái màu khác như màu đen, màu nâu rồi màu cam nhá. Đây màu cam các chị này. Em mặc các chị với sơ mi nhá. Em đây các chị con sơ mi tay chữ. Đây các chị với sơ mi tay chữ cho em. Để các chị mặc với cả gi lê. Thêm mã nhung chờ cả. Cái nhung lơ hết hàng rồi chị ơi, không về hàng nữa đâu ạ. Áo phao không có áo phao, chỉ có áo da thôi chị ơi. Gi lê thoi có màu đỏ chị ơi. Gi lê thoi bảng màu có rất là nhiều màu. Đây ạ. Màu này của em nó là màu trắng, kiểu trắng sữa này mọi người, màu kem ấy. Đây là màu nâu này. Đây là màu hồng này. Đây là màu đỏ này. Và đây là màu vàng cho em. Ai lấy cho tôi mã hàng là gi lê thoi kèm màu kèm số điện thoại 155.000 một áo nhá. Gi lê thoi ạ, 155. Để các chị chốt đơn mã hàng ghi là gi lê thoi cho em nhé. Màu hồng này. Đây em là màu nâu này. Đây em nó là màu trắng mọi nhá. Nó kiểu trắng be, không phải trắng tinh đâu. Nó kiểu trắng kem kem ấy các chị ơi. Dồn đơn với áo Gucci. Ok chị, dồn à ok em nhé. Dồn đơn trong like này thôi. Còn like ngày hôm qua là đi rồi. Không dồn đâu ạ. Phác nhung ạ. Ok chị phác nhung đúng không ạ? Đây phác nhung này không? Con này là 300.000 chị nhá. Phác nhung này của em là 300.000. Phác nhung túi da 300.000 chị ơi. Gi lê kẻ này các chị này. Nhiều mã quá mọi người ơi. Bây giờ gần Tết rồi các chị cứ mặc gi lê cho em là dễ mặc nhất. Được chưa ạ? Gi lê logo, ok chị logo là 230. Logo là 230, hàng len nổi chị nhá. Hơi đắt một tí nhưng mà các chị yên tâm hàng đẹp. Đây các chị mặc sơ mi tay chữ cho em. Em móc thử cái sơ mi tay chữ trong túi mọi người xem. 115.000 hàng đẹp. Đây ạ, các chị nhìn này. Nhìn chất này. Bỏ cái áo ra phê luôn các chị nhá. Chất cực kỳ sướng luôn ạ. Sơ mi tay chữ 115.000. Ok mọi người chốt đơn, có số điện thoại là có đơn nha các chị nhá. Ok rồi, tay chữ mặc được chị ơi. Con này em dưới 65 cân bao vừa nhưng mà mặc dưới 60 cân mặc đẹp hơn. Đây ạ. Sơ mi tay chữ cho em ạ, 115.000 một áo, hàng đẹp nhá chị nhá. Giờ cái áo gi lê chốt xem đúng không, em sợ em chốt đúng mã là sẽ đúng hàng, còn nếu mà em chốt nhầm mã thì sẽ là nhầm mẫu. Gi lê thoi, gi lê kẻ này, gi lê cúc này, gi lê chữ, nó chỉ có 3 màu khác biệt nhau hoàn toàn, không thể nhầm được em ơi. Em cứ comment đúng mã là sẽ đúng hàng thôi nhá chị nhá. Ok, sơ mi tay chữ 115, sơ mi khác không, nhà mình chỉ bán sơ mi tay chữ và sơ mi tay chun. Với cả những cái mã kiểu sơ mi bánh bèo hôm qua tôi like buổi tối hôm qua đấy, nhưng mà hôm nay tôi không like lại đâu. Đấy cái mã sơ mi bánh bèo thôi các chị ơi. Bánh bèo như này, mình kiểu tơ tơ rồi là lơ lủng các thứ 135 này, hàng tơ mềm nhá. Đây. 135.000 này chị này. Con này là sơ mi cổ trụ 101 này. Em sơ mi tí em lên sơ mi cho. Đây sơ mi nhiều lắm chị ơi. Cổ vuông này. Là tơ này. Cái mã này em bán nhiều rồi không lên lại nữa. Đây. Con này đẹp này. 320 này. Đây tầng này. Đây sơ mi kèm khăn 125.000 này. Cái này hàng đẹp nha các chị nhá. Sơ mi kèm khăn 125. Hàng đẹp chất nó không nhăn. Đây sơ mi cổ vuông 115 này. Đây là sơ mi nơ đen cho em này. Con này là sơ mi đũi 120.000 này. Đấy các chị nhá. Sơ mi em có nhiều mã lắm. Nhưng mà để like sau nhé chị ơi. Sơ mi tay chữ cho em 115.000. Dưới 60 cân, dưới 65 cân chị ơi, nhưng mà dưới 60 cân mặc đẹp, 65 cân mặc vừa nhá. Con này dáng rộng nhá các chị nhá, em mặc các chị sơ mi tay chữ mặc với cả
mặc với cả con áo này đi, con áo áo di lê để cho mọi người biết là mình mix được nhiều kiểu nhá. Em mặc các chị với con áo di lê này, di lê cúc cho em ạ, 155.000. Không có sai em ơi, không có sai. Đấy là áo lụa vàng, áo da, có áo da thì em lên cho. Ok chị Lương Đan, cổ vuông là 115 và sơ mi khăn là 125. Nhưng mà các chị yên tâm là hàng khăn là hàng đẹp, nó không phải là cái hàng nhăn đâu ạ, không phải hàng thô đâu, hàng em nó là hàng kiểu chất nó mềm nhá mọi người. Sơ mi khăn 55-58 cân vừa, dưới 60 cân là các chị vừa nhá. Váy nhung đen cổ trắng phía sau chị xem á, váy nhung đen là cái nào nhỉ? Em làm gì có váy nhung đen đâu chị ơi. Ai đến má này chốt đơn má này cái chị đi là gì nhỉ? Ôi con này đẹp nhỉ. Em ơi mặc với cả sơ mi nhìn trẻ hơn bao nhiêu luôn các chị ơi, chốt đi ạ. Con này em chưa đăng ảnh mẫu đâu, em biết là hàng này không có nhiều nên không dám đăng mẫu lên đâu các chị ơi. Đẹp quá luôn. Đây con này các chị ghi là di lê cúc cho em ạ. Di lê cúc nha mọi người nhá, di lê cúc cho em. Xinh cực kỳ luôn ạ. 155.000 di lê, hàng len siêu dày dặn luôn. Dày ấm nha các chị nhá. Còn sơ mi tay chữ em đeo là một đang mặc là 115. Có thể mix với sơ mi tay chun 99.000 này. Tay chun em cũng là hàng form to đẹp, em không bán cái hàng mấy chục nghìn đâu. Ok mọi người, sơ mi tay chữ, sơ mi khăn em không có sai ạ, nhưng mà của em các chị là cứ dưới 60 cân là các chị gọi là các chị sẽ vừa nhá. Không kịp chốt đâu, cứ lên mã đi chị ơi. Lên mã cho em với. Mặc được và mặc được không hơi rộng em ạ. Ok chị Phạm Nam xin số với chị ơi, sơ mi khăn là 125 nhá. Thôi sale các chị 120 đi. Hôm nay chia sẻ live giảm ngay cả 120. Sơ mi khăn cho em ạ, tặng kèm khăn luôn các chị nhá. 120.000 đi. Cái này hàng đẹp, nó không bị nhăn các chị ơi. Cái hàng này của em nó không nhăn đâu ạ. Đây tăng logo panda ấy, xịn cực luôn. 120.000 đi ạ. Hàng đẹp, em không bán cái hàng gọi là hàng thô cứng cứng đâu nhá. Cái bên ngoài thị trường nhiều loại chất lắm, nhưng các chị yên tâm mua nhà em được kiểm tra thoải mái, các chị cảm thấy mình ưng thì mình nhận hàng. Được chưa? Sơ mi khăn cho em ạ, tặng kèm khăn luôn. Và cái này của nó là tăng logo, mặc đi làm sơ vi đóng thùng cho em rất là xinh. Đây sơ vi đóng thùng mặc đi làm cho em nhá. Bao nhiêu ạ? 120.000 đi. Xả luôn 120. Rồi ok mọi người tiếp nhá. Em mặc chút đơn mã hàng là di lê cúc cho em ạ. Di lê cúc nhá, 155.000. Đây mặc các chị xem màu nâu này. Màu nâu mặc với cả sơ mi, nâu với cả đen mặc với sơ mi là chuẩn. Còn mặc với cả cổ lọ thì nó không hợp bằng, không đẹp bằng sơ mi đâu. Ơi. Hả? Ôi. Bán hàng ơ. Có mù quen à ơ. Ra đây chơi mẹ đây con. Ra đây. Đây ơi thanh niên ngủ mơ. Ok sơ mi khăn luôn chị. Di lê cúc nhà em có cúc đen này, cúc nâu, cúc cúc gì nhỉ? Đỏ. Đỏ với cả màu màu cam chị nhá. Đây ạ, di lê cúc các chị ơi. Sơ mi mặc các chị ghi là sơ mi tay chữ ạ. Cái này là dáng kiểu hơi bom bom. Di lê cúc nhá mọi người nhá, 155.000, 65 cân quay đầu vừa chị, nó siêu giãn luôn chị ơi. Giãn nhiều lắm nên là 65 cân quay đầu vừa chị nhá. Quần mặc của em 58 cân không vừa, không vừa rồi chị ơi. Ok chị Nguyễn Bảo nhá, 60 cân LV mặc được. Những cái áo LV nhà em ý, áo len LV các thứ tóc đâu này. Len LV các thứ thì là dưới 60-68 cân là các chị vẫn vừa. Đi ra đây chơi con. Ơi sao không nhé ạ ơi. Ngồi đây chơi, ngồi đây mẹ bán hàng tí nữa lại cho con đi ngủ nhá. Đây. Đợi em tí nhá, thằng cu em nó hơi quấy. Họ video bố nhá. Đây. Tầm đấy. Không khóc, ngủ dậy cũng không nhẹ, chán thanh niên. Ok rồi, sơ mi tay chữ chị luôn. Áo màu đá treo, áo màu đá treo dưới là cái áo gì? Đây áo này nhá chị. Ngủ dậy khóc nghe à. Áo nhung cổ trụ á. Đấy là áo sơ mi cổ trụ chị ơi. Sơ mi khăn là 120 em sale nốt nhá, 120. Hàng đẹp, hàng của em là chất nó không nhăn, dưới 65 cân. Và cái này các chị nhìn là tang logo này. Đây ạ. Đang logo ra rất là đẹp luôn, 120.000. Em này là hàng mềm, hàng dạ, hàng kiểu vải sơ mi mềm, nó không phải là cái sơ mi thô đâu các chị ơi, chất này không nhăn đâu ạ. Sơ mi khăn tặng kèm luôn cả khăn nhá mọi người. Rồi em qua áo nhung nhá, túi xách xeo. Ừ túi xách chị đang xả một cái, xả 150 em ơi. Ok chị Dương gì này. Đi vào nhà ngồi đi chip ơi. Đẹp quá luôn mọi người, 120.000. Tặng kèm khăn nhá các chị nhá. Thôi xong rồi đi vào nhà đi, khẩn trương. 125.000, à 120.000. Đây gọi là sơ mi ấy chị ơi. Con này gọi cho em mã hàng này gọi là sơ mi nơ đen nhá, sơ mi nơ đen cho em ạ, 135. Hàng 2 lớp dưới 57 cân các chị nhá.
nơ đen 135.000. Con này của em là sơ mi đuỗi ạ, sơ mi đuỗi bèo 120.000 chị nhá. Sơ mi đuỗi bèo 120.000 các chị nhìn này, đẹp không ạ? Cái này là dạng kiểu dạng baby doll ạ, 120.000 một áo thôi ạ. Ai lấy chốt đơn mã hàng là sơ mi đuỗi bèo cho em nhá. Tiếp một cái mã này. Cái này có cái màu gì nữa nhỉ? Đây 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 các chị ơi. Mã này của em chị đi mã hàng là áo xinh đó mọi người. Em lên áo nhung nhá, đây gọi là sơ mi xinh. Ok chị mà. Ok chị Tuyết Mai, chị cứ lên đúng mã và nghe điện thoại là có đơn chị ơi. Áo len cổ cao kia là 129.000 các chị, đi mã hàng là áo mùa đông đi ạ. Áo mùa đông 129.000. Đây, con này các chị ghi mã này các chị ghi là gì nhỉ? Áo len áo gì nhỉ? Áo xinh mọi người ơi. Áo sơ mi xinh. Sơ mi xinh cho em tặng kèm cả tang đá nhá, 135.000 hàng hai lớp nhá các chị nhá. Sơ mi xinh. Đấy, hai màu trắng và màu be chị ơi. Sơ mi xinh cho em ạ, 135.000. Rồi em qua mẫu tiếp theo, sơ mi hôm qua em like rồi, hôm nay chị like qua thôi. Em lên chị di lệ à, lên mọi người con gì nhỉ? Áo nhung nhá các chị nhá, lên áo nhung đi. Đây là di lệ cúc này. Cúc màu đỏ này, cúc màu màu đen này, cúc màu nâu. Màu nâu à, màu đen đâu nhỉ? Đây màu đen đây. Rồi nhá, di lệ cúc cho em ạ, 155.000. Ok, sơ mi xinh của em là 135.000 hàng hai lớp dưới 57 cân các chị vừa nhá. Em qua một cái chị một cái mã tiếp theo, lên áo nhung đi mọi người, lên áo nhung đi. Lên áo nhung ạ. Đây sơ mi xinh đi các chị ơi. Đẹp lắm. Quần nhung đai đê 5x cùng là 119. Ok chị luôn, sơ mi xinh em có hai màu là màu be với cả màu be với cả màu trắng chị ơi. Đây là màu be này. Sơ mi xinh là 135.000 và đây là màu trắng cho em nhá. Hai màu khác nhau đi ạ. Đây là trắng và đây là be chị nhá. Lấy màu nào mọi người chốt màu cho em. Sơ mi xinh 135.000. Đây sơ mi xinh đi ạ. 135, đây là màu be và đây là màu trắng chị ơi. Đây là màu trắng nha. Chất lụa mềm, lụa tơ không phải lụa kiểu à, không phải chất kiểu như là tơ cứng đâu ạ. Mặc không hề giọng ngứa đâu, hàng hai lớp nha các chị nhá. Quần nhung mới cầm đấy, quần nhung này à, đây là quần nhung đai đêm ơi, 119.000. Sơ mi xinh của em là từ 40 cân 57 cân các chị vừa. Hàng có hai lớp yên tâm không lộ hàng đâu ạ. Mà chất nó rất là mềm mịn các chị nhá. Mọi người nhìn này, bên trong hàng hai lớp mà nó còn có cái lớp lót để thấm mồ hôi. Thấm mồ hôi mọi người nhá. Mặc không hề bị bí đâu, rất là mát. Đấy các chị có thấy không ạ? 135.000 một áo nhá. Hàng này em vải tơ mềm. 40 cân đến 57 cân, hàng free size chị ơi. Hai màu là màu trắng với cả màu be chị ơi. Sơ mi xinh kèm màu kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. Rồi em qua mẫu tiếp theo các chị này. Lên mọi người con áo nhung đi. Sơ mi 300 mấy ạ? Đây sơ mi 320 chị ơi, đây là 320. Còn logo là 209. Logo chắc là logo em không dám like logo các chị, bây giờ có hàng sẵn em mới like cơ, bây giờ đang hết rồi. Đây ạ, sơ mi áo lụa vàng cho em ạ, 320.000 nhá. Lụa vàng 320 kèm số điện thoại. Lụa vàng 320. Em có cả áo sơ mi báo ấy. Đây là sơ mi báo mới về mà chưa kịp treo. Đâu nhỉ? Đây. Sơ mi báo. Sơ mi báo tặng kèm đai da cho em ạ. Đấy, di lê em vừa lên hết rồi chị ơi. Di lê xanh kia là di lê logo chị ơi. Hàng 230 nhá. Đây báo đây chị ơi, báo tặng kèm đai này. Báo tặng kèm đai cho em nhá, 240 một áo ạ. Rồi nha, em qua chị thêm thôi, qua mã khác đi. Không bán mã này đâu, em qua mã khác rồi. Bán đi bán lại rồi. Rồi nha các bác ơi, em qua mẫu nhá. Con này các chị ghi là di lê chữ ạ. Di lê chữ 150.000. Di lê chữ xanh này, di lê chữ đen này, di lê chữ màu đỏ này, và đây là di lê chữ màu hồng cho em nhé. Ai để chốt đơn mã hàng là di lê chữ kèm màu kèm số điện thoại. Em lên áo nhung đây, áo nhung sẽ lên di lê sau, lên áo nhung trước đã. Em mặc gì ở di lê chéo đi ạ. Ok sơ mi xinh be chị luôn, sơ mi xinh là 135. Áo hình con gấu màu trắng kia là 150 áo len chị ơi, em có thấy chị nhá. Váy nhung á, chỉ có chân váy nhung thôi bạn ơi. Chân váy nhung chứ làm gì có váy nhung ạ. Em chỉ có chân váy nhung thôi ạ. Quần em mặc các chị ghi là quần nhung đai đê 119.000, áo giữ nhiệt em không bán nữa rồi. Gần Tết em chỉ bán hàng đẹp với các chị mặc Tết thôi, còn giữ nhiệt thì bây giờ bán thì thật sự là bán kiểu nó cũng gọi là cũng lỡ kiểu là lửa chừng, nó kiểu lửa mùa ấy, thành ra là em bán nó khó, em chỉ bán cái hàng kiểu mặc Tết mặc đẹp thôi các chị ơi. Còn giữ nhiệt em không bán nữa rồi nhá mọi người. Đấy ạ, ai lấy mã này ghi sơ mi xinh của em là 135.000.
nha các chị nhá. Quần nhung đai D là 119.000 SML với 55 cân. À, di lê 230 á. Đây, di lê trắng. Ui không bảo sớm vừa thay áo này ra xong bà ơi. Đây di lê logo nhá, cái này ghi mã hàng là di lê logo cho em 230.000 đây. Cái này của em nó làm bằng chất liệu bằng da chị nhá. À bằng kiểu gì nhỉ? À cao su chứ nhỉ? Hay bằng cái gì ấy? Đẹp lắm mọi người ạ. À. Đây này. Đấy, cái này là bề mặt nó là lồi lồi nhá các chị nhá. Đây này, bề mặt nó kiểu nó có những cái sợi bông nổi này, các chị thấy không? Đẹp không ạ? Cái này của em là bao nhiêu nhỉ? Đấy em hay bị quên nhỉ. 230.000 chị ơi. Quần nhung đai D của em là 119.000. Ok, trái tim có nắng nhá. Quần đấy của em dưới 60 cân vừa chị ơi, 53 cân mặc đẹp luôn. Sơ mi xinh lên số các chị ơi, quần nhung đai D của em là 119.000 nhá. Nhung đai D 119 có hai màu. Có hai màu đấy ạ. Là màu nâu với cả màu be các chị nhá. Đây các chị mặc cho em áo len be, các chị mặc có quần nhung cho em. Mặc quần nhung màu nâu được nguyên một set đồ luôn. Quần nhung đai D 50 cân mặc size M chị ơi, 50 cân mặc size M. Đây. Mặc màu be quần nhung đai D các chị xem này. 50 cân mặc size M. Lên số là có đơn các chị ơi, không đọc tên. Đấy mặc rất là dễ. Đây các chị mặc mix đồ. Cái quần này mặc lên gọi là mix đồ rất là đẹp, mà mặc cái gì cũng xinh luôn. Các chị mặc đơn giản một cái áo len này thôi. Áo len 65.000 này, mặc đơn giản này thôi. Mặc với là một cái quần nhung có 119.000. Đấy các chị nhá. Quần nhung đai D 119.000 cho em. Có hai màu là màu đen với cả màu nâu các chị nhá, đen và nâu. Quần nhung đai D cho em, nhưng mà form này nó không được to lắm, đến 55 cân thôi nhá, nó không có đến size to đâu. Quần nhung đai D mọi người ơi, 119.000. Hai màu là màu nâu với cả màu đen. Em mặc các chị con này với cả di lê. Mặc với cả con di lê này nhá, mặc thử với màu be em hợp không? Đây mặc các chị con di lê này. Di lê của em gọi là di lê logo nhá mọi người, 230. Di lê logo 230, đúng mã là di lê logo chị ơi. Con da trắng gì ạ? À? Con gì chị ơi, con gì trắng em không dịch được. Di lê cúc màu đen lên số chị lệ. Di lê cúc của em là 155.000. Inbox nhà em là inbox nhà chị á thì phải tầm đến tầm chiều em nhá. Nhà chị không thích nhắn buổi sáng đâu. Thích nhắn buổi sáng nó toàn bị trùng đơn ý. Kiểu như là các chị vừa nhắn tin lại còn vừa gọi điện ý. Thế là nó cứ hay bị trùng đơn nên là em mới gọi xong em mới check tin nhắn. Các chị ạ, gọi xong mới check tin nhắn nhá. Để tránh trường hợp bị trùng đơn. Rồi em qua mẫu nhá mọi người, lên các chị con áo nhung nhá. Đây khoác nhung đai da 300.000 này. Khoác nhung túi da cho em 300, hai màu đen và màu nâu. Đây quần nhung đai D này, cặp đống quần hôm nay về được 50 cái quần. Đây sơ mi này. Sơ mi xịn đấy các chị ơi. Cái này định em tìm cái đâu nhỉ? Đây. Em qua mẫu nhá mọi người ơi. Di lê logo cho em ạ, 230 cho em. 230 chị ơi. Màu xanh đẹp lắm, 230. Ok, các chị đặt hàng lên số là có đơn, không đọc tên nha các chị nhá, có số điện thoại là có đơn. Ok chưa mọi người, không đọc tên nhá, nhà em không có nhân viên đọc tên đâu. Cứ mai nghe máy cho em là được. Được chưa ạ? Đây con này của em các chị ghi là gì nhỉ? Di lê gì? Di lê cúc nha các chị nhá. Di lê cúc cho em. Rồi em qua mẫu lên các chị con áo nhung nhá. Đây là áo di lê logo chị ơi. Logo nhá, màu xanh với cả màu có màu xanh thôi. Logo ạ. Di lê logo, bề mặt của nó là nó là nổi nhá các chị nhá, nó kiểu 3D. Đây nó nổi này. Đây này các chị thấy không? Chất đẹp cực luôn. Đây nha các chị ơi. Cận chất cho em 230.000 một áo nhá, 230. Di lê logo kèm số điện thoại. Lên các chị áo nhung nhá. Có số là có đơn nên mẫu nhung ok chị, áo nhung ok chị luôn. Chia sẻ nhiệt tình cho em đi các bác ơi, chia sẻ livestream nhiệt tình cho em đi mọi người. Cứ ai chia sẻ là ưu tiên chốt đơn trước, còn không chia sẻ thì em sẽ nhường cho những chị chia sẻ trước. Sau đó còn hàng em mới gọi nha các chị nhá. Nên các chị cố gắng chia sẻ cho em. Không mất gì đâu, chia sẻ 1-2 lút về trang cá nhân với hội nhóm thôi. Cứ hiện lên danh hiệu người chia sẻ đều chốt đơn. Ok chưa? Em qua mẫu nhá. Lên áo nhung nha các chị ơi. Áo nâu sơ mi màu nâu bò á. Nâu bò là cái kia để hàng đấy, cả hàng đắt để tiêm lên cho. Hàng đấy hàng đắt để tiêm lên cho. Thế á, em nhắn tin nhưng mà em nhắn tin ngoài trả lời đâu, em phải gọi điện em ơi. 150 chị ơi, 150.000 thôi ạ. Đây quần da này, quần da 130 chị ơi. Quần da hai túi cho em 130.000. Quần da hai túi 130, mix cho em mấy áo len 65.000 là một set đồ mặc đi chơi. Được chưa ạ? Đây là quần nhung đai D, quần nhung đai D ạ. 100 119.000.
Rồi em qua các chị mã tiếp theo mọi người ơi. Quần nhung đai đê. Lên mọi người con áo đi. Áo nhung vừa cầm 43 cân đó. Áo nhung này á, đây là khoác da em ơi, à khoác nhung. Khoác nhung túi da nhá, hàng 300. Có hai màu đen và nâu, 43 cân này em nói chung là cái này dáng khoác là ai mặc được, 40 cân mặc được mà. Cái này của chị là có hai size ML em ơi, hai size ML với tầm 57 cân. Nhà em gọi hết rồi, không nghe máy thôi chị ơi, nhà em gọi hết rồi đấy ạ. Hoặc là cho số size thôi. Gọi vào số hotline, số chốt đơn em đổi áo gì? Nó bị lỗi hay như nào mà đổi? Nó bị làm sao hả em? Đặt hàng lên số giúp em nhé các bác nhá. Đặt hàng lên số kèm số điện thoại là có đơn. Là muốn xem phụ kiện quần tất để đợi cuối live lên nhá. Cày cuốc cố gắng mấy ngày cuối năm em phải cố gắng lắm để like cho các chị đều đều, ngày nào cũng sẽ lên like mọi người, để em còn chuẩn bị nghỉ Tết đấy các chị ơi. Bây giờ gần như là gấp rút nước rút rồi. Không đặt nhanh là nhanh lắm, một tuần trôi qua rất là nhanh. Nên các chị đặt hàng thích mẫu là đặt luôn, không thì đừng chần chừ là chỉ có hết hàng thôi nhá. Đây là những cái thời gian này em đang gấp rút xả hàng các chị nhá. Cứ là kiểu cứ lăn tăn suy nghĩ cái là hôm sau là sẽ hết hàng luôn, nên các chị ưng mà đặt luôn. Đừng dồn đơn và cũng đừng kiểu là đừng suy nghĩ lâu quá là đến lúc mà muốn mua hàng là không có hàng đâu. Bây giờ cuối năm không có về được hàng nữa đâu các chị ơi. Đấy, khoác nhung túi da các chị nhá. Con này của em là dưới tầm 57 cân thôi ạ. Hai size ML. Khoác nhung túi da của em đây là xả các chị trên live với giá là 200-300 nghìn. Được chưa các chị? Áo nơ trắng ở sau đi, áo nơ đấy nào, ghi là áo xinh em ơi. 135 nghìn nhá. Ok chị bảo gì này. Ok, áo nhung với ấm lên đấy ạ. Nhầm mã thế ạ. Ừ thế nhầm mã em cứ gửi trực tiếp gửi lại hàng chị đi. Cứ tự động gửi lại cho chị thôi. Nếu mà không nghe trả lời em gửi lại đi, không phải đợi trả lời đâu. Mai chị bảo nhân viên nhà chị là được. Nhầm mã gì em? Có gì mai gọi điện vào số chốt đơn và số hotline nhá. Để bên chị giải quyết đơn cho nhá. Đừng nhắn tin nhiều tin nhắn lắm. Tin nhắn khách đặt hàng không trả lời được, nói gì tin nhắn khách đổi hàng. Không trả lời được hết đâu em ơi. Cứ chịu gọi trực tiếp cho chị. Được chưa ạ? Đây quần nhung đi ạ. À quần da đây. Quần da hai túi cho em ạ. Quần da hai túi cho em nhá. Xả các chị trên live với giá là 130 nghìn. Nó chỉ còn size S và M thôi. Dưới tầm 55 cân các chị nhá. Quần da hai túi 130. Đây. 130 nghìn thôi các chị ơi. Con này các chị ghi mã này ghi là gì nhỉ? Khoác nhung túi da 300 nghìn. Có size ML, không có S, hàng Quảng Châu, không có size S chị ơi. Bao nhiêu cân vừa cho em xem với cái gì bao nhiêu cân vừa. Áo len nãy của em mã bao nhiêu? Áo len di lê hay mã len gì chị ơi? Có gì xem lại livestream của em nhá. Để em lên mấy mã khác đã, không thì bây giờ hết mất thời gian mất. Em qua chị con áo nhung đi ạ, lên áo nhung các chị ơi. Áo dài nhà em chỉ có size ML, nó không có S. Hàng Quảng Châu không có size S các chị ơi. Tất cả những mã len đằng sau lưng em di lê là 155, 150, 155. Còn những cái mã mà thổ cẩm rồi là LV, GC các thứ là 129 nghìn. Tất nhiên là chất đẹp rồi. Chị ơi, nhà em bán em phải chọn lựa lọc cho mọi người. Hàng Quảng Châu mà các chị. Quần da này nó là hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. Tất nhiên là nó phải đẹp rồi mọi người, đẹp mới bán chứ. Mà ai bán hàng lại bảo là người ta hỏi đẹp hay không, chẳng lẽ em lại bảo là xấu lắm à. Bán hàng à, cái nào mà người ta sẽ bảo đẹp rồi đó chị, tùy cảm nhận mỗi người thôi. Đối với em nó đẹp em mới nhập về em bán, chứ còn nó xấu em đã nhập về bán, đã không nhập về bán rồi. Đấy các chị, quần da 910 170 chỉ có size L nhá. Size L dưới từ trên 53 cân. Khoác nhung túi da cho em ạ. Hàng 300 size M và L dưới 57 cân. Có hai màu các chị ơi, có hai màu. Các chị hỏi em là có đẹp không, em chẳng em bảo là không đẹp. Đây tất nhiên là hàng đẹp thì em mới bán chứ chị nhá. Mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Kiểm tra hàng không đẹp thì trả em phí ship hoàn hàng về. Em gửi đúng hàng trên live như này cho các chị. Đúng mẫu, đúng mã các chị đặt. Đúng size các chị đặt. Nhưng mà các chị không ưng thì trả em phí ship thôi. Chứ còn thật sự mua online tầm này bây giờ chả ai là kiểu không cho khách xem hàng cả. Đấy, cứ phải xem hàng các chị gọi là thoải mái đi. Hai bên thoải mái cho em đi, không lấy trả em phí ship. Được chưa ạ? Đây ạ. Đấy, khoác nhung túi da cho em. Đây chất liệu vải nhung nhá. Nhung cao cấp, nhung xịn luôn. Nhung nó kiểu phối nhũ hồng ánh luôn ấy, đệm vai này. 300 nghìn nhá. Hai màu là đen với cả màu đen màu nâu. 300 nghìn một áo cho em. Siêu ấm. Con này dưới 57 cân thôi, không có size to các chị ơi. Khoác nhung túi da 300 nghìn. Được chưa các chị? Quần em mặc các chị là quần da 910. Hết M rồi, chỉ còn S. M còn có 1-2 cái thôi. Còn chỉ còn L các chị ơi. L trên tầm nó form bé 55 cân mới vừa nhá. Nên là tầm khoảng 52 cân các chị mặc được L rồi. Bởi vì nó là form rất là nhỏ. 52, 53 cân đến khoảng tầm 56 cân là các chị mặc được rồi. Quần của em là nó là form nhỏ nhá. Size L cũng rất là nhỏ, nó không có to đâu. Để các chị mình cái form này là form nhỏ là các chị mình cứ đặt lớn, ví dụ như là hết size thì các chị có thể mình lấy size to hơn tí về bóp nhỏ. Bóp cái phần eo này. Bóp nó vào là các chị mặc vừa. Còn nếu mà đợi size vừa không có hàng đâu. Em chỉ còn size L thôi ạ. Size M còn có 1-2 cái thôi.
Đây khoác nhung túi da màu đen cho em 300.000. Khoác nhung túi da 300.000 cho em nhá các chị nhá. 300.000 hàng cao cấp, hàng xịn, riêng mã này các chị không đẹp em không lấy tiền luôn. Quan trọng mặc vừa hay không thôi, còn chất vải không cần phải lo. Ok chị, quần em mặc các chị là quần da 910, 55 cân mặc size L chị Hương Chu nhá. Ok chị Lê Phạm nhá. Chị Bùi Hồng lấy em xin số kèm màu luôn hộ em với. Chị Ngọc An Trường An em chút đơn, quần da 44 cân mặc S, nhưng mà S thì như còn có 1 2 cái thôi. Các chị cứ đặt đi, còn hàng thì em gọi, còn không có hàng thì em sẽ không gọi. Nha các chị nhá. Ok rồi, quần da 910. Quần em mặc các chị là quần da 90, chỉ còn size L. Size L là dành cho các chị hay mặc đồ size M. Cứ hay mặc M các chị nhảy lên một size L cho em, vì cái form này nó rất là nhỏ các chị ơi. Đây size L, không phải nói gì các chị, size L bé tí luôn ấy. Đâu nhỉ? Hàng của em nó đây. Toàn size L hết sạch, size bé rồi, toàn size L thôi. Đây size L các chị ạ. Bé lắm, eo thì đến khoảng tầm 70 71 là cả là căng thôi. Khoác nhung túi da kèm màu. Ok, trên mai nhá. S thì không biết là còn không, S thì không có đâu, S còn có một cái thôi. Chỉ còn M, M không biết còn không, đây size L này. Size L là bé lắm các chị ạ. Đây cúp một cái đến đây nhá. L đến tầm 55 56 cân là căng thôi. Nhưng em mặc em còn mặc vừa size L cơ mà. L mặc nó sẽ thoải mái. Đây size L bé lắm, eo chỉ đến tầm khoảng 77 mấy thôi các chị ơi. Em có cái phần có cái dây để em đo eo ở trên trực tiếp trên live luôn. Đấy, eo tầm khoảng tầm 72 73 thôi các chị ơi. Em sẽ mai sẽ đo bằng eo các chị nhá, cứ eo vừa các chị đặt cho em size L nhá. Vì nhiều khi cân nặng chiều cao nó cũng không chuẩn, bởi vì là có người bụng to, người bụng nhỏ. Đấy, người eo to, người mông to nó rất là khác nhau. Nên là nhiều khi là cân nặng chiều cao không chuẩn đâu. Em sẽ đo vòng eo nhá, để mai các chị chốt. Nếu mà dưới vòng eo như thế các chị sẽ vừa, còn nếu hơn sẽ không vừa nhá. Đây có mỗi size L thôi, eo tầm 7 mấy thôi các chị ạ. Eo này không to đâu, eo này bé lắm. Đây size L đây này. Size L mà còn mặc vừa cơ mà, size L mặc nó sẽ thoải mái hơn. Em qua mẫu khoác nhung của các chị là khoác nhung túi da 300.000 chị ơi. Khoác nhung túi da 300.000 màu đen với cả màu nâu nhá. 300.000 một áo, lên áo nhung. Em lên áo nhung nhá, thôi hôm nay lên áo nhung đi. Ôi trời ơi. Ok mọi người. Áo di lê kèm áo trắng treo sao bao nhiêu, 149, à 155.000. S hết rồi chị ơi. Được, được đổi thoải mái. Kể cả mai các chị không ưng mọi người bảo hủy đơn được nhá. Mình cứ không ưng thì các chị bảo em ngay từ đầu là hủy đơn, đỡ mất công gửi đến không nhận nhá. Đổi thoải mái đi ạ, 300.000 các chị ơi. Khoác nhung túi ra 300.000 không lấy thì các chị hủy đơn thoải mái, được chưa? Mai bảo em ơi thôi, em ơi thôi. Nghe em gọi điện nhá. Cứ nghe máy đi. Ừ em ơi thôi, chị thấy chị không lấy nữa, chị hủy đơn. Thế là được một câu nói, thế là ok, bọn em hai bên vui vẻ, thế thôi. Không mua bây giờ, chị mua hôm khác. Chứ nhiều chị á, còn đã không muốn lấy rồi, còn cố tình cho địa chỉ cơ. Xong ship đến rồi, nhưng lại còn gọi là không gọi điện, không nghe máy rồi, cố tình bom hàng đấy. Thì là em sẽ không khuyến khích các chị như thế đâu. Mình không ưng, mình hủy ngay từ đầu. Đỡ mất công gửi hàng đến, em mất tiền ship hai chiều nhá. Đấy không ưng nữa, ví dụ hôm nay đang hứng mua đúng không, nhưng mà sáng hôm sau mình lại cảm thấy không ưng nữa chẳng hạn, thì bảo thôi em ơi thôi chị hủy đơn, nếu không khác chị đặt chị mua mã khác. Đấy cũng là một câu nói, nhưng mà hai bên vui vẻ, không ai không có vấn đề gì hết nha các chị nhá. Không thích mẫu này đổi qua mẫu khác được, thoải mái cho em đi, vì các chị vẫn đang xem live mà chưa đến cuối live này, vẫn chưa hết lên hết mẫu mà. Thoải mái cho em đi ạ. Đây ạ, khoác nhung túi da 300.000 nhá, chất liệu vải nhung, và đây cái chất liệu vải da hàng Quảng Châu cao cấp cho em 300.000 các chị nhá, size M và L. Rồi em qua chị mang áo nhung này. Lên áo nhung nha mọi người ơi. Lên chị áo nhung chườm vai đi. Em mặc các chị áo nhung chườm vai nhá. Chia sẻ livestream nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em đi mọi người ơi. Gần Tết rồi, không mua bây giờ là không có hàng đẹp mua mặc đâu. Gần Tết các chị gần độ khoảng tầm hết tuần này thôi. Ngoài 20 âm lịch là chỉ có hàng xả thôi, không có hàng mới đâu các chị ơi. Ok, di lê treo sau, di lê treo là di lê nào ạ? Em đeo nào nhung hết rồi chị ơi. Cảm ơn chị Phương Chuyên nhá, để các chị nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái mà. Để các chị cảm thấy đẹp, ồ được áo này đẹp đấy, thì ôi thôi lấy. Còn nếu không đẹp thôi, thì cho trả em phí ship, cho hàng quay đầu về, thanh toán shipper cho nó em là 30.000. Thế là được. Nha các chị nhá, không bắt bọn phải lấy. Nếu không ưng thì thôi, vui vẻ thanh toán ship hoàn hàng về cho em là được. Inbox của chị không có ai dép đâu em ơi. Cảm ơn chị Phương Chuyên nha mọi người. Áo nhung có đỏ không chị ơi? Nhung em chỉ có màu đen thôi. Inbox nhà em không có ai dép đâu. Ngoạn loan ơi, mình để lại số điện thoại mai cho bạn nhân viên nó gọi nhá. Không có ai dép tin nhắn đâu. Hôm nay em tuyển một bạn nữa mà chỉ có đóng hàng thôi, chứ còn tin nhắn thì cũng gọi là buổi chiều mới có bắt đầu dép, bởi vì là nhà em là tránh nhiều trùng đơn. Có nhiều chị á vừa đặt trên live, nhà em một ngày bị trùng mất 4-5 đơn đấy. Cứ vừa đặt trên live xong rồi lại inbox lại đặt hàng như đúng rồi luôn mà không thèm nói một câu gì.
đã được gọi điện rồi mà vẫn cứ cho địa chỉ, vẫn cứ chốt đơn, vẫn cứ ok mà không được nói một câu gì, gửi đi đến cùng gửi hai đơn giống nhau. Thế là lại một đơn về của em là thứ nhất là tồn hàng, thứ hai là bọn em bị mất tiền ship. Nên các chị em sẽ không check tin nhắn vào lúc buổi sáng đâu, chỉ check buổi chiều thôi. Được chưa? Áo đám, áo Gucci sau đi, Gucci kia là hàng 129, áo lông vũ á, em không. Em bán hàng Tết thôi ạ. Em mặc các chị áo nhung chườm vai nhá. Nó kiểu hơi hơi trễ vai đấy ạ, mặc cho các chị với cả con nhung chườm vai. Đây là áo nhung chườm vai chị ơi. Nó kiểu áo nó hơi kiểu ngang ngang, nó chỉ đơn giản đấy thôi. Các chị kết hợp với cả chân váy nhung cho em nhá. Áo sơ mi màu vàng đằng sau á, sơ mi màu vàng là cái gì nhỉ? Áo nhung chườm vai, ghi mã hàng là áo nhung chườm vai sơ mi màu vàng đằng sau. Ở đây màu nâu chị ơi. Để em tí mặc thử cho chị con áo này đã. Mặc chân váy nhung được không nhỉ? Chân váy nhung nâu có hợp không nhỉ? Áo nhung mà có chân nhung đen hay chân nhung nâu? Em mặc có chân nhung nâu nhá, em đang hết màu đen. Màu đen có mỗi cái treo. Được chưa các chị? Áo này của em là 200 bao nhiêu nhỉ? Em lại quên rồi. 240 à 240 230 nhỉ, từ em thoát ra xem giá nào. Tự nhiên lại quên mất giá. Nó tầm 23 24 thôi các chị ơi. Em lại đăng lên đăng lành quên mất giá mất rồi. Nhiều mã quá các chị thông cảm nhá. Nhiều mã quá nhiều khi nó còn báo nhầm ấy. Cứ lúc nhớ lúc quên như các chị ạ. Thông cảm giúp em nhá, để em xem lại giá đó. Không cứ chốt cho mọi người là 240 đi, còn ngày mai nếu mà có gì thay đổi em sẽ báo lại sau. Được chưa ạ? Tầm 23 24 gì thôi. Bây giờ em không nhớ giá rồi. Em quên mất rồi. Áo nhung chườm vai ạ, 200 bao nhiêu nhỉ? Em xem đăng ảnh là bao nhiêu này. Quên bố mất giá, bực thế nhỉ? Cái lúc quan trọng thì lại quên. Để em xem nào. Nhung chườm vai đâu ta? Ôi giời, không đăng ảnh chứ lại. Thôi chết rồi. 24 các chị ơi, 24 đi. Nếu mà mai có gì thay đổi em sẽ báo lại sau. Em lại không đăng ảnh cái mẫu này đều nhỉ? Không đăng ảnh cái mẫu này. Áo nhung chườm vai ạ, 240. 240, nếu mà mai có gì thay đổi em sẽ báo lại giá sau. Còn các chị cứ chốt 240 trước đi. Đây là riêng áo nhung là hàng cao cấp, hàng loại 1 nên nó sẽ không cái nào dưới 200 đâu. Toàn là 240 trở lên hết thôi các chị ơi. Rồi nhá các chị nhá, chia sẻ livestream nhiệt tình với mọi người được giảm và được mua hàng giá sale nhá. Em lại không đăng ảnh mẫu này. Ô buồn cười, cái này không biết đăng ảnh này thì quên mất, ai không đăng đây cho các chị xem đấy. Nên lại quên mất giá. Rồi các chị ơi, rồi chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em nhé mọi người. Ok, nhung chườm vai. Ok mọi người. Thôi cứ chốt 240 đi. Ngày mai có gì thay đổi sẽ báo lại sau. Ok, lên tiếp mã tiếp theo, mã nhung nhé. Em có mấy mã nhung cơ. Sơ mi nâu đằng sau kia của em là hàng 230, chia sẻ like còn 240. À quên, còn 220. Cứ chia sẻ là được giảm giá các chị nhá. Cứ chia sẻ nhiệt tình cho em đi sẽ được rất là lợi. Được giảm ngay 10k một sản phẩm thì các chị không tội gì mà không chia sẻ cả. Đấy, chia sẻ chả mất cái gì. Mình chia sẻ xong, nếu mà xong cái là mai chốt đơn, xong cái là xóa lượt chia sẻ đi cũng được. Không mất một cái gì hết. Là được giảm ngay 10k một sản phẩm rồi. Đấy các chị thấy không? Em đăng ngay, em niêm yết là 230 mà chia sẻ like còn 220. Đấy, cứ chia sẻ là em giảm giá thôi. Các chị cứ nhiệt tình tương tác cho em đi, thả tim thả like mạnh mẽ lên là em không ngại bán rẻ. Đây nhung chườm vai các chị ơi, xinh nhở. Con áo này nó kiểu nó đơn giản đấy mọi người. Nó kiểu nó, em thấy thật sự là nó quá là kiểu tinh tế các chị ơi này. Đấy, nó cứ hạt ngọc, nó cứ chạy sọc, cái hạt to hạt nhỏ nó đan xen nhau này. Đẹp quá luôn, đơn giản đẹp nhá, nhẹ nhàng. Ok, sơ mi đấy các chị ghi là sơ mi gì nhỉ? 220.000. Sơ mi cao cấp chị ơi. Sơ mi cao cấp cho em. Sơ mi cao cấp hàng siêu đẹp luôn các chị nhìn này. Tang BB này. Đấy ạ, con này em là 240 chia sẻ like còn 230. À quên, 230 chia sẻ like còn 220. Có hai size SM các chị, con này dưới 65 cân các chị vừa nhá. Đây size S này đã rất là to rồi đấy ạ. Con này form to đấy mọi người nhá. Em có hai màu, là màu nâu với cả một cái màu nữa là màu be. Đây hàng màu be đây các chị ơi, hàng siêu đẹp luôn. 230 chia sẻ like còn 220.000. Cứ một lượt chia sẻ trang cá nhân, một lượt hội, hai ba lượt hội nhóm cho em là được giảm ngay 10k một sản phẩm rồi các chị ơi. Sơ mi cao cấp chị ơi, bây giờ sơ mi cao cấp cho em màu be và sẽ cao cấp màu nâu cho em nhá, tặng kèm cái tang BB rất là xinh, chất lụa siêu đẹp luôn. Con này bên ngoài shop em phải bán 300.000 đấy, ra chỗ khác mua không có giá này đâu. Thật sự luôn, ra shop mua có phải 200 mấy, 300 mấy các chị nhá. Biết là tầm bé nhất là tầm 280, 300. Thật sự luôn đấy ạ, bên ngoài không bán rẻ như em đâu. Áo nhung chườm vai, lấy chốt cho em áo nhung chườm vai mọi người. Nhung chườm vai nhá. Xinh không ạ các chị ơi? Có thể mình mix thêm một cái tang áo đây cho nó có điệu đà cũng được. Nếu các chị thích nhá. Còn nếu không thì thôi mặc đơn giản, mặc nguyên bản như này thôi.
Các chị muốn xem phụ kiện bông tai các thứ không? Đem thêm các chị một cái tang đá này. Một cái tang đá này. Để thêm một cái tang đi ô ngực được ngay một cái kiểu áo mới đẹp. Này các chị mình có cái tang đi kèm. Em không bán tang kèm tang đâu nhưng mà các chị mình có thì mình mix vào cho em được không ạ? Đấy, rất là nhiều mã tang xinh này. Để thêm một cái tang áo là đá rất là xinh luôn. Các chị nếu mà muốn nó đẹp hơn nhá. Nhưng mà tang này em không bán đâu ạ. Em không bán đâu. Cái này em đang có sẵn 5 cái, ai lấy mua cho em nhá. Cái em đang gọi là mà có 5 cái sẵn thì em ai mua thì các chị cộng vào cho em là 10.000 nhá. Đây, nhung chườm vai đi ạ. Chân váy mặc là 301 chị ơi. Ok, không ớt không cay, chân váy là 301 ạ. Chị Hà Phạm lên số, chị ơi đặt hàng lên số điện thoại cho em với. Đây. Đấy, thêm một cái tang đá đây cho nó đẹp, nó điệu hơn nhá các chị nhá. Tang này em bán là 10.000, có 5 cái thôi ạ. Có 5 chiếc thôi các chị ơi. Đấy, thêm một cái tang cho nó đỡ chống cổ. Đấy, mặc lên cái áo này thì nó có điểm nhấn hơn các chị nhá. Eo ơi xinh quá, nhung chườm vai mọi người, 240.000 nhá. 240. Rồi em qua chị con áo này đi. Để ai lấy chốt đơn ngay vào luôn cho em qua mẫu tiếp theo. Em lên mã tiếp theo nhá chị ơi, cổ ngọc tay đen này. Áo này nữa này. Lên áo sơ mi cao cấp mọi người nhá, sơ mi cao cấp cho em. Nó là kiểu BB mọi người. 230 chia sẻ like còn 220. Có hai màu, S và M. 301 chị Lệ Ngô ơi. Áo oxy của cao hết hàng rồi, áo là 240 chị nhá. Tang này em bán là 10.000, có 5 cái thôi chị ơi, có 5 cái thôi. Em ơi xinh quá luôn mọi người, áo chườm vai nhá. Áo nhung chườm vai cho em qua mẫu này. Chân váy mặc em có hai màu là màu đen với cả màu nâu, 301 một chân. Cổ ngọc tay gen là 280, giá liêm yết, chia sẻ like còn 270 nhá. Cứ chia sẻ là giảm giá đấy các chị, mình không có tiếc với em một lượt chia sẻ làm gì. Mình chia sẻ được mua hàng giá rẻ nhá. Nhung chườm vai, kiểu chườm vai, kiểu trễ vai nhưng mà em gọi đọc là chườm vai cho nó tách hẳn ra vì em sợ bị nhầm mẫu. sợ nhầm mã các chị ơi, hai size SM cho em. Đây. Hai size SM dưới 60 65 cân tùy cân nặng, tùy chiều cao các chị nhá. Em qua mẫu tiếp theo ạ. Đây con áo này, áo cao cấp đây. Áo này mặc các chị với chân với kaki xinh hơn. Em mặc chân với kaki nhá. Áo trắng chị ạ, áo đấy là ghi là áo xinh chị ơi, 135.000. Áo xinh 135. Ok chị nhá, có hai size SM ạ, chân váy nhung em size S còn. Chân váy nhung em chỉ còn SM hết L rồi. Em mặc cái này với chân váy kaki mọi người chốt nhá. Sơ mi cao cấp cho em ạ, hai màu là nâu và be. 230 chia sẻ like còn 220. Áo nhung chườm vai, đừng nghĩ là trễ vai nhé. Em đặt mã là chườm vai, chờ CHEIEM kiểu chờ ơm chờ miền chờm ấy các chị nhá, chườm vai nhá, không đừng nghĩ là trễ vai. Em đặt cái mã của tên nó hơi đặc biệt một tí để các chị nghe, các chị comment nó lệch hẳn ra tại vì em hay bị trùng mã lắm, cứ áo ren áo cổ sen các thứ nó cứ loạn xạ cả lên ý. Nên là nghe nó rất là kiểu rất là nghe rất là dễ nhầm nên là em mới đặt cái tên nó hơi lạ lạ một tí thì các chị nó bị trùng đơn. Ok rồi chị ơi, cộng tang ok chị, tang là 10.000 nhá. Chân váy nhung em 64 vừa chị ơi, nó tặng kèm đai là mình có thể mình điều chỉnh theo cái vòng eo của mình. Đây con này mặc các chị với cả mặc cái chân nhung không đẹp đúng không, mặc chân nhung nó không hợp. Em mặc các chị với chân kaki đi. Chân kaki đâu nhỉ? Chân váy da bóng cũng được, mặc cái chân váy da bóng cũng đẹp cơ. Các chị mặc cái chân váy da bóng cũng đẹp. Cái chân kaki, chân váy da này. Cái chân kaki, mặc cái chân váy kaki mọi người nhá. Em mặc các chị với chân váy kaki. Ok, nhung chườm vai của em là hàng 240.000 nha các chị nhá. Em không bán phao lông vũ ạ, nhà em chỉ bán một vài mã livestream, chỉ bán một vài mã gọi là số lượng thôi. Còn những cái mã phao các thứ thì em chỉ bán ở cửa hàng thôi, em không bán livestream ạ. Mấy mẫu gilet phía sau đi, gilet để tím lên lại cho ạ. Gilet nhà em là đồng giá các chị là từ 150 đến 155.000.
áo đen cổ trắng đằng sau ghi là áo nhung cổ bẻ 240 chị ơi, nhung cổ bẻ 240. Chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Đây là nhung cổ bẻ. Cổ ngọc tay gen là 280, chia sẻ like giảm ngay còn 270. Cứ ai hiện lên danh hiệu người chia sẻ em mới chốt đơn, còn không hiện lên danh hiệu người chia sẻ em vẫn bán giá niêm yết bình thường. Nha các chị nhá. Áo này của em là 230, chia sẻ like còn 220. Lên số lên cho em đi các chị ơi, lên số điện thoại đi ạ. Đẹp lắm, hàng cao cấp rất là xinh, rất là xịn sò luôn các chị ơi. Đấy. Sơ mi cao cấp cho em ạ. Sơ mi lụa cao cấp nhá mọi người nhá. 230, chia sẻ like còn 220. Ok chưa các chị? Ok, nhung cổ bé em có 2 size SM 240. Cứ chia sẻ like là mọi người được giảm giá nha các chị nhá. Mọi người không tin, mọi người ra Facebook của em thoát ra khỏi like đi. Sau đó xem cái giá đăng lên Facebook cái giá lên miết đi ạ. Hoặc là các chị có thể đợi nhân viên check tin nhắn, các chị hỏi giá bao giờ sẽ cao hơn trên livestream. Nha mọi người, trên livestream thứ nhất là các chị có tương tác với em thì em sẽ giảm giá, thứ hai là chia sẻ like em sẽ giảm giá các chị nhá. Rồi ai lấy mã gì chốt đơn kèm số điện thoại đi mọi người. Áo trắng kia, áo trắng đấy ghi là áo xinh mọi người, sơ mi xinh 135.000 nha các chị. Đợi em tí. Áo nhung chườm vai của em đâu ta? Đây. Em qua mẫu tiếp theo các chị nhá. Các chị mấy bạn ghi là áo nhung cao áo sơ mi cao cấp. Chân nhung bao nhiêu? 301 chị ơi. Kaki là 320. Kaki là 320 nhá. Đây, con nhung chườm vai mix cho em mấy cả con chân váy nhung, hoặc các chị nick với quần jean bò rất là đẹp. Chân nhung là 301, còn chân nhung kia là 165 ạ. Chân nhung đai da kia là 165. Em lên các chị con nhung hoàng da nhá, lên con nhung của ngọc tay ren luôn. Mọi người chia sẻ like cho em nhé mọi người ơi, thả tim thả like mạnh mẽ lên nhỉ. Quá xinh luôn. Cái đai em bán kệ, đai em bán giờ là 10.000 nhá, nhưng mà có 5 cái thôi. Quên tháo đây không thì các chị hỏi. Hết rồi còn có 5 cái thôi. Thì ai lấy chốt đơn cho em, nhưng trường vai. Đây con áo này các chị ơi. Con này đúng không các chị? Con này của em các chị ghi là áo sơ mi xinh ạ, 135.000, 40 đến 57 cân. Len thổ cẩm nhà em là 129.000. Em không bán vest chị ơi. Áo nhung nhà em đồng giá là 23, 24, 25, 27. Chân váy mặc các chị ghi là chân váy kaki chị ơi, kaki kaki đai da. Chân váy kaki thôi à, chân váy kaki cũng được. Em lên con áo nhung hoàng da mọi người nhá, nhung hoàng da em có 2 size SM. Sale các chị trên live với giá là 240.000 các chị nhá, xinh cực luôn, mặc cực kỳ sang chảnh nhá. Cái này cái kiểu dạng nó sang mọi người. Nó không giúp mình trẻ ra nhưng mà nó sẽ giúp mình sang hơn. Mặc lên người nó sẽ sang hơn. Di lên nhà em nhiều mã lắm. Áo tầng này hết, áo tầng này còn không biết có còn hàng không cơ. Áo tầng 240 hàng loại 1 đấy các chị ơi. Em mà các chị ghi là sơ mi cao cấp nha mọi người. Sơ mi xinh của em có 2 màu, chị lấy màu gì? Chân kaki là 301 ạ. Tóc xù á. Ok, áo nhung hoàng da là 240. Chân váy kaki là 320.000 chị ơi, 320. Áo sơ mi cao cấp có 2 màu các chị nhá, em có màu nâu với màu be mọi người ơi. Có 2 màu nâu và be, thiết kế rất là đặc biệt luôn, rất là đẹp các chị nhá. Sau đó là dáng thủy thủ. Đấy, đằng trước đó là dáng kiểu cái vạt xẻ giống như này. Kaki size SML chị ơi, 320. Áo trên người là 200 230 chia sẻ like của 220 chị ơi.
chia sẻ like còn 220.000. Đây con áo này đẹp này. Con áo này của em là 201 nha mọi người nhá. Con áo cái này gọi là áo gì nhỉ? Áo thô mềm đi, gọi là áo thô mềm cho em. Áo thô, áo nâu thô mềm. Để em cắt cái khuyết đã, cái này nó chưa cắt khuyết. Áo nâu thô mềm của em là 201 các chị ơi, 201 nhá. Từ từ để em tí để em. Ok, sơ mi xinh trắng. Sơ mi xinh em có hai màu là màu màu trắng với cả màu be chị ơi. Em lên con áo này cho các chị nhá. Lên con áo sơ mi thô mềm cho mọi người ngắm nhá. Hay lên con áo kia, con áo sơ mi kia. Em mặc các chị là chân kaki có hai màu là nâu và đen cho em ạ. Con này em đang xả trên live với giá là 320.000. Áo nhung cổ bẻ, đợi mình tí, nhung cổ bẻ là hàng 240 bạn nhá. Chân kaki này hàng em hàng rất là lặng luôn, hàng hai lớp. SML dưới tầm dưới 60 cân các chị vừa. Có màu đen và màu nâu các chị ơi, SML cho em. Cái này mặc với chân váy da bóng cũng xinh này. Em mặc thử với chân váy da bóng cho mọi người xem. Áo trên người mặc các chị ghi là áo sơ mi cao cấp chị ơi. Hàng 230. Chia sẻ like và đặt hàng trên like còn 220.000, ngoài like là 230 cho em. Ok, sơ mi xinh có hai màu là màu có hai màu là màu gì nhỉ? Cái này ui, cái này sao bé này nhỉ? Chân da bóng, ui chân bé quá. Chân này em chỉ mặc phải mặc size L, mất size M vẫn chật quá. Chân váy da bóng pha form bé quá. Chật quá. Để em qua cái em mặc cái size khác, cái size này không ních nổi luôn. Nó bé quá các chị ơi. Eo ơi bé tí luôn ấy. Size L to hơn không? Ui giời. Size kia size M sao nó bé thế nhỉ? Chân kaki là 320, sơ mi bèo, em thì có sơ mi bèo nhỉ. Mấy cái mã sau lưng em bác chị, mấy cái mã sơ mi nhung đấy. Đây là nhung cổ bẻ này, 254 này. Nhung cổ ngọc tay gen 208 này. Chia sẻ lại là 207. Nhung chờm vai là 254 này. Nhung hoàng gia là 240 chị nhá. Đa số nhung em là giá từ 23, 24, 25. À quên, 23, 24, 28. Một cái mã duy nhất là cái mã áo nhung cổ ngọc tay gen đắt nhất. Còn lại là nó chỉ giá tầm 23, 24 thôi. Và cái chân váy da bóng em cũng xinh luôn các chị ơi. Một cái chân váy da bóng mọi người nhá. Chân da bóng của em là size form hơi bé đấy, tầm 53-54 cân thôi. Đây mặc size L này. Mặc size M bé kinh khủng luôn, không nít được, không cài được cúc luôn. Ôi M đây này, sao nó bé thế nhở? Cái quả này chắc là M thì tầm khoảng 5-4-7 cân thôi. Còn L đến tầm 53-54 cân. Cái này form này quá nhỏ luôn. Chân váy da bóng cho em ạ, 140.000 chị nhá. Form bé mọi người ơi. Ok, giang nhá. Áo nhung cổ bẻ bao nhiêu? 24 chị ơi. Em không có len cổ bẻ, em chỉ có nhung cổ bẻ thôi. Đây. Ai lấy mã này thì chốt mã hàng là sơ mi cao cấp. Em mặc nó là màu nâu. Và đây nó là màu be các chị ơi. Đây là be, hai màu nâu be. Em mặc thử màu be nhá. Con áo em đang chạy số lượng nên các chị cứ đặt thoải mái đi. Váy em không bán váy, em chỉ bán áo kiểu. Áo kiểu chân váy quần. Chứ nhà em không có chuyên váy, không có chuyên chung, có chuyên kiểu mấy cái set dạ các thứ đâu. Nói chung là mỗi nhà một chuyên một loại khác nhau. Nhà em thì là nhà em là chuyên áo kiểu và chân váy. Ok chị nhá. Được chị ơi, thoải mái. Áo đấy của em là 28 chị nhá. Mọi người chia sẻ like rồi giảm giá, không chia sẻ nó về giá gốc. Áo chườm vai xinh mà chườm vai nó nhẹ nhàng, còn cái áo cổ ngọc tay gen kia nó kiểu nó điệu đà hơn. Đấy các chị, mỗi người một sở thích, các chị thích đặt mẫu nào thì đặt nhá. Ok chưa ạ? Đặt mẫu nào cũng được. Đừng hủy đơn của em mà được. Không mất công ngồi like cả buổi tối. Nghe máy điện thoại cho em luôn nhá. Em mặc các chị con chân lưng này, con chân da này. Em mặc các chị con màu be nhá. Quần đùi nhung bao nhiêu á? Đùi nhung kia là 119. Em có cả quần nhung chân ren là 85.000 chị ơi. Quần nhung chân ren là 85.000, còn quần nhung đai đê kia là 119.000. Sơ mi tầng còn 24, nhưng mà hình như cũng biết có còn không cơ, tại vì hàng đấy nhà tớ chưa đóng đi, sợ là mấy cái bạn like cũ các bạn chốt hết rồi nên là tớ không dám like. Bạn cứ đặt đi, nếu mà có thì tớ gọi, không có thì thôi nhá. Em lên các chị mấy con áo áo nhung với cả mấy con áo khác nhá. Đây, mặc em chân váy da xích này, 250 này. Em mặc thử màu be mọi người xem nhé, còn em đang sẵn nhiều.
dưới 55 cân thôi chị ơi. Con đấy em là quần nhung đai đê, em form hơi nhỏ chị nhá. 55 cân quay đầu thôi ạ. Áo trắng phía sau kia là áo sơ mi xinh chị ơi. Sơ mi xinh 135.000 ạ. Ai lấy mã nào lên mã kèm số điện thoại cho em nhá. Áo nào của em có hai size SM đấy các chị. Áo mặc của em các chị ghi là áo sơ mi cao cấp hai size SM. Chị vé máy bay á, chị đặt hàng ở đâu đấy ạ? Nhà em gọi điện chốt đơn cho chị chưa? Nếu mà không nghe máy thì không có đơn đâu chị ơi, phải nghe điện thoại nhá. Các chị nhiều khách không nghe điện thoại, cứ nhắn tin đến lúc mà nó bị trôi mất đơn nó cứ bắt cứ trách bọn em ấy. Kiểu là chị nhắn tin không trả lời rồi là nhắn tin không chốt đơn cho chị. Mà trong khi đó đặt hàng nghe máy điện thoại nghe máy không nghe máy, thế gọi nhỡ ông trả gọi lại ấy. Nhiều chị như thế lắm nên mọi người cố gắng điện điện thoại cho em. Sơ mi xinh là 135, em có hai màu là màu be với cả màu trắng chị ơi. Con này là 230 này. Đặt trên like và chia sẻ like giảm ngay còn 220, quá hời luôn. Cứ chia sẻ một lần trang cá nhân, hai lần hội nhóm cho em hiện lên danh hiệu người chia sẻ là được chốt đơn nha các chị nhá. Áo trắng đấy để từ tí em mặc cho. Cardigan em không có rồi chị ơi. Tuần này em gần Tết rồi, em chỉ bán cái mã hàng đẹp các chị mặc Tết thôi. Em không có bụng, không có bộ ạ. Chân váy nhung kia là nhung nào chị ơi? Chân váy nhung này là 165, chân váy nhung đai xích 165. Còn cái chân váy nhung mà nó có cái đai có cái kiểu chân váy nhung dài mà nó không phải xếp ly ấy mà nó xòe xòe các chị thì là hàng 301, nó là hàng khác nhá, nhung cứng. Thế á? Thế chắc là không nghe máy rồi, nếu mà chị nghe máy thì có đơn rồi, còn không nghe máy thì mà nhắn tin không trả lời thì chưa có đơn đâu. Chị chấm tin nhắn nó nổi lên cho em rồi chắc là bị trôi mất đơn đấy ạ. Nghe em đợt này nó hơi quá tải đơn nên các chị cố gắng là mình nghe điện thoại nhá. Nhắn tin cũng được nhưng mà nếu mà không thấy trả lời phải nhắn tin liên tục để cho nó nổi lên trên bề mặt cái gọi là nổi lên trên cái phần bảng tin để cho các em nhé, check đây tin nhắn cho nhanh ý. Còn nếu mà các chị cứ để nguyên đấy thì nó bị trôi đi luôn, là sẽ không tìm được tin nhắn của các chị đâu. Đấy, thông cảm giúp em, mọi người cố gắng là làm để ý cho em cái vấn đề đấy. Có size SML chị ơi, SML. Đây, sơ mi góc em mặc màu be này. Đây là màu be chị nhá. Nâu và be cho em sơ mi cao cấp kèm màu kèm số điện thoại 230. Chia sẻ like còn 220, phải chia sẻ các chị mới được giảm giá. Còn không chia sẻ vẫn là giá ban đầu. Nha các chị nhá. Nhung có hai tầng phía sau kia, nhung cổ bẻ chị ơi, nhung cổ bẻ cho em nhá, 240. Nhung cổ bẻ 240 chị ơi. Size L rồi 60 ạ. Thế chị đặt mã gì đặt lại cho em đi, chị đặt mã gì đấy ạ? Chị đặt những mã chị nhớ không ạ? Chị đặt lại luôn trên live hoặc để lại số điện thoại cho em luôn nhá. Mai nhân viên gọi thì chị bảo là vào tin nhắn chị gửi ảnh rồi, thì để các bạn đi vào các bạn đi check cho chị. Nhưng mà chị chấm tin nhắn nó nổi lên trên cho em đi nhá. Chấm tin nhắn cho em đi. Để em lấy mã này người chốt này. Quá xinh luôn. Sơ mi cao cấp nhá. Đây sơ mi xinh đây, em sơ mi giơ lại một lượt cho các chị chốt này. Đây sơ mi xinh cho em ạ, hai màu. Là màu trắng với cả màu be các chị nhá. Sơ mi xinh ạ. Đây hai màu trắng be chị nhìn khác màu. Màu nó cái đậm cái nhạt đấy ạ. 135.000 một áo chị ơi. Hàng hai lớp cho em, vải Vanter cực kỳ mềm mịn. 40 57 cân các chị vừa. Cổ ren trắng trên móc vàng bao nhiêu á? À, cái đấy của em nó là hàng 24 chị ơi, ghi là mã hàng là áo nhung hoàng gia chị nhá. SM cho em dưới 65 cân. Tiếp này, cái này của các chị ghi mã này ghi là gì nhỉ? Đây tất cả những mã sơ mi nhà em có những mã này. Đây ạ, sơ mi kèm khăn 120.000, hàng đẹp, hàng mềm, nó không phải hàng cứng đâu ạ. Hàng chất vật liệu vải mềm, nó không phải vải thô đâu. Đây các chị nhìn này. Tang logo ra rất là xịn luôn. Sơ mi kèm khăn 120.000, sơ mi kèm khăn 120, sơ mi lơ đen 135, sơ mi cổ trụ 101, sơ mi lơ đen, lơ đen có hai màu nhá, đây là màu be, còn đây là màu trắng chị ơi, sơ mi lơ đen có hai màu là trắng và be 135.000, đấy đây là màu be này, kia màu trắng này, đây là sơ mi đũi bèo ạ, 120 chị ơi, đũi bèo cho em 120.000 nhá, các chị nhìn chất đẹp không ạ, nhìn này, mọi người thấy từng chi tiết nhỏ nhất đường ren cho em này. Đấy, từng đường xếp ly lấp kiểu gấp lết rồi làm nó uốn lượn rất là đẹp luôn các chị ơi, 120.000. Con này là sơ mi cổ vuông 115.000. Chân váy đang mặc em là 250, các chị ghi là gì? Áo nó mặc 64 cân á, 64 cân có size M, nhà em đến 65 cân là vừa chị nhá.
áo nhung, đéo nhung các mã xong treo hết đằng sau lưng rồi. Các chị ơi, các mã treo hết sau lưng rồi. Vậy, sơ mi khăn này, sơ mi cổ nơ, em mặc thử con cổ nơ nhá. Mặc thử cổ nơ trắng cho các chị xem này. Đây là sơ mi xinh. Cái này của em đi là sơ mi xinh nhá. Sơ mi xinh 135.000. Chân váy mặc là 250 ghi, chân váy da xích, áo mặc là 230 chị ơi. Áo ở ghế đi á. À đấy em quên, áo ở ghế. Ok chị, áo này em là dưới 65 cân các chị, vừa size M nhá, chất lụa rất là đẹp. Mặc kết hợp với là quần cho em, quần bò jean, chân váy này. Chân váy da rồi chân váy nhung các thứ đấy các chị, mặc kết hợp rất là đẹp nhá. Dễ mặc cực kỳ luôn ạ. Áo nhung cổ bẻ thì em không lên đâu, hết hàng rồi các chị, không đặt nhanh là hết đấy. Em like là sợ là không có hàng giả các chị. Kiểu gì mặc lên ấy, chị chốt đơn bầm luôn, em sẽ không mặc đâu. Xem lại livestream cách đây khoảng tầm 3 hôm giúp em nhá, em mặc ngay đầu live rồi đấy ạ. Ok, sơ mi xinh 135 kèm màu luôn cho em đi ạ. Màu trắng và màu be các chị nhá. Áo nhung cổ bẻ dạ. Thôi áo đấy thật sự em chỉ còn được khoảng tầm 15 cái thôi, không về được hàng nữa đâu các chị ơi. Không mặc đâu ạ, mặc là hết hàng ngay. Bây giờ chị nào mình tin tưởng thì các chị gọi là mình phát mà phát kết luôn, thích luôn là muốn mua ngay và luôn. Thì các bạn chốt đơn luôn. Còn nếu mà các chị mà vẫn còn kiểu vẫn lăn tăn không biết là mặc có đẹp hay không, hay là nó thế nọ kia, nói chung là vẫn còn lăn tăn ấy, thì sẽ hết hàng đấy ạ. Các chị cứ đặt đi, xem livestream của em cách đây khoảng tầm 3 hôm là em đã mặc ngay đầu live rồi. Thì như tầm 3 hay 4 hôm rồi đấy. Các chị bật vào cái phần danh mục video ở bên em đi, em mặc ngay đầu live luôn. Để các chị bảo mọi người xem em mặc lên người nhá. Còn bây giờ không khó xem ảnh mẫu mặc. Ảnh mẫu mặc là cái ảnh thật nhất rồi. Hàng thì hàng chuẩn ảnh là từ cái tem mác luôn rồi, ảnh mẫu mặc các chị xem cũng được. Em không dám mặc thử đâu, thật mặc thử không. Đến mai các bà chốt đơn bầm hết sạch hàng, không có hàng giả các chị, em tiếc lắm luôn đi. Áo của Ngọc Vuông bao nhiêu? 28 chị ơi, 28. Đây nhá. Áo sơ mi cổ nơ đen này. 135.000. Ok, sơ mi khăn đợi em tí. Áo lụa nâu ok chị. Gọi là áo lụa cao cấp chị nhá. Sơ mi bèo á, sơ mi bèo là cái gì? Comment đúng mã cho em đi chị ơi, chân váy xếp ly bao nhiêu? Con kia ở chân váy nhung xếp ly là 165.000 chị ơi. Chân nhung xếp ly đấy là 165. À từ từ em mặc nốt áo này lên, còn áo ở ghế nhá, em quên mất. Định mặc rồi thế mà tự nhiên lại xỏ cái này vào. Đây con này các chị ghi nào. Sơ mi nơ đen chị ơi. Sơ mi nơ đen cho em ạ, 135.000, hàng tơ mềm. Hàng đẹp hai lớp nha các chị nhá, và nó sẽ có hai màu, chị chọn là màu be và màu trắng. Đấy, sơ mi nơ đen cho em. Chân váy da xích là 250, có hai màu là be và đen nha chị, SML dưới 60 cân là các chị vừa. Chân váy da xích cọc em 100.000 nhá, hàng order em không sẵn đâu ạ. Đây, nơ đen. Nơ cho cao lên một tí nha mọi người nhá. Đấy, chân nhung em chỉ có loại chân nhung xếp ly đai da cái thôi chị ơi, hàng 165. Áo em mặc dưới 57 cân. Sơ mi tầng là cái gì? Cái nơ này thắt kiểu gì nhỉ? Sao em thắt nó cứ tửng tửng lên đấy nhỉ? Đây sơ mi nơ đen đấy các chị ơi. Ôi đẹp quá mọi người ơi, nhìn này. Một set đồ mặc đi Tết cho em đi chơi. Đây có hai màu nha mọi người nhá, là có màu be với cả màu em mặc là màu trắng. Đây là be này. Be và trắng các chị ơi, hai màu be trắng cho em nhá. Sơ mi nơ đen kèm số điện thoại. 135.000 với 57 cân các chị vừa. Đây sơ mi kèm khăn đấy chị ơi. Sơ mi kèm khăn đấy ạ. 120.000 chị nhá. Sơ mi khăn 20. 120 em nhầm, 120. Cái khăn này không biết khăn này đúng không nhỉ? Chân váy kia ok đợi em tí. Bao nhiêu cân vừa? Trần Ngọc Phượng chị hỏi mã nào nhỉ? Áo nhung hoàng gia, đây nhung hoàng gia đây chị. Chân váy xếp ly này của em là dưới 65 cân bao vừa. Chân váy xếp ly đai da cho em ạ, hàng 165. Áo nhung hoàng gia 240. Nha các chị nhá, nhung hoàng gia gọi là nó may tỉ mỉ đẹp dã man luôn các chị ơi. Thề con áo này các chị nhận hàng mình còn chê nữa, không biết bán cái gì luôn. Áo này quá đẹp, gọi là điểm 10 trên 10 luôn đi các chị ơi. Đây áo khăn mọi người tặng kèm với khăn nhá. Cái này biết là thắt khăn chéo hay là thắt khăn kiểu gì. Đây anh tặng kèm với khăn luôn các chị, mình mặc mình thắt lên cổ ấy. Thắt lên cổ áo các chị, buộc ở cổ này.
buộc lên cổ, mọi người mặc sơ bị cái này, như cái áo khăn này mọi người mặc, mình mặc với cả những cái áo len ấy, áo len hở cổ, các chị mặc áo vest ấy, mọi người có thể mình điểm nhấn cái khăn này này. Có nhiều mình tặng kèm cái khăn luôn, 120.000 cái khăn. Tôi tặng kèm đây, mặc kiểu nó thắt lơ. Đây này các chị, thắt lơ đây này. Sau đó là các chị mặc sơ mi bên ngoài, hoặc các chị mặc tận dụng cái khăn này này để mình mặc với áo vest chẳng hạn. Nha các chị nhá, sơ mi nơ đen 135 chị ơi, sơ mi nơ đen 135. Ok chị Nhàn Thanh này. Áo mới giờ bao nhiêu? 24 chị ơi, ghi là sơ mi hoàng gia nhá. À quên, áo nhung hoàng gia 24. Đây sơ mi kèm khăn đây chị ơi, 120.000 nhá. Cái này mình buộc vào, mình buộc lơ vào cho em giữa. Ok chị Lan Khanh gì này. Thôi không mặc đâu, áo đấy gần hết hàng. Em đăng ảnh lên là các chị biết là đẹp rồi. 120.000 sơ mi kèm khăn. Áo nhung hoàng gia mặc cho các chị nguyên cả set kia mọi người chốt nhá. Em mặc các chị kia sơ mi nơ đen ạ. Nơ đen của em là 135.000, hàng hai lớp, vải tơ rất là mềm mịn. Nha các chị nhá, rất là mềm mịn, rất là đẹp luôn. Rồi xinh quá luôn mọi người ơi. Đấy. Rồi nhá, em qua mẫu nhá mọi người. Áo lông em không có rồi. Quần đang mặc, đây là chân váy hàng 250, chân váy da xích nó là quần giả váy nhá. 250.000 em có bán, 250. Nhưng mà các chị cọc cho em 100k mới đi hàng nhá, chân này em không có sẵn đâu ạ, hàng order. Cái áo khoác nâu á, áo khoác nâu nào nhỉ chị nhỉ? Áo nhung hoàng da ok, 65 cân mặc size M chị ơi. Nhà em có size này 65 cân nhá. Em lên con áo nhung hoàng da mặc nguyên cả set cho các chị ngắm nhá. Nhung hoàng da mã mới ấy, con này đẹp lắm mọi người ơi. Đây mặc nguyên set này đi. Con baby doll này. Ôi đấy. Đây mặc con áo này cả set mọi người ngắm nhá. Sơ mi nâu á, sơ mi nâu nào ta? Áo nhung cổ bẻ 240 chị ơi. Ờ đúng rồi, chân váy này là nhung. Áo ấm thì em mặc rồi, mặc đầu like rồi. Tí xem lại livestream giúp em nhá. Em không lên lại đâu, em nghỉ sớm. Ok chị nhá. Ok chị. Đây áo nhung hoàng gia đây ạ, đẹp lắm luôn mọi người ơi. Đẹp kinh khủng luôn. Cái cổ bèo nhìn đã yêu rồi nhá các chị nhá, cái cổ đã yêu luôn rồi. Eo ơi thật sự luôn này, cái áo này. Mặc test cho em, mặc nó rất là sang chảnh. Các chị mình có thể mình kết hợp với cả chân váy. À đấy cái áo này quên chưa mặc rồi. Cái áo này em bảo mấy lần định mặc mà toàn quên này các chị này. Áo sơ mi thô mềm ạ. Hàng 201 cho em nha các chị nhá, 201. Toàn cứ bị hay bị quên. Đấy sơ mi thô mềm ạ. Em quên đấy. Ok chị Sang Thu. Áo nhung hoàng da đi mọi người này. Em mặc đầu tiên mặc với chân váy da các chị xem. Sau đó em sẽ mặc các chị với cả mặc chân váy da nhìn nó sẽ trẻ hơn. Không ai chị mặc chân váy nhung cũng được. Đây chân nhung của em đây. Chân váy em mặc là 60 cân mặc size L vừa. Sơ mi thô mềm là 201 chị nhá. Nó chất liệu vải thô mềm. Hàng đẹp lắm, hàng hiếm đấy mọi người. Nhà em bán những quả đã độc, những cái mẫu độc lạ là các chị bên ngoài mua là rất là khó. Nếu mà có đụng hàng thì giá đắt hơn nhà em chứ không có chuyện rẻ nhà em đâu. Thế ạ, tí xem lại livestream giúp em nhá. Áo nhung cổ bẻ, áo nhung rời thôi thì là 240. Còn cái chân váy kèm đai xích là 301 chị ơi. Đây ạ. Áo nhung hoàng, ôi đẹp nhỏ các chị ơi, nhung hoàng da mặc lên sáng bừng cái khuôn mặt luôn ấy. Áo nhung hoàng da các chị ơi, ôi mai mặc ngay con này đầu lai. Không mặc hơi phí. Đẹp quá các chị ơi, nhung hoàng da cho em. Xinh cực, nó trẻ trung, nó kiểu nó nhẹ nhàng, nó tiểu thư các chị ơi, nó không phải kiểu dạng khó mặc đồ đâu. Cái này cực kỳ tiểu thư luôn, mặc lên các chị nhìn thấy đẹp không ạ? Mặc kết hợp với chân váy xếp ly cho em nó rất là xinh nhá. Xếp ly đai da của em cũng xinh, các chị muốn mặc kiểu nó kiểu thướt tha, nó kiểu dịu dàng mà nó kiểu bánh bèo, các chị mặc với cả chân váy dập ly. Chị nào muốn mặc nó kiểu như là nó trẻ trung, nó thế nào nhỉ? Nó trẻ trung, nó năng động, các chị mặc cho em với cả cái chân váy da nhá các chị nhá. Áo nhung hoàng da mọi người chốt đi ạ. 240.000 thôi ạ. Đẹp quá mọi người ơi, 240 nhá. Nhung hoàng da 240. Ok chị nhá. Không ạ, nhà em chốt ngoài live không được giá này đâu. Trên live mới được giá sale và nhớ phải chia sẻ livestream. Rồi ai lấy chốt đơn luôn thì em chuẩn bị em tắt live đi.
Hôm nay em nghỉ sớm để mai dậy sớm đóng hàng. Không dám like khuya nữa, bây giờ cố gắng cày ngày nào cũng sẽ like, là em sẽ không có like muộn như mọi hôm nữa. Nhung hoàng da cho em ạ. Các chị nhìn phần cổ này. Nó kiểu giọt lệ ở giữa cổ nhá, điệu đẹp cookie luôn các chị nhìn này. Đấy, mọi người đẹp không? Led như Sony luôn các chị ơi, 240. Ok chị, sơ mi tay chữ em còn 115. Được nhá, đai lịch là 95.000. À quên, 59.000 chị ơi. Ghi là đai Dioxic cho em 59k. Em có bán lẻ đai. Đấy, các chị chia sẻ live stream nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Áo nhung nhà em đủ size SM dưới 65 cân nhá. Đẹp lắm mọi người, nhìn có nhìn rõ không ạ? Đây các chị nhìn, ôi đẹp nhở. Này, ôi quá đỉnh luôn. SM các chị ơi. Mai mặc ngay con này đầu lai được. Không mặc đầu lai hơi phí. Ok chị Nguyễn Lan. Sơ mi tay chữ 115 ok chị luôn. Nhung hoàng da của em là 240, hàng cao cấp nhá. Các chị biết là hàng đẹp, các chị nhìn này. Các chị thấy không ạ? Đẹp không ạ? Đây, tay này. Áo này mặc không hề bị già, mặc lên chỉ có sang chảnh và đẹp thôi các chị ơi. Nha mọi người. Ok sơ mi thô mềm là 201, sơ mi bèo đũi là 120. Ok chị luôn. Bèo đũi đây. Đũi bèo chứ nhỉ, nghe đũi bèo nghe thuận hơn. Đũi bèo đấy các chị ơi. 120, 46 cân mặc S chị ơi. Sơ mi tay chữ đó. Đây rồi em, chị đang ảnh đấy chị. Tay chữ đây em giơ lại chị xem nhá. Chốt đơn ngay và liền mọi người ơi. Số lượng hàng rất là ít và rất là hiếm nhá. Không đặt nhanh là hết hàng ngay. Các chị phải nhanh tay vào. Đặt hàng ngay, thích quá à, đặt hàng ngay vào luôn. Thì lúc mà hết hàng là không còn hàng để mà đặt lại nữa. Bây giờ gần Tết rồi các chị ạ. Đừng nên suy nghĩ lâu quá. Mặc cái gì nhỉ? Em bảo, sơ mi tay chữ đây, sơ mi tay chữ đây. Sơ mi tay chữ chị ơi, 115.000. Đây nhá chị nhá, đây, tay chữ 115. Mix với gi lê cho em rất là xinh. Em lên con áo thô mềm nhá. Em lên con áo thô mềm nhá các chị ơi. Sơ mi đũi bèo là 120. Ok chị Nguyễn Dung. Nhung hoàng da đẹp lắm mọi người, mặc cái chân váy dập đi đừng thành một phong cách khác luôn. Nhìn nó tiểu thư, nó kiểu nó điệu đà hơn đấy các chị. Mặc cái chân váy da nhìn trông nó lại kiểu phong cách khác, mặc cái chân váy nhung chân váy này nó thành một kiểu phong cách khác luôn. Chân váy nhung đai da em có hai màu các chị nhá, em có màu nâu với cả màu đen. Màu nâu đâu nhỉ? Ô. Từ em tìm ra. Hơi bị lag để em sẽ đây về màu nâu đây. Hai màu nâu và đen chị ơi. Chân váy nhung đai da cho em hai màu nâu và đen các chị nhá. Đẹp lắm luôn các chị nhìn này. Đấy, uầy, thật sự luôn 135.000. Nhìn thấy các chị nhìn sáng trưng luôn. 165.000, à quên 165.000. Chân váy nhung đai da chị ơi. Chân váy nhung dập ly. Dập ly đai da nhá, chân váy nhung đai da đi. Đai da dập ly. Dáng dài nhá, em bảo các chị này, đây các chị nhìn này. Em 1m62 này. Mặc nó đến đây rồi, đến qua bắp chân rồi. Các chị về đừng bảo dài quá, dài cắt ngắn đi cho em, nó không có đường may đâu ạ. Nó chỉ là đường cắt thôi, các chị ra tiệm may cắt xoẹt vào phát, thích ngắn đến đâu cắt đến đấy. Bởi vì hàng này là hàng may sẵn, không phải hàng may đo, nên là nhiều chị mình cao 1m50 hay là cao 1m55 hay là những cái gọi là thấp hơn em chẳng hạn, thì chắc chắn nó mặc sẽ bị dài. Em mặc nó đã dài như này rồi, nên các chị mặc nó sẽ không thể nào mà giống em được đâu, nó sẽ dài hơn em đấy ạ. Đây em mặc nó đã dài đến đắp chân luôn rồi. Các chị phải cắt đi cho em nhá, mọi người lưu ý là về cắt đi nhá. Đừng bảo là lại ship đến em ơi dài quá không mặc đâu, thôi chị hoàn hàng về là chết em luôn đấy. Để các chị đồng ý nếu mà em bảo dài đấy nhá, không đến lúc mà lại ship đến mà ui dài quá. Thà các chị bỏ thêm cho em như thế ra tiệm may bỏ thêm 5.000 tiền công cắt hoặc ở nhà tự cắt, nếu mà các chị có kéo sắc tự cắt đi thì mà mình được ngay chân đấy mặc đẹp rồi. Vì hàng này hàng may sẵn, nó không phải là hàng may đo, nên các chị về mình cứ cửa là tùy cơ ứng biến thôi. Đây đường cắt nó rất là đơn giản, cắt ngắn đi cho em được. Ok chị nhá, chân váy nhung của em là không có size và nó sẽ là hàng rất là dài ạ, hàng dập ly dài qua gối đấy. Và các chị mặc đi bốt lên. Đi bốt lên là nó sẽ cao hẳn luôn, đi bốt đi guốc lên luôn là nó sẽ vừa tầm. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ dài, em 1m62 này, mặc đã đến đây rồi. Đây mặc đã đến đây rồi các chị ơi.
thì các chị mà cao tầm 1,5 m thì nó còn dài hơn, có khi là đến mắt cá chân ấy. Nhưng mà mình chỉ mất mỗi công cắt đi thôi, không có gì là gọi là cái là khắc phục được. Đấy, nhưng nhiều chị ship đến ui em ơi dài quá thế nọ kia thế vậy chết em thật sự luôn ấy. Đấy, nhiều chị mình phải để lưu ý cho em nhá. Nó hơi dài đấy, chân này hơi dài đấy. Áo nhung hoàng gia của em là hàng hàng 224 chị nhá, 224. Lưu ý là chân này sẽ dài, về cắt đi cho em. Cắt đi được khoảng tầm 10 phân là mặc nó sẽ vừa tầm. Đấy, nó đẹp mà có 165.000 quá rẻ đúng không? Bỏ thêm 5.000 nữa đi là 170, ra tiệm may người ta cắt cho đẹp, nếu không ở nhà các chị tự cắt được. Tự cắt thì mình cắt bằng cái kéo sắc nhá, đừng ghét kéo nhụt nhá. Mình kẻ hết đường viền được, kẻ sẵn đường may lấy đi phấn, kẻ sẵn đường may đi cắt theo cái đường may rất đơn giản thôi. Cắt đi rất là đơn giản nhá, nhưng mà nó sẽ em nói trước là nó sẽ dài không ngắn đâu nhá. Cái chân này là dáng dài các chị ơi. Đó nhá, em qua mẫu thôi, chắc này thôi em nghỉ đây. Ok chị nhá, chân phải nhung dập ly. À quên. Thôi đấy. Định lên con thô chị ơi. Em lên con thô mềm nhá. Xét di lê bao nhiêu á, nhà em có nhiều mẫu lắm chị ơi. Di lê áo len 3 phân rồi là áo sơ mi rồi là nhiều thể loại lắm. Em bán lẻ di lê và lẻ áo bên trong. Các chị có thể mua di lê cộng với áo bên trong hoặc là di lê rời hoặc là di lê cộng với sơ mi nhá. Áo len bên trong là 65.000 nhưng mà riêng màu đen là 69.000. Còn cái cổ lọ cao hơn thì sẽ là 75. Di lê ngoài là 155 chị ơi. Xem lại livestream từ đầu cho em vậy chứ bây giờ em like qua mỗi không lên lại nó đâu các chị ơi. Bây giờ hơn 12 giờ rồi. Đấy, chân này đẹp lắm, nó cái đai rất là xinh nhưng mỗi cái nó hơi dài. Nhưng mà chính vì hàng đẹp nó mới dài, nó mới tốn vải. Còn những cái hàng mà nó rẻ hay nó may nhái thì nó ăn bớt vải, nó mới là hàng đều các chị nhá. Mình bỏ thêm cái công cắt, mình cắt ngắn đi cho em nhá. Ok, di lê thoi chị ơi. Di lê thoi ạ, 155.000 nhá chị ơi. Em có thấy comment của chị ạ. Di lê thoi 155 kèm số điện thoại. Em qua các chị con áo thô mềm nhá. Đây áo nhung hoàng gia đây mọi người này. Đẹp lắm ạ. SM dưới 65 cân rồi các chị vừa. Đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp mê ly luôn đi. Quá đẹp các chị ơi. Nhìn cái áo cho em này. Này các chị nhìn kỹ cho em nhá. Làm gì cái hàng nào đẹp mà nó gọi là xuất sắc nó như thế này đâu các chị. Này các chị thấy không? Đường may này. Từng cái bản cổ nét nét căng luôn. Đây từ cái bản gen của nó này. Cực kỳ là tinh tế các chị nhá. Bao nhiêu? 240 ạ. Quá rẻ luôn, 24 em mặc các chị sang con thô mềm nhá. Di lê thoi vàng không có sai, hàng len không có sai. 40 cân mặc rồi. Ok, Bích Nguyễn cho em xin số chị ơi. Tất cả đặt hàng lên hết số điện thoại cho em. Có số mới có đơn nha các chị nhá. Cái này của em là sơ mi thô mềm. Con này em có 2 size SM dưới 60 cân. Ôi năm nay là hot cái kiểu này này. Áo nhung các chị, áo nhung nó cũng kiểu ren ren phối mix bông tay bồng này luôn. Đấy, sơ mi thô mềm nó cũng kiểu mix như này luôn. Sơ mi trắng, sơ mi đằng sau màu vàng đi. À đấy là sơ mi hơi đắt chị ơi, hàng 320 cô. Ok chị Bích Nguyễn nhá. Di lê nhà em không có sai, hàng len không bao giờ có sai chị ơi. Rất là hiếm khi, trừ khi hàng hãng thôi, còn riêng hàng Quảng Châu không có sai đâu các chị nhá. Rồi các chị ơi, em like được khoảng tầm 5 phút nữa em dừng like. Chị nào đặt hàng mà đặt hàng lên đơn luôn cho em nhé. Chị nào vào xem sau mình chưa kịp xem các mẫu đầu like, các chị có thể tắt xem lại livestream cho em. Bao giờ em tắt đi các chị bật tua cho em nhé. Và đặt hàng để lại số điện thoại mã sản phẩm ngay bên dưới phần livestream. Hoặc là inbox cho em để em kiếm, để bên em tư vấn lên đơn cho các chị nhé. Bây giờ là em mặc nốt mã này thôi. Nửa đêm rồi, hơn 12 giờ rồi. Nhà em là con nhỏ này các chị thông cảm nhé. Không có váy body rồi chị ơi, nhà em bây giờ bán hàng Tết chỉ bán áo kiểu thôi. Nhà em là chuyên áo kiểu. Ok chị Bí Ngô này. 56 cân mặc mờ chị nhá. Len 3 phân nhà em thoải mái được, dưới 65 cân thoải mái vừa. Sơ mi đều trắng sau, đấy là áo nhung chị ơi, không phải sơ mi đâu. Đặt hàng lên mã kèm màu kèm số điện thoại. Để mãi mới cài được cái cúc. Đây sơ mi thô mềm nha các chị ơi. Ok, trên phải nhung xếp ly, lưu ý là nó là dáng dài cắt ngắn đi cho em nhé. Hàng không, hàng sale em không lên. Nhà em bây giờ bao giờ cái buổi live cuối cùng em tổng xả kho một lượt. Bây giờ thật sự là em cũng không cần thiết xả, bởi vì Tết nhà em bán bên ngoài còn thật sự là bán đông, còn đông khách hơn. Cận Tết nhà em khách là khách gọi khách đến khách trực tiếp cửa hàng ấy. Đông lắm. Thì bao giờ cần em cần xả em mới xả thôi.
Bây giờ các chị đặt những cái mã này đã là mã hàng xả các chị luôn rồi. Đấy ạ, sơ mi thô mềm cho em nhé mọi người nhé. Đây. Eo đẹp nhở. Điểm nhấn ở phần tay này, 201 nha các chị nhá. Chất liệu vải thô mềm. Cổ này. Đây các chị này. Cái này nó kiểu hàng thiết kế, hàng Quảng Châu thiết kế mọi người nhá. 201. Có một màu duy nhất chị ơi, 47 cân vừa, size S. Em có hai size SM, áo nhung sau kia chị này, áo mã nhung nào? Kia là nhung cổ bẻ này. Cái này của em là nhung cổ ngọc tay gen này, nhung cổ bẻ là 24, cổ ngọc tay gen là 208. Hoàng gia là 24, nhung chườm vai là 204 các chị nhá. Rồi có khi em tắt like đấy các chị ơi, mời đặt hàng luôn đi ạ. Em để lại 2 phút nhá để các chị đặt hàng trên like luôn, để em còn dừng like đây. Không dám bán hàng khuya vì nhà em có con nhỏ. Thức khuya nhiều mệt lắm, đêm sáng hôm sau là không làm được việc gì luôn ấy. Ok, hoàng gia luôn, sơ mi thô mềm 201 ạ. Chân váy dập ly này của em là 165.000. Đẹp lắm, chân váy nhung dập ly 165. Dập nhung dập ly đai da. Ok, các chị đặt hàng 2 phút nữa mọi người đặt hàng nhé, để em dừng like nhé. À, lên mọi người ít quần tất nhá. Quần tất 3D6S các chị ơi, tất 3D6S cho em ạ. 69.000 em test thử trên chân của em này. Áo nhung hoàng gia sau lưng em đấy chị. Em còn đang ảnh, em đang ảnh Facebook lên rồi đấy. Áo nhung hoàng gia là hàng 24. Đây các chị nhìn này, đẹp mê ly luôn các chị này. Tất nhá mọi người, tất 3D6S rất là dày, rất là ấm. Và thứ hai là nó kiểu nó bền, các chị mặc nó không bị rách, không bị giặt máy giặt thoải mái cho em. Rất là bền nhá. Đấy, mặc lên chân rất là gọn chân, nó kiểu như kiểu ghen chân luôn ấy. Tất 3D6S cho em. Đây so sánh hai bên, một bên là không đi tất này, một bên đi tất này. 3D6S là 69.000. Cảm ơn chị Trương nhá. Chị Nguyễn Linh đặt hàng em xin số chị ơi. Hoa tai em đeo em không bán, em bán nó hết hàng rồi. Em không bán chị ơi. Tiếp nha, tất siêu dai, các chị muốn xem bông tai không ạ? Chị nào muốn xem bông tai không? Kiểu phụ kiện ấy. Lắc tay này, dây chuyền titan này. Em tặng kèm quần áo các chị là 49.000 một dây nhá. Ngoài shop người ta bán là hơn 100.000 đấy. Ta bán tầm 150, 250 các chị ơi. 3D6S cho em ạ. Tất 6S các chị nhá. Tất 6S các chị nhá. 69.000, siêu bền, 40 đến 60 cân. Tất 6S 69.000. Em không bán váy ạ, không có màu da. Màu da chỉ lấy sang quần tất siêu dai đi chị ơi. Tất siêu dai nhá mọi người ơi. Tất siêu dai, tất ba len này. Các chị lấy sang mấy cái mã quần này đi. Tất siêu dai cho em ạ, 49.000. Tất này là các chị mặc được cả mùa hè, còn tất 3D là mặc mùa đông thôi nha các chị nhá. Tất ba len siga nữa. Đây tất siêu dai các chị ơi. Siêu dai luôn. Nó rách kiểu vòng tròn, nó không phải kiểu rách xước đâu. Các chị mặc nó rất là bền, rất là dai. Dai kinh khủng luôn các chị ạ. Nó không phải cái hàng mà mỏng manh dễ vỡ, các chị động tí là nó rách, động tí nó xước đâu. Hàng nó dai lắm luôn ý ạ. 49.000 một tất nha các chị nhá. Áo ren hoa nổi, ok chị, ren hoa nổi của em là 135. Hôm nay không có like vì không còn nhiều hàng. Áo mặc là 201 chị ơi. Nhung 280 để em tiêm dơ cho. Tất siêu dai màu đen và tất siêu dai màu be cho em. Cứ dưới 60 cân các chị vừa nhá. Dưới 60 cân các chị vừa. Đây là màu be này mọi người này. Đây là tất siêu dai màu be, màu da chân ý. 49.000, siêu dai, siêu bền nhá. Và đây là tất ba len. Tất ba len siga các chị ơi. Em lên nốt dây chuyền rồi em dừng nhá các chị nhá. Bây giờ áo mặc là 201, tất siêu dai kèm màu, kèm số điện thoại. Siêu dai mặc được cả mùa hè. Đây tất ba len mọi người. Ba len siga 49.000. Cũng 49.000 luôn. Được chưa ạ? Quá là hời luôn, các chị mua rẻ. Giá bên ngoài shop cũng phải 6-70. Em bán sơn bán em bán 80.000 mà. 70 là còn rẻ đấy, em bán 80 đấy. Em không có bán 49.000 đâu. Đến cửa hàng nhà em không bán rẻ này đâu các chị ạ. Mọi người chốt trên like đi. Ok chị màu be.
dai lắm mọi người ơi. Đây là em test thử mọi người xem, nó dai mà nó kiểu nó không bị xước rách kiểu. Các chị biết cái tất thường các chị mình mắc một cái nó sẽ dọc một đường xước ấy. Nhưng bây giờ cái loại tất này nó sản xuất ra khắc phục cái tình trạng đấy. Nó rách chỗ nào thì nó rách chỗ đấy, mắc chỗ nào rách chỗ đấy thôi, nó không bị xước hết đoạn một dọc dài đâu ạ. Mặc rất là bền các chị nhá. Tất siêu dai cho em ạ. Đây. Màu be đây, dai kinh khủng luôn các chị nhìn này. Test mọi người xem. Dai không ạ? Cho quả dứa vào không mà sợ rách luôn. Nó mà có quả dứa em test ngay nhưng em không có dứa. Cái tất này là cái tất mặc là các chị mình tránh là bị xước kiểu xước chạy dọc ấy, nó rách vòng tròn nó không phải rách xước các chị nhá. À thế à, vâng chị Phùng Liên nhé em. Em đang cố cày giờ ăn Tết chị ạ. Em sắp nghỉ rồi em cố gắng em xả lốt hàng. Tầm này là shop nào cũng thế, tăng tốc xả hàng các chị ơi. Hàng mới, hàng những cái mẫu mới chỉ em tầm khoảng 2 hôm nữa thôi là hết, là em chỉ có xả hàng sale thôi các chị nhá. Tranh thủ chốt ngay và luôn liên đi, ngay và luôn đi, không đến lúc mà hết hàng là các chị muốn đặt là không còn hàng đâu, gần Tết rồi không có hàng về đâu các chị ơi. Đóng cửa biên hết rồi. Chợ là người ta xả hàng hết rồi các chị nhá. Đấy, tất siêu dai, tất 3D, đai váy này rất là nhiều mã hàng đai. Ok, semi thô mềm. Ok, chị 3 đôi cửa. Các chị nào mua nhiều là phải cọc tiền nhá. Như một đôi, hai đôi còn bán thì lấy chị mà 5-6 đôi em phải cọc tiền em mới đi đấy, không thì nhiều chị đặt nó vui mồm lắm, em sợ lắm, em sợ bom lắm. Đây các chị con dây hạc nhá. Dây hạc và dây chuyền nhá mọi người nhá. Dây chuyền tim này. Đây là chất liệu là titan các chị nhá. Titan. Không bảo hành các chị 1 năm, không bay màu, không han gì ạ. Cái này các chị nhìn nó không rõ nhỉ, nám nào mọi người nhớ rõ. Em vào xem ảnh em đăng Facebook ấy, dây chuyền trái tim mọi người. Ui này, không nhìn nó không đẹp. Đây. Các chị nhìn này rõ hơn đúng không ạ? 49.000 áp dụng khách mua kèm quần áo hoặc là các chị mua từ 2 dây nhá. Ghi là dây tim cho em ạ, dây titan các chị nhá, chất liệu là titan, bảo hành 1 năm. Không bay màu, không han gì, không dị ứng, không kích ứng gì hết nhá. Bên ngoài các shop khác người ta đang bán hơn 200 đấy các chị, em tặng mọi người 49.000 xả nốt. Tặng mọi người kèm quần áo 49.000. Hoặc đi đơn từ 2 dây giúp em. Đây là dây tim này, em có mấy loại dây cơ, LV rồi là hạc rồi là cái nọ kia nhiều lắm. Đây ạ. Dây tim các chị nhá. Nhiều mà nhiều lắm, từ từ ạ, chốt chị ơi, còn nhiều hình lắm. Đây là dây cỏ 4 lá này. Em có dây 4 lá, em có cả loại set là bông tai với cả các chị mua cả set là 140 nhá. Nó có bông tai này, có bông tai này, có lắc tay này. Đây các chị mua cả một set này là 140, các chị mua lẻ thì là 49.000 nhá. 49.000 một dây, 49.000 một lắc. Bông tai nữa này các chị này. Bông tai là được nguyên một set đồ luôn, là các chị mặc nguyên cả set luôn. À quên, các chị đeo nguyên cả set luôn. Đây. Một set của nó là 140, gồm một bông, một dây, một lắc các chị nhá. 140 một set. Dây tim em đọc hết mã các chị ăn chốt nhá. Thì khi thấy mã khác đẹp hơn lại hối hận đấy. Cái này em là dây la mã các chị, đi kèm với cả đây, dây la mã này. Các chị thì mình đeo cùng với lắc tay la mã được một set luôn. Em tặng các chị 49.000. Đây ạ, dây la mã cho em ạ. Đây là dây nhá, còn nắc thì nó sẽ như này. Rất là sáng, nó như vàng tây luôn. Các chị đeo lên người không ai biết được các chị đeo vòng titan đâu ạ. Người ta nghĩ các chị đeo vàng ấy. Đây là chất liệu titan các chị nhá, bảo hành 1 năm, không bay màu, không han gì. Nước thoải mái, đi tắm giặt các thứ thoải mái cho em. Được chưa ạ? Dây titan đây là la mã cho em. Dây la mã này, lắc tay la mã này. Đây là lắc tay nhá mọi người nhá, đeo vào vòng tay ấy, lắc tay la mã này. Đây là dây D mọi người ơi, dây D. 49.000 một dây, tặng các chị kèm quần áo nhá. Áo ren kia các chị ghi là hoàng gia chị ơi, 24. Sơ mi đầu sau là hạn 320 ạ. Bông tai em không bán bông, em chỉ bán dây, dây có một vài có bông em mới bán có thôi chị ơi. Đây dây chữ D ạ. 49.000 chị ơi. Nó là chữ D, nó ngoắc cùng với cả cái lắc cái gì nhỉ? Cái vòng tròn đá ấy mọi người. Dây chữ D nhá, 49.000. Em tặng các chị kèm với quần áo thôi, còn nếu mà các chị mua lẻ một dây em không bán đâu ạ. Nếu không bán em bán tặng các chị bán tri ân mọi người thôi nhá. Ok, lắc tay la mã, dây chuyền la mã 49.000 hết. Bông tai các chị mua cả set đi, cả set cỏ 4 lá kìa, mà mặc đeo cả bông tai, cả lắc, cả dây luôn. Đây vẫn là lắc tay rồi. Có nhiều mã lắm, từ đem dơ tiếp. Đây bông tai này, 49.000 chị nhá. Đây là dây chữ đen thì cũng còn nhiều lắm. Đây. Dây hoa vàng này. Hoa vàng này. Dây LV các chị ơi. Đây là dây vòng tròn này. Dây vòng tròn này đẹp lắm, bên ngoài đẹp hơn trong live rất là nhiều. Trong live nó kiểu trong túi bóng nó hơi lóa ấy mọi người.
Đấy, dây vòng tròn 49.000, hồ ly này. Hồ ly 49.000, cỏ bốn lá xanh này. 49.000. Đây, cỏ bốn lá vàng nha em này, 49.000. Và đây là hoa trắng nhá. Dây hoa trắng, em ơi đẹp quá mọi người ơi này. Mình để dây cho em mọi người nhìn này. Dây hoa cho em 49.000 luôn, đây. Đấy, các chị thấy không? Đẹp không ạ? 49.000 một dây nhá các chị nhá. Đeo lên cổ là thành hình bông hoa. Hay nhở. Cái này bỏ ra nếu mà không đeo bình thường nó lại tẽ ra nhá các chị nhá. Tức là cái này nó có thể là linh động các chị ơi. Nó linh động. À nó có nam châm. Khi mà các chị mình mặc cái này bây giờ mới biết. Ôi em bây giờ qua đã các chị ơi, cái này bây giờ mới biết các chị nhá. Cái này là nó là kiểu nam châm. Khi mà các chị nó dính với nhau thành một cái bông, một cái dây chuyền bông hoa như này. Nhưng mà các chị không thích mình đeo là mình tách nó ra thành một kiểu khác, nó thành cái kiểu trái tim mọi người. Đây ô hay nhỉ. Ôi bây giờ mới biết này. Ôi các chị ơi này. Bây giờ mới biết nhá mọi người nhá. Này. Nếu các chị bỏ ra xòe ra nó sẽ thành cái dây dài như này. Đấy ạ. Nếu mà các chị không thích đeo dây dài này, các chị gắn nó vào. Nó có nam châm nhá, nó nam châm nó hút này. Gắn nó vào nó lại thành cái dây như này luôn. Ô hay nhở. Bây giờ mới biết đấy các chị ơi. Đây có cả màu vàng này. Tấm chiếu mới, bây giờ em mới để ý này. Tự nhiên thấy nó xòe ra, không biết là sao nó lại xòe ra thế. Hóa ra là nó đeo được hai kiểu. Đâu đây bây giờ mới biết các chị ơi, có nam châm. Đây màu vàng cũng thế này. Cái ghi là dây hoa vàng cho em nhá. Đây các chị này, đây. Thả ra thì nó thành cái dây bốn hình trái tim. Nó có nam châm mọi người ạ. Đeo lên nó tẽ ra, nó sẽ dài như này. Còn nếu các chị không thích nó dài như này thì các chị chụm nó vào thì nó thành hình bông hoa nhá. Áo mặc là 21 ạ. Đúng rồi, cái này nó là titan thôi, không phải bằng vàng chị ơi, nhưng mà mặc đeo đẹp như vàng luôn. Bây giờ mới biết chị ạ. Em không để ý luôn tại vì là khi mà em cầm lên nó lại thấy nó chụm vào, không thấy nó xòe ra. 49.000 chị nhá. Đúng rồi ạ, đây em cũng có. Cái này là dây titan, nó không phải bằng vàng, nó là dây titan thôi. Đeo chơi thôi các chị ạ. Mà titan đeo nó cũng bền chứ mọi người, nó cũng không đến nỗi nào đâu. Đeo như vàng ta kiểu khi bị rơi mất hay là bị các chị thay đổi mẫu nó mã liên tục nó đỡ tiếc đấy mọi người. Thay đổi mẫu mã liên tục cho em nó gọi là nó cũng gọi là gì nhỉ? Tức là không thích thì mình không thích đeo thì mình thay mẫu khác mình đeo. Đấy thì các chị bạn đeo được nhiều kiểu mà rẻ có 49.000 một dây thôi. Đây là dây vòng tròn cho em nhá. 49.000. Đẹp như vàng tây luôn. Thật các chị mình nhận hàng có khi á đưa shipper nó xem nó còn chả biết nó là đây là titan, nó nghĩ là dây vàng khi nó lại thấy đơn giá trị tưởng nó không để ý giá trị nó lại nó khi nhiều đứa nó tham nó còn ăn cắp đơn đi các chị ạ. Em bị mất hai dây nó tưởng là dây vàng. Đây dây LV các chị này, LV nhá. 49.000 một dây các chị ơi. Em có dây chuyền chữ H với cả. Ôi nhiều lắm, từ từ. Đây cũng là một nửa, nó còn nửa nữa cơ. Ok, tất siêu ra em có hai màu là màu đen màu trắng chị nhá. Đây, lắc tay bốn lá này. Có cả vòng cổ bốn lá, có cả bông tai bốn lá nhá, cả một set là 140. Đây dây chữ H này mọi người ơi. Dành cho chị nào tên bắt đầu bằng chữ H, ví dụ tên em là tên Hiền này. Đấy, đeo dây chữ H vào rất là đẹp nhá. Đấy, chữ H cho em đẹp lắm ấy ạ. Cái này em không dám xé đâu, xé nhiều nó bị bong, nó kiểu nó xoắn vào nhau, nó rối hết nên là em sẽ để nguyên trong túi nhá. 49.000. Cái váy đấy là áo chị ơi, áo đấy là áo nhá. Đây, dây trái tim này. À không, không phải dây tim, cái này gọi là dây gì nhỉ? Cái này gọi là nó có bốn hình trái tim cơ. Kia là dây tim rồi, đây gọi là dây gì nhỉ? Dây bốn tim đi mọi người, dây là dây bốn tim cho em nhé, hay là gọi là gì? Thôi không đừng, cái gì đừng liên quan đến tim nữa đi. Và từ đấy em nghĩ ra tên đã nhá. Dây VIP đi mọi người, gọi là dây VIP cho em đi. Dây VIP nhá mọi người nhá. Hay là dây đẹp đi, dây đẹp cho em. Đặt mã cho nó lạ lạ tí, không đến lúc mà nó giống nhau rồi gửi nhầm hàng, cứ tim rồi lại gửi nhầm sang cái mã kia mất. Đây dây chuyền chữ H này, 49.000. Hồ ly này. Ở đây là dây đẹp cho em nhé mọi người nhá, dây đẹp. Ở đây là hồ ly này. 49.000, đây là dây hạc mọi người ơi, dây hạc nhá. Đây là hạc vàng này. Đẹp lắm ấy, chị nào chị Thu Nguyễn này, các chị là bán chuyên vàng các chị đấy. Đây dây titan mọi người, đẹp như là vàng tây luôn đấy các chị nhìn này. Có 49.000 một dây, hàng ngay có đăng ảnh đấy ạ. Ảnh mẫu như nào các chị nhận hàng y như vậy nhá. 49.000 tặng kèm quần áo ạ. Áo cổ đen có bán không em? Tất cả những mã đằng sau em có bán hết chị ơi. Nhưng mà bây giờ em cuối live sẽ không lên lại nữa, tí xem lại live stream giúp em nhá. Em đang live lốt mấy mã phụ kiện rồi em dừng live thôi ạ. Em không lên lại nữa nên là chị xem lại live stream giúp em nha chị ơi.
Tí nữa em tắt like đi, chị tua tua cho em, chị đặt hàng có gì đặt lại luôn trên like, đặt luôn để lại số điện thoại đặt mã trên like hoặc là inbox cho em nhá. Dây hạc này các chị này. Hạc vàng nhá. Đây hạc vàng này. 49.000. Đẹp lắm, dây này như kiểu vàng tây. Em có cả dây hạc trắng với hạc đen ấy mọi người. Nhá, có nhiều hạc lắm. Đâu nhỉ, dây hạc đen, hạc trắng rồi. Nhiều lắm mọi người ơi. Thôi không tìm được nữa rồi, nhiều quá em bới ra nó không ra rồi. Rồi nhá, em tắt like có gì tham khảo các mẫu em đăng Facebook nhá. Cái áo sơ mi vàng kia là 320 chị ơi. Chân váy xếp đi bao tiền? Chân váy xếp đi em đang mặc là 165.000. Nhung của Ngọc là 280 ạ, chia sẻ like còn 270. Em tắt like nhá các chị nhá, đây chân váy đi ạ. Chân váy nhung dập ly đi các chị nhá. Ok. Bye bye các chị, chúc các chị ngủ ngon nhá. Cảm ơn các chị ủng hộ em. Em tắt like đi ạ.